Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 76. Thi thể. Thi hài. Cái này đầy đất phế tích, nơi nào còn muốn thi hài à? Phỏng đoán đều bị đánh cho thành máu thịt, máu mặt liền đi. Rốt cuộc là ai? Có mạnh như vậy hãn sức chiến đấu, một đêm bây giờ, tàn sát thiên ma phái. Thập tứ trưởng lão tâm thần đều run rẩy, thiên ma phái à, có một vị và hắn tu vi vậy hợp đạo ma quân à, lớn mạnh như vậy thiên ma phái, đều ở đây một tối bây giờ bị diệt. Như vậy, Độc Cô gia tộc đối với thiên kiếm thành nắm trong tay. Còn có thể giống như trước như nhau sao? Năm cái hợp đạo ma quân thi thể cũng không có ở đây. Sẽ không biết, là chính bọn họ lục đục, một vị trưởng lão hỏi thăm. Không nhất định, thiên ma phái mặc dù là dùng võ lực vi tôn, nhưng cho dù là lục đục, cũng không khả năng giết toàn bộ đệ tử và số ít trưởng lão. Thập tứ trưởng lão than thở một tiếng, ngự không quét nhìn chung quanh trên trăm cái bảo vệ che chở, tâm thần cũng có chút run rẩy. Nói, phải lập tức truyền lệnh cho Thái Thượng trưởng lão, thiên ma phái cũng không phải là lục đục. Nhất định là có tuyệt đỉnh thần quân tới. Tuyệt đỉnh thần quân, hai thập trưởng lão thần sắc biến đổi, nói, người nói là, xen vào tạo hóa cảnh và hợp đạo cảnh bây giờ, chỉ kém tới cửa một bước, tích lũy vô cùng là thâm hậu, nhưng lại không có thời không chi binh lão quái vật tới. Này cùng võ giả, này cùng người tàn nhẫn. Vậy đều là không có bối cảnh, không có hậu đài. Thậm chí không muốn là đại gia tộc làm việc lão quái vật. Lên cấp hợp đạo cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp mấy chục ngàn năm, ngũ hành quy luật đã thông hiểu đạo lý, nhưng vẫn không có thời không chi binh đột phá, đưa đến bọn họ sức chiến đấu, xa so sinh mạng mới hợp đạo cảnh cửu tầng thiên võ giả mạnh hơn nhiều lắm. Này cùng võ giả, cũng bị gọi chi là tuyệt đỉnh thần quân. Nếu là một vị tuyệt đỉnh thần quân tới. Như vậy, thiên ma phái người chết được không oan. Hai thập trưởng lão chợt phân phó các trưởng lão khác, nói truyền lệnh xuống, thời khắc chuẩn bị, để ngừa vị kia tuyệt đỉnh thần quân tập kích. Chợt, một vị trưởng lão đối với chung quanh vây xem võ giả, thanh minh nói, thiên ma phái, bị một vị tuyệt đỉnh thần quân tập kích, đã toàn phái mất đi, cụ thể công việc, chúng ta sẽ ở đấu giá hội họp lớn sau khi kết thúc, cùng thiên ma phái trưởng môn giao thiệp. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên kiếm thành đều chấn động. Thiên ma phái à, đây không phải là tầm thường tiểu môn tiểu phái à, nghe hắn là cùng bên trong nhóm thế lực thực lực rất tương cận môn phái à. Nhưng ở thiên kiếm thành bị tuyệt đỉnh thần quân, được diệt phái cử chỉ. Chúng ta vẫn là nhanh đi về, củng cố lồng bảo hộ, đến khi buổi đấu giá kết thúc, lập tức thông báo môn phái ở lại giữ võ giả tới tiếp ứng chúng ta đi. Không thiếu võ giả bàn luận sôi nổi, vội vàng mỗi người chạy tứ tán, trở lại nhà mình đi. Một ít tán tu, không biết là vui vẫn là bi, ngược lại là khắp nơi dạo chơi đứng lên, đều bắt đầu tìm lạc đàn võ giả tập kích, giờ phút này người chấp pháp tồn tại, lộ vẻ được vô cùng là nhỏ bé, nguyên bản mượn tạo hóa cảnh Thái Thượng trưởng lão uy thế, cộng thêm người chấp pháp thực lực bản thân siêu quần, còn có thể chấn nhiếp tới đây trăm phái và tán tu. Không nghĩ tới. Ngày thứ bảy, đi ra cái mặt nạ thanh niên, giận dữ tàn sát 100.000 người chấp pháp. Ngày thứ 8, thiên ma phái bị diệt, nội môn một vị hợp đạo ma quân tự bạo, hiển nhiên trước khi chết vô cùng là bi phẫn, những thứ khác 5 vị, thi thể cũng bị mất. Tiếp liền hai trận việc lớn, vô hạn suy nhược người chấp pháp uy tín. Độc Cô gia tộc, rất nhiều trưởng lão thấy được trước mắt bộ dáng kia, cũng là vô cùng là trù trừ. Trước hay là báo cáo Thái Thượng trưởng lão đi. Tuyệt đỉnh thần quân xuất hiện, thập tứ trưởng lão than thở một tiếng. Nói, lão tổ mặc dù có thể giết tuyệt đỉnh thần quân, có thể ta Độc Cô gia tộc tuyệt đỉnh thần quân, năm xưa đã chết quá nhiều, bát trưởng lão dù là năm xưa là tuyệt đỉnh thần quân, vậy ngã xuống. Nói xong, mấy vị trưởng lão chạy thẳng tới Thái Thượng trưởng lão nơi bế quan đi, phải đi báo cáo, đồng thời thỉnh cầu chỉ thị. Độc Cô gia tộc, cũng coi là lúc đang nhiều việc. Nguyên bản 40-50 vị hợp đạo thần quân, chấn giữ toàn trường. Lại liên hiệp năm thế lực lớn, che phủ mấy trăm cái hạ cùng tông phái, vấn đề không lớn, có thể còn chưa bắt đầu tiến hành, đao đều không lượng đâu, sẽ để cho Diệp Thần cắt đứt, lại nổ chết 3 vị hợp đạo trưởng lão, đừng đề ra có hơn xui. Độc Cô gia tộc thành thạo động. Những thứ khác, một số người vậy đang suy tư, hành động chính giữa. Thiên Thắng các bên trong,
Bách Lý Tuyết thần sắc có chút chủ trừ, ngắm nhìn trước mắt mô phỏng ra thiên ma phái tình trạng bi thảm, có chút kinh ngạc, nói ta làm sao cảm giác, cái này thủ pháp, hình như là hủy diệt lực. Lại thật giống như có mất đi lực, cùng với bất diệt kiếm ý dấu vết. Chẳng lẽ thật sự là Diệp thần? Không thể không nói, vị này Bách Lý gia tộc tiểu thư, đâu chỉ trời xanh thông minh, còn có đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Diệp thần nơi đã dùng qua chiêu thức, cho dù là đã dùng qua binh khí, tạo thành vết thương và lực lượng còn sót lại, nàng thấy được một lần sau này, cũng có thể đã gặp qua là không quên được, dầu gì cũng sẽ có rất lớn ấn tượng, cho nên mới sẽ nhìn thấy đầu tiên nhìn, liền cho là Diệp thần làm. Tiểu thư, ngài xác định là tới từ Diệp thần môn nào phái người làm? Ta xem dấu vết này, Bách Lý gia tộc trưởng lão suy tư nói, ra tay rất quả quyết. Nhưng là ít nhất là ba vị hợp đạo thần quân, một vị đệ tử tạo thành. Ra tay đánh chết đại đa số đều là vậy vị đệ tử, hơn nữa công lực xa xa cao hơn tại Diệp thần. Còn như ba vị hợp đạo cảnh thần quân, hẳn là hộ pháp. Diệp thần, bây giờ đỉnh hơn nhập thần cảnh, làm sao có thể đánh chết hỗn nguyên cảnh và thần vương cảnh, như đồ sát gà vịt. Chẳng lẽ, Diệp thần bùng nổ lá bài tẩy, bùng nổ lực lượng toàn thân không cần trả lời. Bách Lý gia tộc trưởng lão, căn bản không cho rằng là Diệp thần làm. Cùng môn phái người, cũng xây có mất đi lực, hủy diệt lực, cùng với bất diệt kiếm đạo. Ba cổ lực lượng, tựa hồ là bọn họ đệ tử tiêu phối. Vị trưởng lão này đã không nói được, mình cũng nét mặt già nua đỏ bừng, nhà ai đệ tử, đem xây mất đi lực và hủy diệt lực, cái này hai loại cái thế vô song quy luật lực lượng làm tiêu phối. Ba đại đứng đầu gia tộc. Cũng không làm được đi. Rốt cuộc là cái gì đứng đầu môn phái, có thể bồi dưỡng được loại này đệ tử à? Nhưng mà, bên trên trưởng lão nhưng là cười nói, môn phái này, nhất định là môn phái lánh đời, chỉ có lên cùng tông phái mới có tư cách biết môn phái, nếu không nơi nào sẽ đào tạo cho gia tinh như vậy duệ đệ tử à? Chúng ta không nóng nảy. Lần này, Thái Thượng Bảy dài tới, không sợ tuyệt đỉnh thần quân. Được. Bách Lý Tuyết ôm bất an lòng, khắp nơi đi lại. Thiên Kiếm Thành, một nơi sườn núi gian. Một người quần áo lam lũ lão đầu, trên bả vai vác một chuôi đại đao, đang vô cùng là thú vị rót rượu, uống một hớp, ăn một khối lớn thịt yêu thú, nhìn như vô cùng là hưởng thụ. Bên cạnh, đi tới một cái đồ tể bộ dáng người, cùng lão đầu ngồi đối diện xuống, hai người cộng ẩm. Rất là ăn ý. Hai cái hạ cùng người. Ai cho phép các ngươi ở chỗ này uống rượu? Còn không qua đây cho bổn công tử dập đầu. Không biết là nhà ai cậu ấm, chỉ hai lỗ mũi người chính là một trận mắng, bên cạnh vậy đứng mấy vị hỗn nguyên tôn giả, nhìn lai lịch bất phàm. Đang lúc này, như khiếu hoa tử lão đầu xoay đầu lại, hai con người toát ra huyết quang, một cổ vô hình áp lực từ thiên địa các nơi nén tới, theo đạo đạo tiếng nổ truyền ra, cậu ấm liên đới hỗn nguyên cảnh hộ pháp. Một đạo hóa thành một bãi vũng máu tươi. Thần vương cảnh cậu ấm. Hỗn nguyên cảnh hộ pháp. Ở lão khiếu hóa trong tay, không kháng nổi một đạo ánh mắt. Ai? Máu này dính giao tình chúng ta hứng thú à? Đồ tể vung tay lên, đem khắp nơi vết máu lau đi sạch sẽ, lấy tay nắm lên một khối thịt béo, trực tiếp đi miệng nhét, thỉnh thoảng nói, hây, lão gia, người chú ý à? Bên trong thành, thật giống như tới một vị. Chúng ta không nhận biết tuyệt đỉnh thần quân. Thiên ma phái. Hừ, nói diệt liền diệt, thật là lớn uy phong. Hắn nói chuyện và làm việc hình dáng, nhìn thật chân chính thiết thiết giống như là đồ tể, nhưng hắn tuyệt không phải là yếu hơn lão ăn mày tuyệt đỉnh thần quân, khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ có một bước xa, là cùng Chu Diệt thần quân, năm xưa một tầng thứ cao thủ tuyệt thế. Bị dự là, tiên tôn dưới, mạnh nhất võ giả. Ta lão khiếu hóa. Chính là tới cướp kiện thời không chi binh, kéo dài tuổi thọ mà thôi. Ta giờ không nghĩ và những cái kia hậu xanh tiểu bối tranh cái gì. Lão khiếu hóa một bộ hoàn toàn dáng vẻ không quan tâm, huống chi à, thời không chi binh như thế nhiều, cũng không phải là một kiện, các người cùng tiến lên, cũng không phải là không giành được. Lão khiếu hóa, đồ tể. Hai vị đã từng danh chấn Tây vực tuyệt đỉnh thần quân, bước vào hợp đạo cảnh cửu tầng thiên đếm lâu vạn năm. Nhất là lão khiếu hóa, tuổi thọ đã đạt 15 lâu vạn năm, không thể không tới mưu cầu một kiện thời không chi binh, nếu không thì được chết già.
ngược lại cũng là, lần này hợp tác, muốn không muốn kêu người hậu sinh này tiểu bối. Đồ tể ăn ăn thịt, Chu Vây lại quấy rầy võ giả bọn hắn, vô luận hạng cảnh giới, đều bị một đạo ánh mắt, trực tiếp xóa bỏ, vận dụng thời gian pháp tắc và không gian quy luật, đã đến trình độ cao nhất. Chỉ riêng ánh mắt, đều đủ để giết người. Diệt thiên ma phái, hợp đạo cảnh bát tầng thiên cũng được. Không gặp được thằng nhóc kia, nhất định là tuyệt đỉnh thần quân, lần này, tới 5 người, hơn hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không thiếu. Lão khiếu hóa một bộ dáng vẻ không quan tâm, tựa như hắn có thể lực để tiên tôn vậy. Lần đấu giá này hội họp lớn. Hút đưa tới quá nhiều võ giả, bao gồm hướng bọn họ như vậy tuyệt đỉnh thần quân. Tạo hóa cảnh tiên tôn cố nhiên không có, tầng thứ này võ giả, tuyệt đại đa số cũng thuộc về tất cả đại tông phái, độc hành khách đến cảnh giới này cũng không dám làm bậy, nếu không sẽ bị ba đại đứng đầu gia tộc liên danh tuyên bố bảng văn đuổi giết. Cho nên, đánh cướp bóc buổi đấu giá tâm tư đâu chỉ Diệp Thần. Còn có cái này 5 vị tuyệt đỉnh thần quân. Thôi thôi, lại xem một chút đi, nếu là người nọ chiến lực không tệ, lại mời hắn đi vào. Đồ tể lắc đầu một cái, vậy ăn theo thịt uống rượu đứng lên. Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết ngoại giới tình huống, cho dù biết, cũng cùng hắn không liên quan. Hắn bây giờ đang chuyên chú tại thần ma luân hồi quyết. Rào 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 rào, rào rào. Diệp Thần quanh thân quanh quẩn xuất đạo đạo quang trạch, không chỉ thương thế khôi phục, quanh thân hơi thở lại là nhảy lên tới đỉnh cấp. Hắn mở mắt ra, đứng dậy. Thần giác buộc vòng quanh lau một cái lạnh lùng nụ cười, thiên ma phái đều là hèn nhát, ngược lại là vị này thất trưởng lão, là người tàn nhẫn à. Ở trên trời ma phái 5 vị hợp đạo ma quân tất cả thuộc về thuận cùng tình huống của ta hạ. Lại có thể tự bạo, ngược lại là coi thường những thứ này ma đạo võ giả. Hắn hai tay múa, nhanh chóng bố trí từng tầng một trận pháp, sau đó tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Diệp Thần thần hồn lực ngưng kết mở. Quét nhìn luân hồi mộ địa đầy đất hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí, mặt lộ vẻ vui mừng. Xong hết rồi, cướp sạch 3 cái muốn đuổi giết ta tiểu tông phái, hơn nữa 5 cái ma đạo tông môn, hiện đang bố trí càn khôn thiên long trận hợp đạo thần khí, đã quyên góp đủ. Cướp sạch 8 cái môn phái nhỏ. Hỗn nguyên tiên khí làm để tới gần 300 chuôi. Hợp đạo thần khí tổng cộng là 35 chuôi, cộng thêm vốn là, đã qua 50 số. Trụ trì, lần này, còn độ hóa liền 20 tới vị hợp đạo thần quân, hơn 100 vị hỗn nguyên cảnh tôn giả. Bây giờ, là an bài bọn họ tới đây, vẫn là mai phục ở 4 phía. Nguyệt Quang Phật hỏi thăm. Trụ trì, ta đề nghị nằm vùng bọn họ tại chữ thiên đài và chữ địa đài hai bên. Thậm chí huyền hoàng hai cái đài đấu giá, cũng nằm vùng một ít hợp đạo thần quân, tin tưởng, bọn họ một mực sẽ lấy là ngươi chỉ là một người. Chỉ là một người. Cái này cho tới bây giờ cũng là chuyện Tiếu Lâm, dù là ngoại giới đều biết Diệp Thần không hề thiếu chiến khôi. Nhưng là, ngoại giới cho tới bây giờ không biết, hắn Diệp Thần sẽ độ hóa phương pháp. Tin tưởng, độc cô gia tộc bao vây Diệp Thần một khắc kia, chính là rất nhiều độ hóa thần quân ra sân lúc. Diệp Thần thần hồn lực trở về bản thể, tiếp tục tu luyện. Thần ma luân hồi quyết mặc dù tu luyện khó khăn, nhưng là một khi tu luyện thành công. Chỗ tốt quá nhiều. Đấu giá hội họp lớn còn chưa bắt đầu. Mưa gió sắp tới. Ước chừng ngày thứ 7, bỏ mình 100.000 người chấp pháp. Thứ 9 tầng trời, sáng sớm thiên ma phái bị phát hiện đã bị người tiêu diệt. Ngay sau đó, mới chỉ là đến buổi trưa thời khắc, đã có không thiếu tán tu võ giả, trắng trợn đánh giết muốn đến tham gia buổi đấu giá võ giả, giết người cướp bóc, lấy mưu cầu tư lợi, thậm chí người chấp pháp chạy tới. Đều đưa người chấp pháp bắn chết, sau đó bỏ trốn. Dần dần, khi đến chưa lúc, rơi xuống tán tu và môn phái võ giả, đã có mấy trăm ngàn lớn, thi thể có người nhận trả lại, không người nhận trực tiếp ném tới ngự thú các bên trong cho yêu thú làm thức ăn gia súc. Cái này thiên kiếm thành, người chấp pháp lực độ càng ngày càng yếu, vượt không an toàn. Bách Lý Tuyết thở dài một tiếng, ngược lại là cùng Bắc Đường Thiên Minh các người đối với rượu làm ca. Thỉnh thoảng tra xem ngoại giới tình huống, bên tai thỉnh thoảng truyền ra đạo đạo bi tiếng kêu thảm thiết, cùng với đao kiếm đâm rách thân xác, thần vương đạo văng tung tóe thanh âm. Từ 1 giờ chưa bắt đầu, đến bây giờ 4 tiếng,
Thần vương đạo văng tung tóe thanh âm, đều không dừng lại. Hắn ngẩng đầu một nhìn bầu trời, từng cái to lớn gãy lìa thần vương đạo ngang trời, thật lâu chưa từng tiêu tán. Ban đêm, một đạo ánh sáng phóng lên cao, đánh tan từng cái hỗn nguyên cảnh võ giả. Một cổ thời gian pháp tắc tràn ra ra, chấn động giết mấy vị hỗn nguyên cảnh võ giả. Các loại đao khí kiếm khí, thương cương đợi một chút tràn ra ở thiên kiếm thành các nơi đều có võ giả bay lên không chém giết, lại không giống như là mấy ngày trước như vậy tình huống như nhau, theo người chấp pháp, đi chấp pháp, nhưng là không ngừng bị đánh chết dưới tình huống, thiên kiếm thành quản lý càng ngày càng yếu, thậm chí có bộ phận võ giả, đặc biệt đánh chết người chấp pháp tới mưu cầu tư lợi. Thiên kiếm thành ngay chính giữa. Độc cô gia tộc trong trụ sở chính, hơn 10 vị hợp đạo cảnh trưởng lão ngự không, mắt nhìn bốn chung quanh tình huống, cũng không có ra tay. Chính giữa, thập trưởng lão thở dài hỏi, thái thượng trưởng lão còn không có xuất quan à? Không, thật là đáng chết, cái này thiên ma nhân xâm chính là một vô liêm sỉ đồ. Những năm gần đây, hai thập trưởng lão trong lòng oán khí không ngừng, nói, những năm gần đây, thái thượng trưởng lão mỗi 10 năm cần áp chế một lần khí độc, không nghĩ tới lần này khí độc bùng nổ được nhanh như vậy. Nếu như thái thượng trưởng lão ra mặt, vì sao còn như, bây giờ hợp đạo cảnh thần quân đều ở đây ngự không chém giết, thật làm ta độc cô gia tộc không người à? Hắn chất vấn một đám hộ pháp, hỏi, những thứ khác năm thế lực lớn đâu? Để cho bọn họ ra tay, bọn họ người đâu? Bọn họ không phải đều tới một vị tạo hóa cảnh tiên tôn? 10 vị hợp đạo cảnh võ giả à? Làm sao bây giờ, một người cũng không có ra tay. Mặc cho những cái kia hạ cùng tông phái và tán tu đi nháo. Cái này, những cái kia hộ pháp chỉ có thể cúi đầu xuống, thấp giọng nói, năm thế lực lớn nói, chúng ta không có quyền lợi điều động bọn họ, mời thái thượng trưởng lão cùng bọn họ thái thượng trưởng lão thương nghị, bọn họ mới sẽ xuất thủ trợ giúp chân áp. Khốn kiếp! Một vị trưởng lão giận dữ đánh nát một tòa hỗn nguyên núi kim thạch, khí được cả người phát run, nói, như vậy, ngày mốt chính là hội họp lớn triệu tập ngày. Bọn họ năm đại thế lực bảo vật đâu, có hay không gặp qua tới. Một đám hộ pháp hơn nữa làm khó. Vị kia hộ pháp đội trưởng khổ sở nói, không có, năm thế lực lớn đều nói, cùng thái thượng trưởng lão xuất quan sau đó, thống nhất do 6 phái tạo hóa cảnh thái thượng trưởng lão chung nhau thu nạp, chung nhau chủ trì. Khốn kiếp. Những thứ này khốn kiếp. Nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không thiếu độc cô gia tộc trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Năm đại trung các gia tộc à, chỉ cần bọn họ ra tay, vì sao còn như thiên kiếm thành rơi vào hỗn loạn như vậy cách cục. Độc cô gia tộc mạnh mẽ không giả, nhưng là đều ở đây tại binh khí mạnh mẽ, bên trong gia tộc trực thuộc hợp đạo cảnh thần quân không hề nhiều, ở tổng bộ cũng chính là 10 mấy vị. Cộng thêm lên hơn 30 vị bên ngoài mời hợp đạo cảnh trưởng lão. Đối mặt bất kỳ một người nào hạ cùng tông phái, đều có tuyệt đối với tình dục nghiền ép. Nhưng là đối mặt mấy chục hạ cùng tông phái và mấy trăm ngàn tán tu quấy rối, đây là giết, còn chưa giết. Nếu là giết tất cả, vậy đấu giá hội họp lớn, hơn phân nửa bảo vật không cần bán. Nếu là không giết, tiếp tục loạn đi xuống, vậy càng phiền toái hơn. Chúng ta vậy không ra tay. Để cho bọn họ nháo. Thập trưởng lão ánh mắt bén nhạy, nói cùng bọn họ giết, chỉ cần không chủ động đánh giết ta độc cô gia tộc người, tùy tiện bọn họ giết, nhưng là phàm là giết, vô luận là ai, bây giờ điều động, đem thi thể mang về. Mặc dù ngoài mặt có khí phách, nhưng trong lòng thì 10.000 cái không muốn. Lần sau lại cũng không đem buổi đấu giá mở ở mình tổng bộ. Đều do cái đó mặt nạ thanh niên. Không chỉ có mở cái miệng này, còn diệt bọn họ 100.000 người chấp pháp. 100.000 tinh nhuệ nhất người chấp pháp, đồng thời cũng là bảo vệ thiên kiếm thành ngắn ngủi trị an chủ lực à, nhưng đều bị tàn sát không còn một mống, đáng hận. Đáng hận hơn chính là sáng sớm hôm nay diệt thiên ma phái cái đó tuyệt đỉnh thần quân. Nếu không phải thiên ma phái bị diệt, tiểu tông phái nơi nào sẽ đều điên cuồng à. Thế cục dần dần có chút không khống chế được. Độc cô gia tộc dứt khoát không khống chế, đảm nhiệm phát triển. Ngày thứ hai, độc cô gia tộc chỗ sâu một cái thạch thất bên trong. Một cái ông già chậm rãi mở mắt ra. Chính là độc cô gia tộc bế quan thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão chóp mũi khẽ động,
tự nhiên đánh hơi được toàn bộ thiên kiếm thành tràn đầy từng đạo nồng đậm mùi máu tanh. Các ngươi đi vào, buổi đấu giá sắp tới, thiên kiếm thành rốt cuộc phát sinh cái gì? Thanh âm lạnh như băng vang khắp. Cửa thạch thất mở ra, vài trưởng lão thận trọng đi vào. Khải bẩm thái thượng trưởng lão, thiên kiếm thành mấy ngày nay xảy ra đại sự. Thái thượng trưởng lão khẽ nhíu mày, đem tất cả mọi chuyện nói cho ta. Lập tức, lập tức. Mấy vị trưởng lão thân thể run rẩy, nhưng hay là đem trong lòng biết được hết thảy nói ra. Thậm chí, còn dùng bí pháp hình chiếu liền một ít thái thượng trưởng lão chưa từng nhìn thấy hình ảnh. Thái thượng trưởng lão nhìn xong hết thảy các thứ này, lâm vào thật lâu yên lặng. Chuyện có kỳ hoặc, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Còn nữa, cái đó mặt nạ thanh niên có chút quen mắt. Nói tới chỗ này, Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão vội vàng ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi bước ra. Lại trôi lơ lửng ra mấy đạo nhàn nhạt màu máu bóng người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thứ một đạo thân ảnh chính là ở hồn tộc Diệp Thần. Mà đạo thứ hai, đạo thứ ba đều là cái đó thần bí mặt nạ thanh niên cùng với Diệt Thiên Ma Phái hư ảnh. Ba đạo thân ảnh bỗng nhiên trọng hợp. Giờ khắc này, Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão mặt hoàn toàn tối. Lại là trời trong quát to một tiếng, trực tiếp quạt bay trước mặt hai vị trưởng lão, phẫn nộ quát từ đâu tới ba người. Rõ ràng đều là Diệp Thần tên xúc sinh kia quấy rối làm. Các ngươi những thứ này ngu si, lại còn cho Diệp Thần thở dốc cơ hội. Phịch, phịch, bịch bịch, Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão, tức giận không thôi, một cái tát tiếp một cái tát đánh được rất nhiều nội môn trên người trưởng lão. Khốn kiếp, một đám khốn kiếp, lớn thời cơ tốt, các ngươi cứ như vậy bỏ lỡ. À, à, cái này đáng chết tiểu xúc sinh thật là âm hồn không tiêu tan. Thái thượng trưởng lão khí được đấm ngực dậm chân. Chỉ rất nhiều quỳ dưới đất trưởng lão, nói ta nói cho các ngươi, hôm qua chính là đánh chết, cũng hoặc là bắt Diệp Thần tốt nhất thời gian, các ngươi nhưng bỏ lỡ. Còn ngờ năm thế lực lớn nghêu cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Đây là chúng ta địa bàn của mình, chúng ta người mình cũng không động thủ, người ta dựa vào cái gì động thủ. Các ngươi kẻ ngu à, mình thần quân cũng không đi ra đánh chết quấy rối người, để cho bọn họ đi ra ngoài đánh chết những cái kia võ giả, nằm mơ. Uất ức, năm đó đánh một trận, hắn Độc Cô gia tộc anh tài tổn thất hầu như không còn à. Nếu không, ngày hôm nay khởi sẽ là những rượu này nang túi cơm đồ, trợ giúp bổn tôn chấp trưởng gia tộc à. Thái thượng trưởng lão, không gặp được à, một vị trưởng lão bỏ qua tới, sắc mặt còn có một đỏ au dấu bàn tay tử, nói thiên ma phái có 6 vị hợp đạo ma quân thiên ma phái, làm sao có thể tiêu diệt ở Diệp Thần trong tay. Hắn cứng cổ. Nói, không thể nào chết ở Diệp Thần trong tay. Nhất định là những thứ khác thần quân ra tay. Chúng ta tự tiện ra tay, vô cùng có thể bị bọn họ phục kích. Mà những thứ khác năm gia tộc lớn tông phái không ra tay, chúng ta đơn độc đánh ra, vô cùng có thể sa sút bị giết à. Bót sát, oanh, một đạo tiếng nổ truyền ra. Thái thượng trưởng lão trực tiếp bóp chết hợp đạo cảnh tam tầng thiên vị kia nói chuyện trưởng lão, khí thế hoàn toàn nở rộ ra. Giống như đại hải thủy triều lên xuống vậy, đè tại chỗ hợp đạo thần quân vội vàng quỳ xuống dập đầu, không dám có không sợ chút nào ý. Hắn vẫy tay tiêu diệt vị trưởng lão kia chân tay cụt bể thể, lạnh như băng nói, người cùng còn không rõ ràng. Bổn tôn hạng coi trọng vậy Diệp Thần, các ngươi nhưng lại lại ba lần khinh thị kẻ địch. Ta cảnh cáo các ngươi, Diệp Thần tuyệt đối không thể khinh thị, hồn tộc thứ 7 phân đà, đều đã tiêu diệt ở trong tay hắn. Hắn muốn tiêu diệt một cái thiên ma phái, dễ như trở bàn tay. Thái thượng trưởng lão làm người lão đạo, làm việc tinh minh, một mắt liền nhìn ra chuyện chỗ hiểm chỗ. Tuyệt đỉnh thần quân, mỗi một cái đều là tới cướp thời không chi binh. Làm sao có thể nhìn trời ma phái động thủ. Thiên ma trong phái nhiều nhất ngay cả có một ít hợp đạo thần khí mà thôi, tuyệt đối không có thời không chi binh, căn bản không sẽ bị tuyệt đỉnh thần quân chú ý tới. Cho dù là mới tấn thăng quyết định thần quân, muốn dương danh lập vạn, vậy tuyệt đối sẽ không chọn thiên ma phái. Lại càng không sẽ diệt phái sau đó. Ngay cả một tên chữ cũng không lưu lại. Cho nên, tuyệt không phải tuyệt đỉnh thần quân nơi là, càng không phải là năm đại thế lực người đã hạ thủ. Duy nhất có thể, chính là Diệp Thần. Cũng chỉ có Diệp Thần,
có năng lực này, có cái này quyết đoán dám động thủ. Truyền lệnh xuống, đem Diệp Thần liệt là cao cấp nhất lệnh truy nã. Thập Tam trưởng lão, làm phiền ngươi tự mình đi điều tra Diệp Thần vào thành sau đó, Diệt Thiên Hương Các, lại biến mất đúng chuyện này ngọn nguồn. Thái Thượng trưởng lão đầy áp lửa giận nhìn các trưởng lão khác, nói còn lại tất cả đại trưởng lão, truyền lệnh trưởng môn các phái tự mình tới nơi này. Nếu như không đến, vô luận biết bao thân phận, vì sao nguyên nhân? Ta Độc Cô gia tộc, đem chi diệt phái diệt chủng, Thiên Kiếm thành thịt sống phong huyết mưa, không phải là không thể dậy. Nhưng không phải bây giờ tung lên tới. Hắn cả người quanh quẩn suốt đạo tia máu thịt sống sát ý, nói, Độc Cô gia tộc mọi người nghe lệnh, đợi đến toàn bộ tông phái trưởng môn tập trung đông đủ sau đó, bổn tôn sẽ triệu tập đại hội. Đại hội hạ màn. Vẫn còn ở chém giết võ giả, vô luận thân phận, trực tiếp giết. Bá đạo. Tuyệt đối bá đạo. Ngươi không đến, bỏ mặc ngươi là ai, nơi quy tụ cái nào bên trong cùng môn phái dưới. Ta đều phải giết, vượt quá muốn giết, còn muốn diệt môn phái của ngươi, tuyệt ngươi chủng. Độc Cô gia tộc, một vị duy nhất ở tổng bộ tiên tôn cường giả, toát ra hắn nên có khí phách và bá đạo, lấy hắn chiến lực, dù là 300 tông phái tề tụ. Chỉ cần tuyệt đỉnh thần quân chưa từng có 10 vị, không có tay cầm thời không chi binh, hắn đều có thể hao phí nhiều thời gian, từng cái đánh chết. Tiên tôn, vạn tiên chí tôn, áp đảo thần quân trên. Chu diệt thần quân, bất quá vẫy tay bây giờ mà thôi. Rõ ràng, ta nhanh chóng đi tuyên bố lệnh truy nã, hơn nữa điều tra đúng tình huống. Thập Tam trưởng lão chợt lập tức đứng dậy đi xuống điều tra. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng ôm quyền đứng dậy, nói Thái Thượng trưởng lão, chúng ta lập tức đi ngay. Chợt, nhóm lớn hợp đạo cảnh trưởng lão mỗi người rời đi, đi thông báo trưởng môn các phái. Thái Thượng trưởng lão ngồi ngay ngắn bên trong đường bên trong, trong lòng đều có chút quấn quýt, có lẽ không nên đem đấu giá hội họp lớn đặt vào Vu tổng bộ bên trong, nhưng nếu là những địa phương khác, đều không phải là đặc biệt quen thuộc, càng sẽ bị tuyệt đỉnh thần quân tập sát. Tính tới tính lui, còn là tổng bộ thích hợp nhất. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, đấu giá thịnh sẽ bắt đầu trước, 100.000 người chấp pháp tinh nhuệ, dẫn hơn 100.000 người chấp pháp bảo vệ trị an. Huống chi, còn có đến gần 30 vị hợp đạo thần quân, 500 vị hỗn nguyên cảnh tôn giả, thậm chí những thứ khác năm đại thế lực thần quân, tôn giả một khối duy trì an toàn, để tránh tạo thành mưa gió sắp tới tình huống, đưa đến buổi đấu giá còn chưa bắt đầu. Liền diễn biến thành lớn chém giết. Kết quả, ngày thứ bảy, Diệp Thần tới. Trước Diệt Thiên Hương Các và 100.000 người chấp pháp, thứ nhất là cho Thái Thượng trưởng lão đánh phủ đầu ra oai. Trực tiếp áp chế diệt người chấp pháp và rất nhiều hợp đạo thần quân lòng tin. Ngày thứ tám, tiêu diệt thiên ma phái. Lại là phá hủy Độc Cô gia tộc bên trong hợp đạo cảnh trưởng lão, muốn xuất thủ dục vọng, cũng lấy là một vị tuyệt đỉnh thần quân, sợ bị giết. Lại có thể từng cái co đầu rút cổ ở trụ sở chính bên trong, đến khi thứ 9 tầng trời sáng sớm, Thái Thượng trưởng lão xuất quan lúc, mới báo cáo hết thảy các thứ này. Diệp Thần. Người này hành vi, nhìn như hỗn loạn, nhìn như khắp nơi quấy phá. Nhưng khắp nơi đều có chỗ tinh diệu. Đánh rắn đánh thất thốn, ngày thứ nhất đánh liền thất thốn. Thái Thượng trưởng lão thở dài một tiếng, suy tư nói, ngày thứ hai, đánh đầu rắn. Dẫn được nhóm chó vây công con rắn kia, sau đó mình trốn, ngược lại là tốt mưu tính à. Bất quá. Diệp Thần tới nơi này, là vì cái gì? Đơn thuần bảo vật, hợp đạo thần khí, hắn không thiếu. Thời không chi binh, hắn cũng có. Vậy hắn rốt cuộc là tại sao? Thái Thượng trưởng lão chợt rơi vào một cái nghi hoặc bên trong, ánh mắt quét qua Thập Tam trưởng lão, đặt tới ban đầu tiếp đãi Diệp Thần nhân viên tiệm Tiểu Vũ. Hỏi, đây là lúc ban đầu chiêu đãi Diệp Thần người. Thái Thượng trưởng lão. Nói chuyện, Thập Tam trưởng lão một tiếng dày, vô tận uy áp phun trào, Đao Tiểu Vũ sắc mặt đều thay đổi. Thái Thượng trưởng lão phất tay một cái, nói, không nóng này, mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng có cái này môi giới là đủ rồi, đặt đi xuống đi, chờ ngày mai dẫn Diệp Thần đi ra, bây giờ, bổn tôn muốn xử lý Thiên Kiếm thành thịt sống phong huyết mưa. Môi giới. Tiểu Vũ. Mặc dù chỉ là một môi giới, nhưng là hắn rõ ràng Diệp Thần. Từ Độc Cô Phong Trần chết sau đó, Độc Cô gia tộc liền đang điều tra Diệp Thần hết thảy tin tức.
Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần cố nhiên quả quyết sát phạt, nhưng cũng không phải là một tên ác nhân. Nếu như biết được người vô tội bởi vì hắn mà hổ thẹn, cũng hoặc là bởi vì hắn mà chết, tất nhiên ảnh hưởng đạo tâm. Càng ảnh hưởng hắn sát lục chi đạo. Thái thượng trưởng lão sống nhiều ít năm, am tường nhân tính. Hắn ngược lại là muốn xem để cho người làm nhục Tiểu Vũ, ngay trước mấy trăm ngàn người trên mặt diễn một bộ sống xuân cung. Sát ý kia ngập trời Diệp Thần. Dám không dám đi ra. Xem Diệp Thần, có thể hay không chịu đựng, giúp người ngươi, chết thảm ở mấy trăm ngàn người dưới mắt, hơn nữa trước khi chết còn muốn trải qua vô số lăng nhục và hành hạ. Rõ ràng, Diệp Thần tiểu tạp chủng này, chỉ cần đi ra, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thập tam trưởng lão áp giải Tiểu Vũ đi xuống, đây chính là bọn họ trong tay, đối phó Diệp Thần đại sát khí, còn như mặt mũi. Chuyện ngày mai, ai dám lời nói làm nhục Độc Cô gia tộc nửa câu, giết. Bất kể là ai, cũng giết, dù là Thánh Long gia tộc người, cũng không sẽ như thế không thú vị, là liền một câu nói trêu chọc một cái bên trong các gia tộc. Báo, Huyền Thiên cửa trưởng môn đến. Thần Vương cảnh thị vệ tiến lên hồi báo. Ngay sau đó, từng cái thị vệ xông lên đi vào hồi báo chạy tới trưởng môn các phái các chủ. Báo, Thiên Âm phái trưởng môn đến. Vô Hạn phái thái thượng trưởng lão đến. Thiên Âm các thái thượng trưởng lão đến. Thiên Dương các thái thượng trưởng lão. Vọng Đao phái, Huyền Thủy, Thiên, lục tục, mấy trăm cái tông phái tên chữ, vang khắp ở đại sảnh bên trong. Dòng dã 237 cái tiểu tông phái, có chính là Độc Cô gia tộc dưới quyền, có chính là Hung Ma cung dưới quyền, cũng có Bách Lý gia tộc, Liệt Hỏa giáo đợi một chút bên trong nhóm thế lực dưới quyền tông phái, hoặc là phái các chủ trưởng môn tới, hoặc là thái thượng trưởng lão xuất đội chạy tới. Gần nửa tông phái lĩnh đội người là hợp đạo cảnh sơ kỳ. Những tông phái khác, tuyệt đại đa số lĩnh đội người, đều là hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, cũng hoặc là trung kỳ, tiêu chuẩn đều cùng ban đầu Kim Đao môn như nhau, không có hợp đạo thần quân chấn giữ, tới đây cũng là muốn phải ra bán ra hỗn nguyên tiên khí, đổi lấy hợp đạo thần khí. Cũng hoặc là bán ra thừa, chưa dùng tới hợp đạo thần khí, đổi lấy hàng loạt hỗn nguyên tiên khí, tăng cường chiến lực, để phòng bất chắc. Thái thượng trưởng lão ánh mắt quét qua dưới mắt những người này, thần sắc vô cùng là lạnh như băng, giống như trong băng cung vương giả vậy, nói, Hổ Đao các thái thượng trưởng lão, phái Càn Khôn trưởng môn, Ngọc Hoàng phái trưởng môn. Các loại, 15 cái thế lực trưởng môn, thái thượng trưởng lão, vì sao không tới? Cái này, thái thượng trưởng lão, chúng ta chạy tới lúc, những môn phái kia bảo vệ che chở, không có mở ra. Một vị hỗn nguyên cảnh hộ pháp ôm quyền nói, tựa hồ, bọn họ nội bộ không có nhận được chúng ta mệnh lệnh. Lời này vừa nói ra. Thái thượng trưởng lão thần sắc đại biến, nhanh chóng hạ lệnh, mau, đi xem cái này 15 cái môn phái nhỏ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuân lệnh, mấy vị trưởng lão các người nhanh chóng vượt không ra. Rất nhanh, thập tứ trưởng lão trở về, thần sắc vô cùng là không tốt, thở dài nói, ta công phá Ngọc Hoàng phái bảo vệ che chở. Phát hiện nội bộ, không một may mắn còn sống sót. Ngoài ra, ở nhất nhìn chăm chú trong sân nhà, có kiếm phong điêu khắc một ít chữ. Nội dung, thái thượng trưởng lão hơi thở băng lạnh tới cực điểm. Thập tứ trưởng lão từ từ trả lời, nội dung là. Ngọc Hoàng phái, 300 năm trước, tàn sát mấy chục chòm xóm, 150 năm trước, tiêu diệt một cái thị trấn, tàn sát triệu vô tội sinh linh. 7 năm trước, tiêu diệt 7 cái chòm xóm. Chu diệt 70.000 người. Thiên lý chiêu chiêu, báo ứng khó chịu, lưu trữ Diêm Vương. Diêm Vương. Diệp Thần lưu trữ Diêm Vương, không chỉ có động thủ diệt phái. Vẫn còn ở diệt phái trước, điều tra môn phái này, phải chăng nên diệt. Nếu như nên diệt, Diệp Thần tất nhiên toàn lực ra tay, diệt tề môn phái, độ hóa hắn trưởng môn nhân, nếu không phải nên diệt, hắn sẽ không động thủ, hắn tự hỏi đi giết hại một đạo. Có thể cũng không phải cái gì cũng không quản ma đạo đồ tể. Đáng chết, còn dám xưng bậy Diêm Vương. Thái thượng trưởng lão khí được phùng mang trợn mắt, liền hỏi, Ngọc Hoàng phái hợp đạo thần khí đâu? Ngọc Hoàng phái là ta lệnh Hồ gia tộc dưới quyền, hạng thứ 7 tiểu tông phái. Chắc có vài kiện hợp đạo thần khí đi. Có, bất quá đều bị cầm đi. Nghe được thập tứ trưởng lão trả lời,
Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời cảm giác mình hỏi vô ích. Chợt rất nhanh, lại có một vị trưởng lão đuổi về, đồng thời ôm quyền nói, ta đi đến phái Càn Khôn nơi đó, nội bộ một mực không phản ứng, ta công phá lồng bảo hộ, phát hiện nội bộ, đã không một may mắn còn sống sót, trong sân nhà điêu khắc có chữ hành động, đại khái đều là phái Càn Khôn những năm này tàn sát thôn trang sự tích, hơn nữa lưu trữ Diêm Vương. Báo, Thái Thượng Trưởng Lão, Hổ Đao Các bị diệt, không một người sống, lưu lại Hổ Đao Các bao năm qua làm ác chữ viết, cũng lưu trữ Diêm Vương. Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Đao Cửa bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Mày Lá Liễu Cửa bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Gió Lớn Các bị diệt, không một may mắn còn sống sót. Trời! Lục tục! 15 cái môn phái tin tức truyền tới. 15 cái môn phái, toàn bộ bị diệt, toàn bộ đều là không một người sống, đều là lưu trữ nói thành bị diệt môn phái tội trạng, đồng thời lưu trữ Diêm Vương. Tạm thời bây giờ, trong phòng khách 200-300 vị trưởng môn, Thái Thượng Trưởng Lão đợi một chút, đều là người người tự nguy, trong chốc lát rối loạn rối loạn. 15 cái môn phái à? Hối hợp lại có 30 vị hợp đạo thần quân liền chứ? Hai ngày bây giờ, bị một kích phá à? Lên tới hợp đạo cảnh, xuống đến nhập thần cảnh. Không một người sống à? Diệp Thần, có thể nói Ma Vương à? Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta muốn trở về, trấn giữ tông phái. Thái Thượng Trưởng Lão, cái đừng trưởng môn xin phép nói, ta muốn trước thời hạn đem muốn giao dịch tiên khí ủy thác cho ngài, ngài tính tiền cho ta lập tức phải rời khỏi. Đúng đúng đúng. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta lập tức đem tiên khí cho ngươi. Ngươi dành cho chúng ta mong muốn, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, nơi này quá nguy hiểm. Thái Thượng Trưởng Lão, Độc Cô Thái Thượng, không thiếu trưởng môn và Thái Thượng Trưởng Lão, hu hu như vậy kêu. Diệp Thần có thể một ngày diệt 7-8 cái môn phái, hai ngày diệt 15 cái môn phái, không chừng tối hôm nay, liền đến phiên bọn họ, làm sao có thể không sợ. Làm sao có thể không sợ, cũng không phải là thứ liều mạng, làm sao có thể không sợ. Im miệng, ai còn dám lời nói phân nửa, bổn tôn diệt hắn. Thái Thượng Trưởng Lão giận quát một tiếng, chấn động được hơn 200 vị hợp đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh các phái người lãnh đạo thân hình run rẩy, thậm chí có chút không gánh nổi uy áp trực tiếp quỳ xuống. Hắn tự mình đi xuống đài cơ, ánh mắt trình độ cao nhất lạnh như băng, nói, Diệp Thần à Diệp Thần. Diệp Thần, bổn tôn mới vừa muốn xử lý hỗn loạn. Ngươi liền đưa tới cho ta liền lễ lớn như thế vật à. Ngươi rất giỏi, ta xem thường ngươi. Hắn xoay người nhìn về phía rất nhiều trưởng môn, Thái Thượng Trưởng Lão, khí phách nói, được, ta đòi hỏi của các ngươi yêu cầu, bất quá, buổi đấu giá trước thời hạn đến tối nay, các ngươi sớm tiến hành giao dịch. Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao có thể đồng ý mấy trăm cái tiểu tông phái đồng thời rời đi? Đùa gì thế? Những thứ này tiểu tông phái cộng lại, chính là hắn Độc Cô gia tộc nội tình cũng không có biện pháp so. Mưa gió hồi sinh, đại loạn lúc đó, chính là muốn thật nhiều bán ra Độc Cô gia tộc tích lũy nhiều năm các loại không cần thiên tài, dược liệu cho bọn họ, hơi bên trong cùng một ít thiên tài, cũng phải cùng năm thế lực lớn đổi mua bán, há có thể để cho bọn họ rời đi. Buổi đấu giá chuyện. Phải làm. Các vị trưởng môn, tối nay liền cử hành. Các ngươi không cần sợ hãi. Thái Thượng Trưởng Lão quay lại nhìn về phía Thập Tam Trưởng Lão các người, nói truyền lệnh xuống, trong gia tộc tất cả trưởng lão đạt tới hộ pháp, người chấp pháp toàn bộ điều động, bổn tôn muốn trong vòng một canh giờ, Thiên Kiếm Thành lại không cùng nhau giết người chuyện kiện. Cho dù là tuyệt đỉnh thần quân động thủ, bổn tôn vậy sẽ đích thân đem bắn chết. Còn như chư vị môn phái trưởng môn, bảo vệ che chở không cần lại mở. Nếu không ở bên trong bị người giết chết, chúng ta cũng không biết. Tuân lệnh, Thái Thượng Trưởng Lão, Thập Tam Trưởng Lão một nhóm người sấm rền gió cuốn nhanh chóng đi ra ngoài, điều động Độc Cô gia tộc toàn bộ người, phải đem do Diệp Thần đưa tới cuộc tao loạn này, hoàn toàn bình chìm xuống. Chỉ có lắng xuống, đấu giá hội họp lớn mới có thể tiếp tục tiến hành. Hơn nữa buổi đấu giá tiến hành, không thể cắt đứt, chỉ có thể trước thời hạn. Lần này, Độc Cô gia tộc chủ đạo buổi đấu giá. Cho dù trong gia tộc tất cả mọi thứ không kiếm tiền, chỉ dựa vào trước tiền phí tổn, cũng có thể kiếm về tương đương với một lượng chuôi thời không chi binh khổng lồ tài vật,
sẽ cùng Thánh Long gia tộc làm chút giao dịch, tổng mà nói, Độc Cô gia tộc vô luận như thế nào, đều không sẽ bồi. Các vị trưởng môn, rời đi đi. Dĩ nhiên, các người có thể kêu các người thủ hạ đạt tới môn nhân, cũng chạy tới nơi này. Bổn tôn người có thể che chở các ngươi, cũng có thể phái người trực tiếp đưa các ngươi đi hội trường. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía bên cạnh hộ pháp, nói, hội trường bắt đầu hơ nóng, chuẩn bị nghênh đón các thế lực lớn và tán tu vào sân. Rõ ràng, hộ pháp nhận lệnh, dựa theo trước đoán trước thiết lập định xong tình huống đi thi hành, bất quá để ra sớm một ngày mà thôi. Mấy trăm vị trưởng môn, thái thượng trưởng lão thấy vậy, cũng chỉ có thể đi trước thời hạn hội trường. Trên đường phố, trên bầu trời ngang dọc trước Độc Cô gia tộc hỗn nguyên cảnh tôn giả, cùng với từng vị hợp đạo thần quân, khắp nơi đánh chết, bắt làm loạn tán tu. Phốc! Một đạo kiếm phong phóng lên cao. Một vị hỗn nguyên cảnh tôn giả chết, đó là quấy rối tán tu. Bịch bịch! Liên tiếp, quấy rối hỗn nguyên cảnh tán tu thi thể, nếu như hạ sủi cảo vậy ngã xuống. Vượt quá Độc Cô gia tộc, những thứ khác năm đại thế lực hợp đạo thần quân. Hỗn nguyên cảnh tôn giả vậy liên tiếp ra tay, cùng nhau bình định hỗn loạn, làm loạn tán tu. Diệp Thần ngồi ở một tiệm trà bên trong, nhìn bầu trời bên trong không ngừng rơi xuống thi thể, thần giác buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười, nói, lão gia mới phản ứng được. Sáu đại thế lực hợp đạo thần quân đồng loạt ra tay. Hỗn loạn tất nhiên phải bị bình định đi xuống. Đục nước béo cò xem ra là không dễ dàng, lần này. Tán tu thế lực rất yếu bớt, đến lúc đó cướp thời không chi binh, chính là chỉ có tuyệt đỉnh thần quân, làm ta che chở. Đồ tể! Ăn mày! Tay hắn chỉ vô cùng phong phú có tiết tấu tính gõ lên mặt bàn suy tư điều gì. Ngay vừa mới rồi, hai vị tuyệt đỉnh thần quân mời mình một khối cướp đoạt thời không chi binh. Đáp ứng sau khi chuyện thành công, phân cho mình một chuôi thời không chi binh. Bất quá, hắn Diệp Thần khởi sẽ chỉ cần một chuôi. Hắn muốn toàn bộ. Hơn nữa, năm vị tuyệt đỉnh thần quân, cũng không biết hắn thân phận chân thật. Chỉ biết là danh hiệu của mình, Diêm Vương, liền giống như bọn họ biệt hiệu, đồ tể, như nhau. Thiên kiếm thành các vị nghe. Đấu giá hội họp lớn đem ở bây giờ trễ 9 giờ cử hành. Các vị thực lực võ giả, tán tu, đã có thể mua vé vào sân. Một vị hợp đạo thần quân ở trên trời hô đầu hàng. Lợi dụng thần hồn lực ra chỉ thanh âm, bảo đảm mỗi một cái sinh linh cũng có thể nghe được rõ ràng. Đấu giá hội họp lớn trước thời hạn triệu tập. Không chỉ là Độc Cô gia tộc ý của Thái Thượng trưởng lão. Đồng thời, cũng là những thứ khác năm đại thế lực ý nghĩa, trước thời hạn triệu tập, vẫn tốt hơn lại trải qua một đêm mưa gió. À, đấu giá hội họp lớn tổ chức. Chúng ta muốn mua một kiện thần vương khí đi. Nghe nói lần này thần vương khí. Mua giá trị hết sức tiện nghi. Hỗn nguyên tiên khí dường như cũng giống vậy, chỉ cần tương ứng tiên tài tới đổi, chúng ta đi vàng chữ đài tham gia đi. Quanh mình truyền tới không thiếu các võ giả nghị luận. Diệp Thần hít thở sâu một hơi, ngưng mắt nhìn trong tay lấy được tư liệu, thiên địa huyền hoàng bốn cái đài. Trên thực tế, vàng chữ đài và huyền chữ đài, chỉ là đấu giá một ít hỗn nguyên tiên khí, cộng thêm lên mấy chục chuôi hợp đạo thần khí mà thôi. Đều là cung cấp tán tu phòng đấu giá, bán đấu giá xong sau công khai tiến hành bán những thứ khác tiên khí, do môn phái nhỏ và bọn họ làm ăn. Chân chính phòng đấu giá là chữ thiên đài và chữ địa đài. Chữ địa đài, tiểu tông phái và bên trong các gia tộc phòng đấu giá, bán đấu giá đều là các loại tiên dược, tiên tài ra như tinh thần đá cùng loại bảo vật. Cùng với thần vương khí, hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí hàng loạt giao dịch. Chữ thiên đài. Huy hoàng nhất đài đấu giá. Sáu đại trung nhóm thế lực và Thánh Long gia tộc, Thần Long gia tộc hộ pháp, lẫn nhau đấu giá, lẫn nhau trao đổi bảo vật. Bảo vật nhất đầy đủ hết, địa phương chân quý nhất cũng tại chữ thiên trên đài, sáu đại trung các gia tộc tông phái công tử công chúa, thậm chí còn hợp đạo trưởng lão, vận may thiên tôn đợi một chút, cũng đều sẽ hội tụ một lần. Tiểu nhị, tính tiền. Diệp Thần ném xuống vài cái cực phẩm tiên thạch, đi tới trên đường chính. Cùng mấy người thần sắc vô cùng là quỷ dị người hai mắt nhìn nhau một cái, hắn khẽ gật đầu, mỗi người hướng phương hướng bất đồng đi tới. Những người này, là bị hắn độ hóa hợp đạo thần quân, cùng với hỗn nguyên tiên tôn. Hắn vượt quá muốn cướp chữ thiên đài. Còn muốn cướp chữ địa đài.
cùng với Độc Cô gia tộc ổ. Lấy hắn bây giờ thực lực, làm ra như vậy sự việc, một khi thành công, cho dù là toàn bộ linh võ đại lục cũng sẽ chấn động. Diệp Thần hao tốn một kiện thần vương khí, mua một tấm tiến vào chữ thiên đài phòng đấu giá môn phái, đi vào vừa thấy, phòng đấu giá không lớn, cũng chính là một cái sân đá banh quy mô, so với những thứ khác phòng đấu giá có thể nói nhỏ nhiều. Tới đây, vượt quá 8 đại gia tộc môn phái. Còn có một chút độc hành khách, tán tu đợi một chút, tính được gần 10.000 người chừng. Gần 10.000 người hội trường, chỉ có 30% người là gia tộc lớn tông phái người, ngoài ra đều là một ít địa khu lên gia tộc, vô cùng là có tài lực cái loại đó, dĩ nhiên cũng không thiếu độc hành khách, chân chính có tài lực muốn mua, cũng có xem Diệp Thần loại này, đánh cướp buổi đấu giá ý tưởng tuyệt đỉnh thần quân. So với những thứ khác ba cái hội trường, chữ thiên đài hội trường người đã coi như là ít nhất. Chữ địa đài hội trường, đến gần 150.000 người. Huyền chữ đài mấy triệu người. Vàng chữ đài lại là căn bản không đóng cửa, lộ thiên, cơ hồ có hơn 10 triệu người cũng tới tham gia, phàm là có tài lực, có thực lực đều có thể đấu giá, đều có thể giao dịch thần vương khí và tiên khí. Các vị, hoan nghênh đi tới chữ thiên đài hội trường, lần này đấu giá hội họp lớn do 6 đại trung các gia tộc tông phái, 2 vị đứng đầu gia tộc hộ pháp triệu tập. Nói không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu tiến vào chàng thứ nhất đấu giá. Đấu giá sư là một cái ông già, ngược lại không giống như là những thứ khác ba cái hội trường, đều là do Độc Cô gia tộc đào tạo người phụ nữ tới chủ trì. Thứ một món bảo vật. Đặc thù hợp đạo thần khí, ẩn chứa lôi thuộc tính tam phẩm hợp đạo thần khí. Tên là Thiên Nguyệt Đao, chính là 4.000 năm trước, một đời đao quân Thiên Hy Nguyệt phối đao. Đao quân chết đối với ma vực chinh chiến trên đường sau đó, là hung ma cung thái thượng trưởng lão thu lấy, hôm nay cố ý lấy ra đấu giá, lại là thứ nhất chuôi bán đấu giá bảo vật. Đấu giá sư sai người trình lên một chuôi toàn thân phát trắng, lưu chuyển lôi quang trường đao, tiếp tục giới thiệu, này đao có khả năng kêu gọi sấm sét, càng xen lẫn vào năm đó đao quân băng tuyết đao pháp, có kêu gọi sấm sét băng xương khả năng. Giá khởi đầu. 100 chuôi cửu phẩm thần vương khí. Mời các vị chú ý, mỗi lần tăng giá tất cả áp dụng cửu phẩm thần vương khí, cũng hoặc là cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí, thành tựu số liệu, thần vương khí tăng giá một lần không thể ít hơn 10 chuôi, hỗn nguyên tiên khí tăng giá, một lần không thể ít hơn 2 chuôi. Cơ hồ giống như là lấy vật đổi vật. Trên thực tế là linh võ đại lục cực phẩm thiên thạch, đối với bọn họ mà nói, đã rất ít tạo nên tác dụng. Chỉ có tiên khí và thần vương khí bán đấu giá thời điểm. Mới sẽ dùng cực phẩm thiên thạch, giống như là hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí đấu giá, đều là lấy cửu phẩm thần vương khí là giao dịch tiền. Hung ma cung thái thượng trưởng lão ra giá, 300 chuôi cửu phẩm thần vương khí. 400 chuôi cửu phẩm thần vương khí. Bách Lý gia tộc vậy ra giá. 500 chuôi cửu phẩm thần vương khí. 600 chuôi. 670 chuôi. 700 chuôi. 3 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí, 5 chuôi, 7 chuôi. Số liệu vẫn còn ở đi lên tăng trưởng, trừ đi hung ma cung và bách lý gia tộc ra giá sau đó, ngoài ra đều là tán tu, cùng với một ít tông phái xuất hiện ở giá cả. 100 chuôi cửu phẩm thần vương khí, tương đương với 1 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí. Tam phẩm hợp đạo thần khí giá trị, ước chừng ở 2-30 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí bây giờ. Nhưng là xen vào là đặc thù hợp đạo thần khí, không có biện pháp luyện hóa, chỉ có thể lại hàng một nửa, chỉ tương đương với 15 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí giá trị. Diệp Thần không có ra giá, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt quét qua mỗi một người. Trừ đi 8 đại gia tộc môn phái phòng riêng ra, ngồi ở bên ngoài nhân trung, hắn đã thấy Đồ Tể, Lão Khiếu Hóa cùng mấy người. Tiểu tử, đừng có gấp, cùng bọn họ làm xong giá cả. Hai bên đồ đều lấy ra, chuẩn bị giao dịch thời điểm, chúng ta động thủ nữa. Hàng tốt, còn ở phía sau đó. Đồ Tể cho Diệp Thần truyền âm, hắn không nhìn thấu Diệp Thần tu vi và thân phận, nhưng là cảm giác được Diệp Thần thần hồn lực, có chút đặc thù, cho nên nhận ra Diệp Thần. Được. Vật của ta muốn, các ngươi liền đừng đấu giá. Diệp Thần cho bọn họ truyền âm, ánh mắt chợt chuyển hướng Độc Cô gia tộc trụ sở chính, trong lòng khẽ mỉm cười. Độc Cô gia tộc tất cả hợp đạo thần quân tất cả đi ra, trong trụ sở chính người, cũng không hơn. Được. 16 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí 3 lần.
chuôi này thiên nguyệt đao thuộc về vọng nguyệt thần quân. Đấu giá sư tiếng nói vừa dứt, vị kia tán tu thần quân lúc này lấy ra càn khôn giới chỉ bên trong, tương ứng 16 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí, đưa cho bán đấu giá nhân viên, đến khi sau khi kết thúc, mới có thể vào tay tam phẩm hợp đạo thần khí thiên nguyệt đao. So với hợp đạo thần quân mà nói, nhiều hơn nữa hỗn nguyên tiên khí, cũng không có hợp đạo thần khí tới tác dụng lớn. Tới một cái, hợp đạo thần quân chiến lực cường đại, rất có thể tác chiến thời điểm, hỗn nguyên tiên khí không chịu nổi lực lượng của chính bọn họ, không bị binh khí của địch nhân cắt đứt, liền bị mình cho bóp vỡ, vậy cũng hoa không đến. Giống như là hắn như vậy độc hành khách, đi cướp vài cái môn phái nhỏ, 16 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí, vẫn đủ dễ được. Hụ hụ hụ, các vị, kiện thứ hai đấu giá vật, thiên kim tinh thần một viên. Là dùng để luyện chế thời không chi binh thượng hạng bảo vật, đến từ độc cô gia tộc, giá khởi đầu 10 chuôi hỗn nguyên tiên khí. Đấu giá sư tiếng nói vừa dứt, phía dưới các thế lực lớn đã ra giá, nhất là Bách Lý gia tộc, Bắc Đường gia tộc vân. Vân, bọn họ nhưng mà rất thiếu thời không chi binh à. Bọn họ không giống độc cô gia tộc như vậy, thời không chi binh có dư thừa, nhưng là không có hợp đạo cảnh cửu tầng thiên trưởng lão dùng. 30 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí, 40 chuôi, 70 chuôi, 80 chuôi. Rất nhanh, giá cả đều vượt qua 100 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí. Có thể luyện chế thời không chi binh chủ yếu vật liệu, chính là mấy chục chuôi hợp đạo thần khí đều phải khó mà đổi, cái giá cả này còn muốn đi lên tăng trưởng không thiếu. 100 chuôi cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí, kém không nhiều tương đương với một chuôi cửu phẩm hợp đạo thần khí giá cả. Đoán chừng, không có một năm ba chuôi cửu phẩm hợp đạo thần khí ra giá. Khối này thiên kim tinh thần thạch là sẽ không dễ dàng vỗ đi ra ngoài. Lần này, độc cô gia tộc được lợi quá đáng à. Cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí, khắp nơi bán. Diệp thần tự xem đều có chút chảy nước miếng, như thế nhiều hỗn nguyên tiên khí à, cũng không phải là lớn đậu hủ nguyên chất, lại vì một khối luyện chế thời không chi binh chủ yếu vật liệu, không tiếc giá cao ra giá. Ngược lại là tất cả gia tộc lớn ra giá càng cao. Diệp thần càng cao hứng. Dù sao cuối cùng đều là hắn. Trong phòng VIP, độc cô gia tộc thái thượng trưởng lão hài lòng hơi gật đầu một cái, nói, một khối thiên kim tinh thần thạch, thu hoạch ba chuôi hợp đạo thần khí, không tệ, không tệ, tương lai vài năm bên trong, chúng ta độc cô gia tộc hợp đạo thần quân số lượng sẽ bạo tăng. Đúng rồi. Thừa dịp khoảng thời gian này, đem thiên ma nhân sâm để lên, xem có người hay không ra giá. Thái thượng trưởng lão, thập nhị trưởng lão dừng lại chốc lát, hỏi trưởng lão, Diệp thần như thế nào xử lý? Không nóng nảy. Cùng buổi đấu giá lúc kết thúc, bổn tôn lại buộc hắn đi ra. Thái thượng trưởng lão một bộ tràn đầy hứng thú hình dáng, tự nhủ, thu hoạch như thế nhiều, có lẽ bổn tôn cũng có thể đổi một bụi triệu niên đại hàn băng cỏ, đem trong cơ thể hậu thiên độc khu trừ sạch sẽ. Hậu thiên độc, xuất xứ từ tại thiên ma nhân sâm trên, thiên ma nhân sâm chủ nhân, chính là ban đầu thiên độc sát thần. Cũng may thiên độc sát thần đã chết, nếu không cái này linh võ đại lục đem sẽ một phiến lại một mảnh thịt sống phong huyết mưa à. Hậu thiên độc lợi hại tính, độc cô gia tộc thái thượng trưởng lão tràn đầy cảm xúc. Chính là chính hắn áp chế cái 1-2 nghìn năm, cũng chỉ có thể trì hoãn độc tính. Thậm chí là từng bước suy nhược độc tính, mà không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc độc tính, như vậy dính hàng loạt hậu thiên độc thiên ma nhân sâm, hẳn sẽ ở đây mưa gió đổi đang lúc, tạo tác dụng đi. Hỏi dò, liền tiên tôn đều có thể hạ độc được, thậm chí có thể độc giết hậu thiên độc. Thế lực kia, sẽ không muốn. Có lẽ trước kia, mọi người cầm tới không dùng, cũng không khả năng dùng để đối phó phản bội tiên tôn, như vậy sẽ đưa tới diệt phái cuộc chiến. Nhưng bây giờ không giống nhau, ma vực hung hiểm, nội bộ gợn sóng nổi lên bốn phía, dòng nước ngầm phun trào, càng ngày càng nhiều nguy hiểm nổi lên. Các vị, kiện thứ ba đấu giá vật, chính là như nhau kinh thiên vật, tên là thiên ma nhân sâm. Là năm xưa rơi xuống thiên độc sát thần vật, do độc cô gia tộc thái thượng trưởng lão tự mình thu hồi, duy trì thái thượng trưởng lão chúng độc nhiều năm, cho đến 500 năm trước, nơi bên trong chi độc mới hết bệnh. Đấu giá sư tự nhiên sẽ không đem nhà mình thái thượng trưởng lão chúng độc sự việc truyền giao ra. Hắn đưa tay tỏ ý bên cạnh, một nơi trong hộp gấm bao quanh màu đen nhân sâm,
nhân sâm trên dưới lưu chuyển phong cách cổ xưa ma khí, thậm chí còn có tích tích hậu thiên độc, phơi bày ra, thiên ma nhân sâm bên trong, có nổi tiếng hậu thiên độc. Này độc, dùng thật tốt, có thể độc giết tiên tôn. Tiên tôn dưới, vô luận là ai, đều có thể độc giết. Tin tưởng các vị nhất định có hứng thú, giá khởi đầu 10 kiện cửu phẩm hỗn nguyên tiên khí. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài Diệp Thần kích động đến trình độ cao nhất, trong mắt thậm chí có chút nóng như lửa. Hắn trăm ngàn cay đắng tới Thiên Kiếm Thành, chính là vì cái này thiên ma nhân sâm. Đây là tỉnh lại Kỳ Lâm mấu chốt. Lại là Kỳ Lâm huyết mạch thức tỉnh mấu chốt. Vậy 5 năm Kỳ Lâm và Kỳ Tư Thanh vô số lần giúp hắn. Phần ân tình này, Diệp Thần định trước cả đời vậy không trả xong. Diệp Thần cưỡng ép tỉnh táo lại, cảm giác chung quanh hết thảy. Nhưng mà, quỷ dị chính là, cũng không có xem mới vừa rồi vậy chen lấn ra giá tình huống. Tựa hồ các thế lực lớn cũng không muốn thiên ma nhân sâm vậy, cái này thiên ma nhân sâm nói dễ nghe, có thể độc giết tiên tôn, trên thực tế gìn giữ không tốt, liền sẽ độc giết người mình, còn chưa dính thật tốt. Ngày đó Đồ Tể, Lão Khiếu Hóa cùng Tuyệt Đỉnh Thần Quân, cũng không có lên tiếng. Độc Cô gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão có chút thất lạc, than thở một tiếng, ai, không nghĩ tới, vẫn là không có người ra giá à. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Ta ra 12 chuôi hỗn nguyên tiên khí. Cái này một giọng nói, khiếp sợ tất cả mọi người. Bao gồm Diệp Thần mặc dù muốn đạt được thiên ma nhân sâm, vậy cũng không có ở lúc này ra giá, bởi vì quá mức nguy hiểm. Diệp Thần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, phát hiện là một cái giống vậy mang mặt nạ thanh niên ra giá, không khỏi được nghi ngờ nói, chẳng lẽ, còn có người muốn thiên ma nhân sâm ở giữa hậu thiên độc? Hoặc là nói, người nọ là người của độc môn. Người của độc môn, lá gan lớn như vậy. Những năm trước đây, độc giết độc cô gia tộc như vậy nhiều hợp đạo thần quân, bây giờ còn dám tới đây. Giữa lúc Diệp Thần nghi ngờ lúc, bốn phía mọi người ngắm nhìn ánh mắt, lại không có để cho người thanh niên kia cảm giác bất kỳ khó chịu. 12 chuôi hỗn nguyên tiên khí, một lần. 12 chuôi hỗn nguyên tiên khí, hai lần. Đấu giá sư từng lần một nói trước vỗ giá cả. Mỗi nhắc tới một lần lúc, tâm thần đều run rẩy, cái này cùng nghịch thiên độc vật, liền bị thấp như vậy tiện giá cả vỗ đi ra ngoài. 12 chuôi hỗn nguyên tiên khí, 3 lần. Thành công, thiên độc nhân sâm, thuộc về vị thanh niên này. Đấu giá sư nói xong, tự thân cũng bạo khởi mồ hôi lạnh. Trong phòng VIP, Thái Thượng Trưởng Lão ngắm nhìn mang mặt nạ thanh niên, ánh mắt bén nhạy, tỉ mỉ suy tư nói, thằng nhóc này, không đúng lắm à. Thiên ma nhân sâm, cho dù là thất đại môn phái gia tộc cũng không có ra giá. Thậm chí tán tu, tuyệt đỉnh thần quân cũng không có ra giá, hết lần này tới lần khác hắn ra giá. Hắn hít thở sâu một hơi, nói, mấy vị trưởng lão, các ngươi đi cho ta coi trọng người này, đúng rồi. Hắn ngăn lại liền hai vị nội môn trưởng lão, chợt nói, đem cái đó khách sạn nữ trưởng tiệm dẫn tới, sống xuân cung nên diễn ra, nếu không... Đợi hồi Diệp Thần tiểu xúc sinh này cầm thiên ma nhân sâm chạy. Thái Thượng Trưởng Lão cũng không để ý mặt nạ thanh niên thân phận chân thật. Ở hắn xem ra, hết thảy đều ở đây theo kế hoạch đi. Hắn khóe miệng phác họa một đạo nụ cười như ý, hắn tin tưởng muốn không được bao lâu, độc cô gia tộc tất nhiên ngay trước mặt của mọi người, chém chết cái này để cho Tây vực vô số thế lực ác mộng thanh niên. Kịch hay bắt đầu. Không lâu lắm. Độc cô gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện ở trên đài. Hắn hai tay chắp sau lưng, hướng cái đó vỗ xuống thiên ma nhân sâm mặt nạ thanh niên nhìn một cái, sau đó ánh mắt lại rơi đang lúc mọi người trên mình. Hụ hụ hụ! Các vị môn phái Thái Thượng Trưởng Lão, công tử công chúa, tán tu, cùng với âm thầm giấu tuyệt đỉnh thần quân. Lão Phu đi ra nói chuyện, không có gì đáng ngại đi. Thái Thượng Trưởng Lão quanh thân nếu như biển sâu sóng lớn vậy hơi thở tách thả ra ra, đè được mọi người hô hấp cũng vô cùng là khó khăn. Cái đó mặt nạ thanh niên nhướng mày một cái, tận lực mô phỏng tục tằng thanh âm rơi xuống, ta đánh đồ, có phải hay không hẳn trước cho ta? Thái Thượng Trưởng Lão khẽ mỉm cười, không gấp, lần này buổi đấu giá còn có một cái miễn phí tuồng kịch. Coi như là quà tặng cho mọi người lễ vật. Mặt nạ thanh niên mặc dù có chút không vui. Nhưng vẫn là cùng độc cô gia Thái Thượng Trưởng Lão đến tiếp sau này. Tựa hồ cảm giác được cá mắc câu,
Thái thượng trưởng lão uy áp kéo dài tăng cường. Tiên tôn cường giả, ngồi ở cách đó không xa Bách Lý Tuyết che ngực, cảm giác giống như là lớn đá đè trước mình như nhau. Cảm giác này quá đáng sợ. Tương đối phù hợp. Bắc Đường gia tộc công tử, U Minh thập cửu điện hạ cùng bốn người cũng lần lượt nằm ở trên bàn, hô hấp vô cùng là khó khăn. Bọn họ muốn phản kháng, nhưng phát hiện mình lực lượng căn bản không đủ cách. Đây chính là tiên tôn cường giả. Tản mát ra uy áp ai có thể ngăn cản. Những thứ khác hỗn nguyên hộ pháp, hợp đạo trưởng lão đợi một chút, đều như lâm đại địch vậy, ngắm nhìn Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão, trong lòng dâng lên một cổ ý sợ hãi, chỉ riêng hơi thở liền đủ để áp chế bọn họ, huống chi là chân chính ra tay. Thánh Long gia tộc và Thần Long gia tộc dòng thứ. Hai vị hợp đạo cảnh hộ pháp, nhẹ nhàng lấy ra một món bảo vật, chặn lại uy áp. Nhưng là những thứ khác tán tu coi như không vận khí tốt như vậy, từng cái bị đè người hầu trào trên đất, không dám nhúc nhích một hai, cổ uy áp này, quá mạnh mẽ. Diệp Thần tự nhiên vậy cảm nhận được Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão vô tận uy áp. Hắn mặt đất dưới chân đã xuất hiện từng đạo vết rách. Trên bả vai giống như một tòa núi to hung hăng đè xuống. Người này thực lực sợ rằng không kém gì linh vận. Diệp Thần lẩm bẩm một câu, tiện tay vận chuyển thần ma luân hồi quyết. Vốn định chống cự, nhưng là phát hiện nguyên bản để cho hắn cực kỳ khó chịu uy áp lại dần dần giảm bớt. Ừ, cái này chẳng lẽ chính là thần ma luân hồi quyết lực lượng. Còn có thể chống cự một số cường giả uy áp. Diệp Thần nhìn một cái người chung quanh, nhưng là phát hiện mỗi một người diễn cảm viết đầy khó khăn và thống khổ. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong đám người vang lên. Tán. Chỉ gặp, Bách Lý gia tộc vị kia thái thượng trưởng lão quát lên một tiếng lớn, mình uy áp tách thả ra ra, xua tan tộc nhân mình thiên tôn uy áp, đi theo nói, Độc Cô gia tộc lão gia, người muốn làm gì? Mở. Diệt. Khu. Phá. Ngay sau đó, bốn đạo chợt quát tiếng truyền ra. Lệnh Hồ gia tộc, Bắc Đường gia tộc, Hung Ma cung. Liệt Hỏa giáo cùng bốn đại thế lực tiên tôn cảnh thái thượng trưởng lão, rối rít quát lên một tiếng lớn, toát ra mình uy áp, là mình môn nhân tộc nhân đệ tử các loại, xua tan Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão uy áp. Tán tu tiếp nhận uy áp càng nghiêm trọng hơn. Nhưng không ai dám lên tiếng, nếu không gặp uy áp nghiêm trọng hơn, thậm chí có chút hỗn nguyên cảnh tán tu, đều sắp bị uy áp đè nổ. Cái đừng môn phái nhỏ trưởng môn cũng là bị đè thở hỗn hển, nói đều không nói được. Mấy người các ngươi lão gia, đừng có gấp, lão phu đâu, muốn mời các người xem một tuồng kịch. Thái thượng trưởng lão, ngắm nhìn mới vừa rồi vỗ xuống thiên ma nhân sâm mang mặt nạ thanh niên, hơi mỉm cười nói, Diệp Thần à, ngươi cứ như vậy gấp à. Chư vị có thể biết, Diệp Thần là ai? Đó là một cái lai lịch bất phàm tiểu ma đầu, dựa vào một ít vận cứt chó, tiêu diệt hồn điện thứ bảy phân đà, lại là câu liền Bắc cung gia tộc. Đánh chết hồn diệt sinh, lấy được không thiếu hợp đạo thần khí và thời không chi binh. Mà nay, tên tiểu xúc sinh này tới chúng ta Thiên Kiếm Thành. Hắn uy gió thật to, ngày thứ nhất lúc tới, liền tiêu diệt ta Độc Cô gia tộc 100.000 người chấp pháp, ba vị hợp đạo thần quân. Thậm chí là liền đêm tiêu diệt 7 cái môn phái nhỏ. Ngày thứ hai, lại tiêu diệt 8 cái môn phái nhỏ, cướp đoạt tới không thiếu hợp đạo thần khí. Hắn nhìn về phía mang mặt nạ thanh niên, nói ta nói đúng không, Diệp Thần. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào cái đó vỗ xuống thiên ma nhân sâm thanh niên trên mình. Bách Lý Tuyết thậm chí còn lại biết Diệp Thần người, hoàn toàn há to miệng. Kinh hãi đến mức tận cùng. Diệt hồn tộc Diệp Thần lại tới buổi đấu giá. Kinh khủng hơn là, mấy ngày nay để cho Thiên Kiếm Thành gà chó không yên thần bí thanh niên chính là Diệp Thần. Diệp Thần không phải nhập thần cảnh sao? Lúc nào có như thế kinh khủng lực lượng? Giờ phút này, phòng đấu giá bầu không khí khẩn trương đến mức tận cùng, lại là như nửa đêm bãi tha ma vậy yên tĩnh. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta không phải trong miệng ngươi Diệp Thần. Ta vỗ xuống đồ, chẳng lẽ ngươi Độc Cô gia tộc dự định đổi ý? Mang mặt nạ thanh niên trực tiếp chối. Trong mắt hắn lại là tràn đầy nghi ngờ. Chờ chốc lát. Đối diện chỗ ngồi Diệp Thần, vì không bại lộ thân phận, liền giả vờ bị uy áp đè được cực kỳ khó chịu. Thực thì hắn nội tâm hoàn toàn bối rối. Chẳng lẽ,
có người giả mạo hắn bị phát hiện. Vẫn là nói, người ta chính là đơn thuần muốn mua thiên ma nhân sâm, không nghĩ tới bị hắn cho làm liên lụy. Đưa đến bị độc cô gia tộc thái thượng trưởng lão mặt đối mặt thăm hỏi sức khỏe. Ha ha ha! Diệp thần à Diệp thần, người lúc nào, dám làm không dám nhận à? Thái thượng trưởng lão tin chắc trước mắt cái này mua thiên ma nhân sâm thanh niên, chính là Diệp thần, chợt nói, thập trưởng lão, bắt lại cho ta Diệp thần cái này thằng nhóc con. Tuân lệnh, trưởng lão. Diệp thần, người dám can đảm giết ta độc cô gia tộc trưởng lão, người tội đáng chết vạn lần. Thập trưởng lão nhảy vút thiên lên, trong tay hiện ra một chuôi màu xanh nhạt trường kiếm, thân kiếm lóe ra đỏ xanh hai cổ sáng bóng, theo mũi kiếm bắn ra, bổ sung thêm thời gian pháp tắc và không gian quy luật, có giam cầm hiệu quả quả, giống vậy cũng có thể so với hủy diệt phép tắc vạn cổ lực lượng. Ra tay một cái chính là sát chiêu. Có thể gặp thập trưởng lão đối với Diệp thần có bao nhiêu hận. Ai có thể nghĩ tới, lần này độc cô gia tộc thảm trọng như vậy tổn thất, xảy ra từ một người tay. Ngươi! Không! Mang mặt nạ thanh niên bị thời gian pháp tắc giam cấm, không cách nào nhúc nhích. Sau đó một khắc sau, không gian quy luật hội tụ mà thành kiếm khí, sắp đánh trúng nàng lúc, nàng trong cơ thể dâng lên một cổ đặc biệt ánh sáng, cùng không gian quy luật va chạm. Oanh! Một cổ to lớn sóng trùng kích khuếch tán ra. Mang mặt nạ thanh niên mặt nạ ngã xuống, một đầu rực rỡ tươi đẹp mái tóc dài phiêu giật ra, lộ ra một bộ nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn trụ. Ai có thể nghĩ tới cái này người thanh niên lại là thân con gái. Nữ giả trang nam trang. Lừa gạt tất cả mọi người. Càng là cố ý dùng tục tằng thanh âm không bại lộ mình. Nhưng mà, trời xui đất khiến, nhưng là bị độc cô gia tộc trưởng lão tưởng lầm là Diệp thần. Ngươi! Độc cô gia tộc, các ngươi thật là to gan. Ngàn độc giết, thanh niên cô gái năm ngón tay có móng. Chợt một móng cua múa, vô số khói độc độc vật phiêu tán ra, theo tự thân thời không quy luật và không gian phép tắc dưới tác dụng, mãnh liệt đánh giết thập trưởng lão. Hợp đạo cảnh. Thanh niên này cô gái, lại là hợp đạo cảnh tam tầng thiên tồn tại. Đối với có hợp đạo thất tầng thiên thập trưởng lão, không chạy ngược lại mãnh công, ngược lại có chút cân quắc không thua kém bậc mày dâu khí khái. Vẫn là bé gái. Tựa hồ không có dịch dung cảm giác. Ngươi rốt cuộc là ai? Bỏ mặc, coi như ngươi không phải Diệp thần, cũng có thể là Diệp thần nhân tình, diệt ngươi. Kiếm phá chân trời, thập trưởng lão đưa tay trái ra hai ngón tay, vạch qua thân kiếm, sừng sững đâm ra một kiếm, có long trời lở đất oai, xua tan khói độc, một kiếm đâm về phía thanh niên cô gái ngay lập tức gian, lại bị một cổ lực lượng vô hình đánh lui. Có lúc không chi binh bảo vệ. Xem ra, người này quả nhiên và Diệp thần có liên quan. Bằng chừng ấy tuổi, nhất định là tiểu xúc sinh kia nhân tình. Cút, ngươi mới nhân tình, cả nhà ngươi đều là nhân tình, bổn cô nương được không đổi tên ngồi không đổi họ, thiên độc huyết nữ, Lương Tuyết Nguyệt. Thanh niên cô gái phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó lấy ra trong cơ thể chuôi này gãy lìa thời không chi đao, tựa hồ cùng nàng có huyết mạch tương liên quan hệ. Lương Tuyết Nguyệt điều khiển thời không chi đao. Trong chốc lát thiên địa biến hóa, vô số sáng bóng trào hiện ra, cần phải đánh chết thập trưởng lão. Đủ rồi, thái thượng trưởng lão một đạo khẽ quát tiếng truyền ra, hơi chìa tay ra, thiên địa cự lực tương hợp, trực tiếp đánh lui Lương Tuyết Nguyệt, nói. Bách độc huyết nữ, ngươi là năm xưa, bách độc thần quân nữ nhi. Ha ha, ra ra ngươi thiên độc sát thần cũng bỏ mình. Ngươi phụ bách độc thần quân, cũng đã mất đi. Không nghĩ tới hậu thiên độc thể nhất mạch, còn để lại ngươi một cô gái như vậy. Khó trách, Diệp thần sẽ tới nơi này à? Nguyên lai là cho ngươi cái này nhân tình mua thiên độc nhân sâm, làm sao, hắn không lên tiếng, ngươi ngược lại là tự mình lên tiếng. Thái thượng trưởng lão lời nói này, thật là làm người khiếp sợ, trước mắt cái này tuấn giật cô gái ra ra, lại là năm đó danh chấn đại lục thiên độc sát thần. Nhìn dáng dấp. Cái này Lương Tuyết Nguyệt đã có bộ phận hậu thiên thân thể, còn muốn đi ra ra hắn năm đó đường. Lần nữa tàn sát thiên hạ. Nguyên lấy là, người này là Diệp thần. Không nghĩ tới, lại còn câu đi ra một con cá lớn à. Bách Lý Tuyết cảm khái, cái này xinh đẹp thân thể mềm mại, ngược lại có chút đáng tiếc à. Đáng tiếc cái gì, bên cạnh, Bắc Đường nhà thiếu gia cười nói, không chừng,
Diệp Thần đều đã và nàng hai chân đôi tê qua. Loại đàn bà này coi như khá hơn nữa xem có ích lợi gì. Còn nữa, độc môn người, ngươi lại dùng đáng tiếc hai hình chữ cho. Ngươi có biết, nàng phụ thân và gia gia dùng độc giết chết nhiều ít cường giả. Có thể nói, bọn họ một nhà cũng không nên sinh tồn ở Linh Võ Đại Lục, cô gái này hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, ta thật là tò mò, hậu thiên độc thể người phụ nữ, mùi vị như thế nào? Sợ rằng chỉ có Diệp Thần biết. Đáng tiếc mỹ nhân này à. Lại có thể và Diệp Thần dính vào quan hệ. Không chừng, là Diệp Thần rất nhiều hậu cung một trong à. Không phải. Nàng thị sử tử, U Minh thập cửu ánh mắt bén nhạy, trực câu câu nhìn chằm chằm Lương Tuyết Nguyệt, nói tuổi tác không biết vượt qua 30 tuổi, nhưng cũng có thể bị đóng băng ngàn năm dài, tu vi mới sẽ cao như vậy, nếu là có thể đem thành tựu lò thải bổ, chúng ta công lực, có thể trực tiếp lên cấp hỗn nguyên cảnh trung hậu kỳ. Bọn họ mới thần vương cảnh hậu kỳ. Thải bổ một cái hợp đạo cảnh sơ kỳ gái trinh. Tu vi khẳng định lớn tăng à. Nếu không, chúng ta tìm cơ hội, để cho các trưởng lão đi và độc cô gia tộc trò chuyện hạ, cho Lương Tuyết Nguyệt mua lại. U Minh thập cửu mở miệng hỏi thăm. Hắn đối với Lương Tuyết Nguyệt như thế cô gái, vẫn là có hảo cảm. Dẫu sao có thể tăng lên mình thực lực. Lương Tuyết Nguyệt mặc dù bị trói buộc, nhưng là chung quanh hết thảy nhưng là nghe vô cùng rõ ràng. Nàng trừng mắt hướng U Minh thập cửu điện hạ bắn tới. Cút! Một đám con nhà giàu, bổn cô nương sớm muộn giết chết các ngươi. Còn có ngươi, lão già kia, cái gì nhân tình không nhân tình, bổn cô nương cũng chỉ có một người, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tùy ngươi. Lương Tuyết Nguyệt cứng cổ, căm tức nhìn độc cô gia tộc thái thượng trưởng lão, lại nói, huống chi. Thiên ma nhân xâm chính là gia gia ta vật, ta tới quay đi có gì không thể. Thái thượng trưởng lão không để ý tới sẽ nàng, giống như là bắt con gà con tựa như, đem Lương Tuyết Nguyệt giam cầm ở giữa không trung. Hắn vốn cho là mặt nạ thanh niên là Diệp Thần, lại không nghĩ rằng, lại là độc môn sau đó. Bỏ mặc cái này có phải hay không hiểu lầm, Diệp Thần phải đưa ra. Hắn uy nghiêm ánh mắt quét nhìn phòng đấu giá tất cả mọi người, nói ta biết. Diệp Thần, ngươi ở trong này. Ta cũng muốn biết, ngươi vì sao còn nhịn được không ra. Đã như vậy, vậy đem người dẫn tới đi. Tiếng nói vừa dứt. 11 trưởng lão nắm quần áo làm lũ tiểu vũ đi lên, ôm quyền nói, bẩm báo thái thượng trưởng lão, hoàn hảo không tổn hao gì. Thái thượng trưởng lão lộ ra tà mị nụ cười, nói, Lương Tuyết Nguyệt gia gia chính là Linh Võ Đại Lục các phái chung nhau giết chi, hắn cháu gái tự nhiên cũng nên chết. Còn như cái này bé gái, là ta Thiên Kiếm Thành, cái đầu tiên tiếp đãi Diệp Thần người. Thành tựu Thiên Kiếm Thành người. Nàng tội đại ác vô cùng. Hắn nắm lấy tiểu vũ, lộ ra dâm tà nụ cười, nói, Bắc Đường, Lệnh Hồ, Trăm Dặm, U Minh bốn vị công tử, ta nghĩ, các ngươi hẳn muốn thải bổ các nàng đi. Dứt khoát, người Diệp Thần không ra, ta liền mời bốn vị này công tử, đem Lương Tuyết Nguyệt và cái cô gái này cùng nhau thải bổ. Lăng nhục chết, diễn ra một bộ sống xuân cung, ta tin tưởng các vị không việc gì ý kiến đi. Hô hô hô, hô hô, lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến kinh hãi. Rất nhiều tán tu hoảng sợ nhìn thái thượng trưởng lão, đây là phải ngay bọn họ mặt, để cho tứ đại công tử sống sờ sờ đem Lương Tuyết Nguyệt và tiểu vũ lăng nhục chết, ở gần 10.000 người trước mắt, diễn ra sống xuân cung. Tốt ác độc à, lão đầu này. Quá độc ác. Cái này so với giết hai người cô gái còn ác hơn độc dù sao cũng lần, liền là bức bách Diệp Thần đi ra à. Cái này độc cô gia tộc làm phải chăng thật quá mức. Mấu chốt trong đó cô gái kia, không có thực lực gì, chỉ bất quá và Diệp Thần bình thủy tương phùng, liền bị đối đãi như vậy. Cái này cùng những cái kia ma đạo tông môn có cái gì khác biệt? Trưởng lão? Như vậy không ổn đâu. Bách Lý Tuyết xin xỏ, các nàng dẫu sao là cô gái, làm sao có thể như vậy? Tuyết Nhi, hiền lành không phải dùng ở chỗ này. Bách Lý gia tộc thái thượng trưởng lão nói, độc cô gia tộc đã hận Diệp Thần tận xương, người đừng nhiều lời nữa. Bách Lý gia tộc thái thượng trưởng lão biết, độc cô gia tộc đã đến điên cuồng trình độ, nếu không không biết không cố kỵ danh giới cuối cùng, hành vi như này tàn nhẫn chuyện, bây giờ lại đi hòa giải. Giống như là làm rối loạn độc cô gia tộc an bài, đến lúc đó liền phải chịu đựng độc cô gia tộc lửa giận,
thậm chí hai gia tộc lớn khai chiến. Chỉ là vì hai cô gái trong sạch. Đây có thể hoa không đến. Gần như đồng thời, tất cả đại môn phái, tất cả đại gia tộc người đại biểu, cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Lão khốn kiếp, lão xúc sinh. Muốn giết ngươi liền giết, muốn dùng bổn cô nương tới bức ra các ngươi muốn người muốn tìm, nằm mơ. Hắn thậm chí có thể căn bản không ở nơi này, bổn cô nương vậy không nhận biết cái gì Diệp Thần, ta vừa không nhận biết hắn ngươi còn muốn làm cái gì. Lương Tuyết Nguyệt không ngừng vùng vẫy, giận dữ hét, dù là tự bảo, các ngươi cũng đừng nghĩ động ta một phần một chút nào. Mà giờ khắc này Tiểu Vũ thì bối rối nhìn chung quanh. Nàng không biết nên làm cái gì. Nàng cũng không có trải qua hết thảy trước mắt. Ở Thiên Kiếm Thành, nàng biết Độc Cô gia tộc quyền thế ngút trời, cũng biết Thiên Kiếm Thành, người bình thường mệnh căn bản không đáng tiền. Nhưng là nàng không nghĩ ra, ước chừng bởi vì mình và một người thanh niên có duyên gặp mặt một lần, Độc Cô gia tộc thì phải đối đãi mình như vậy. Nàng nghe bên người Lương Tuyết Nguyệt thanh âm tức giận, vậy mơ hồ quyết định, nếu như đám người này muốn làm nhục mình, nàng dẫu có chết không theo. Thậm chí, nàng biết nhúc nhích dùng hết thảy thủ đoạn và Lương Tuyết Nguyệt như nhau tự bảo. Trong óc nàng vô số hình ảnh thoáng qua. Nàng nhớ lại mình phụ mẫu, nhớ lại mình cả đời. Nhưng là càng muốn nàng càng thống khổ. Nàng mới mười mấy tuổi à. Tương lai vừa mới bắt đầu. Nhưng mà, giờ phút này, nàng tại sao phải bị loại này không thuộc về mình đãi ngộ. Giờ khắc này, Tiểu Vũ cũng không nhịn được nữa, khóc như mưa, khóc tê tâm liệt phế, làm được tại chỗ không ít người đều có chút lộ vẻ xúc động. Dùng một cái 14 tuổi cô nương, tới bức bách Diệp Thần xuất hiện, Độc Cô gia tộc ngược lại thật là có mặt. Xa xa Độc Cô gia tộc tất cả trưởng lão, mặt mũi nhưng là lạnh như băng thêm vô tình. Bọn họ là cao cao tại thượng tồn tại, hành hạ một cái phổ thông thiếu nữ, thì như thế nào? Đây chính là quyền lợi. Độc Cô Thái Thượng trưởng lão bước ra một bước, sờ một cái râu mép của mình, đối với Tiểu Vũ nói, cô gái nhỏ, khóc không giải quyết được bất kỳ vấn đề, ta khuyên ngươi, còn không bằng để cho cái đó Diệp Thần đi ra, mặc dù các ngươi chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là nói thế nào đi nữa, Diệp Thần chắc có chọn người tính đi, chẳng lẽ hắn nhẫn tâm một cái bình thường thiếu nữ vì hắn mà chết. Giờ phút này, tất cả mọi người sự chú ý đều ở đây Độc Cô gia tộc trưởng lão cùng với vậy hai cái bị kẹt thiếu nữ trên mình, lại không có chú ý tới đài cái kế tiếp tầm thường trong góc, một cái mang mặt nạ thanh niên quanh thân tản ra cực kỳ khí tức lạnh như băng. Hơi thở này tựa như ngăn cách hết thảy. Để cho chung quanh hắn 1 mét chi địa, đều là địa ngục. Cái này 1 mét khoảng cách, lại không người dám đến gần. Cái này mặt nạ thanh niên dĩ nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng giống như vạn trượng lửa giận cháy. Thậm chí muốn thôn tính hắn. Hắn kế hoạch nguyên thủy không chê vào đâu được, lại không nghĩ rằng, Độc Cô gia tộc lại dùng một cái người vô tội dẫn mình điều động. Hèn hạ hết sức. Hắn đang do dự, có nên hay không đứng ra. Một khi đứng ra, hắn kế hoạch toàn bộ đánh loạn. Thậm chí có thể không cách nào còn sống đi ra cái này buổi đấu giá. Khi đó Kỳ Lâm làm thế nào? Nhưng là nếu như không đi, Tiểu Vũ sẽ làm thế nào? Diệp Thần cố nhiên tu luyện sát đạo, nhưng là hắn chỉ giết người đáng chết. Hắn nội tâm đối với những cái kia người hiền lành cùng với người bên người, là dịu dàng. Thiết huyết nhu tình mới là một người đàn ông nên có dáng vẻ. Vào thời khắc này, yên lặng thêm lạnh như băng phòng khách, Tiểu Vũ ngừng khóc tỉ tê. Nàng không giúp ánh mắt nhìn về phía chung quanh, cuối cùng tròng mắt thay đổi vô cùng kiên định. Diệp đại ca, ta bỏ mặc ngươi có hay không ở buổi đấu giá, ta hy vọng ngươi cũng không nên ra ngoài. Nếu như Diệp đại ca ban đầu không cứu ta, ta cũng có thể bị bán được Thiên Hương Các đi. Người ta mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là Tiểu Vũ tin tưởng, Diệp đại ca là người thành đại sự, cuối cùng có một ngày sẽ đứng ở linh võ đại lục đỉnh cấp. Tiểu Vũ từ nhỏ đến lớn đều là tiện mệnh một cái, Độc Cô gia tộc người giết ta, nhục ta thì như thế nào? Bất quá, Tiểu Vũ vẫn là phải cảm ơn Diệp đại ca. Hy vọng đời sau, Tiểu Vũ có thể cùng Diệp đại ca làm bạn. Tiểu Vũ một hơi đem những lời này nói ra. Đây là nàng suy nghĩ trong lòng. Rất đơn giản. Nàng mặc dù cái gì cũng không hiểu, thực lực vậy rất kém cỏi,
nhưng là nàng biết Độc Cô gia tộc như vậy không từ thủ đoạn nào hấp dẫn Diệp đại ca đi ra, tuyệt đối có vấn đề. Độc Cô gia tộc sợ Diệp đại ca. Đã như vậy, còn không bằng dùng nàng tiện mệnh đi đổi Diệp đại ca may mắn còn sống sót. Lời nói rơi xuống, nói năng có khí phách. Nhà đấu giá bên trong, không ít người cảm khái vạn phần. Một người bình thường cũng so Độc Cô gia tộc đại nghĩa hơn lần à. Nhưng là, thế gian quy tắc chính là như vậy. Mạnh hiếp yếu. Tên yếu chung quy vẫn là phải bị cường giả tùy ý đùa bỡn. Mà giờ khắc này, Độc Cô thái thượng trưởng lão mặt đều tối. Hắn vốn muốn mượn giúp Tiểu Vũ tới hấp dẫn Diệp thần đi ra. Lại không nghĩ rằng cái này bé gái như thế chăng phối hợp. Một giây kế tiếp, một cổ kinh khủng đợt khí hướng Tiểu Vũ đập tới. Tiểu Vũ gò má ngay tức thì xuất hiện một đạo hồng ấn. Thứ không biết chết sống. Đã như vậy, kịch hay bắt đầu. Rào 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 rào. Rào rào. Tiểu Vũ và Lương Tuyết Nguyệt bị giam cầm ở toàn thân tu vi và khí lực. Đều bị áp đảo ở hai tấm trên tấm ván, nhúc nhích không được. Chỉ có thể tức giận mắng, hoặc là kêu khóc. Bốn vị công tử, lên đây đi. Các người bốn vị, vị kia trước. Yên tâm, ta sẽ có thuật pháp che đậy, có chút riêng tư đồ sẽ không bị người ngoài phát hiện. Thái thượng trưởng lão như cũ mặt nở nụ cười, không tin Diệp thần không ra. Ta tới trước đi. Hợp đạo cảnh gái trinh, ta vừa vặn cần. U Minh thập cửu nhảy lên, mặt đầy cười âm hiểm, đây chính là lớn thời cơ tốt à. Vốn chỉ muốn đem Lương Tuyết Nguyệt mua lại, mang về Hung Ma Cung thật tốt chăm sóc huấn luyện, không nghĩ tới bây giờ thì có một thân dung nhan cơ hội, mặc dù ở trước mặt mọi người, nhưng hắn là người đàn ông, có thể không sợ xấu hổ. Huống chi, hữu thuật pháp che đậy. Cái này thông thường cô gái nhỏ. Ta tới trước, sau đó là các ngươi. Một cái khác Cẩm Y công tử mặt lộ nụ cười, hướng Tiểu Vũ đi tới. Đồng thời gian, U Minh thập cửu hai tay cũng đang muốn cởi bỏ Lương Tuyết Nguyệt áo khoác, thì phải ở trước mặt mọi người, diễn ra làm nhục. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Cường đại lực lượng thậm chí làm cho cả phòng đấu giá cũng rung chấn động một cái. Đủ rồi. Tất cả mọi người ánh mắt cũng sau đó rời đi đã qua, chỉ thấy được một người mặc loãng áo bào màu lam. Đầu đội đồng xanh mặt nạ thanh niên chậm rãi đứng dậy tới, đi ngự không đi ra, đi tới trên đài, ánh mắt đảo qua U Minh thập cửu và Cẩm Y công tử, lửa giận trong lòng đã bay lên tới cực điểm. Giờ phút này, Diệp thần không nhịn được. Độc Cô gia tộc, U Minh thập cửu, Cẩm Y công tử. Nói bọn họ là súc sinh, cũng vũ nhục súc sinh, trước mặt mọi người, lại có thể như vậy hành vi, liền súc sinh cũng không xứng làm. Ngươi muốn làm cái gì? Vẫn là nói, ngươi chính là Độc Cô gia tộc muốn tìm Diệp thần. Cẩm Y công tử dò xét tính hỏi một câu, không thèm để ý chút nào trước mắt nguy hiểm, thậm chí dự định đưa tay ra đụng chạm Tiểu Vũ, nói, nơi này là Độc Cô gia tộc đại bản doanh, bất kỳ người không phận sự cùng cút ngay. Mà giờ khắc này mặt nạ thanh niên cả người tản ra lãnh ý. Dưới mặt nạ, chỉ có một đôi mắt để lộ ra tới. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt? Tựa như địa ngục chỗ sâu nhất lạnh như băng tử thần. Đang thẩm phán những cái kia thế gian không đáng giá được còn sống con kiến hôi. Ngươi hỏi ta là ai? Ta nói cho ngươi. Ta là ngươi người không chọc nổi. Còn nữa, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Một giây kế tiếp, Diệp thần trong tay bắn ra một cây ngân châm. Ngân châm hàn mang tựa như biến dạng không gian. Thoáng qua bây giờ sẽ đến Cẩm Y thanh niên trước mặt. Đâm, một tiếng. Một cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Ai có thể nghĩ tới, Diệp thần sẽ vào lúc này ra tay. Lại là ngay lập tức gian liền chặn người khác một cái tay. Phải biết, cái này Cẩm Y thanh niên thân phận, có thể tuyệt không bình thường. Có thể cùng U Minh thập cửu cùng nhau người, làm sao có thể thân phận phổ thông. Cẩm Y thanh niên tròng mắt nhìn trên đất tay gãy. Hơi kinh hãi, bất quá cũng không có quá sợ, hắn dẫu sao là người tu luyện, chỉ cần ăn vào đan dược, tay gãy cũng có thể sống lại. Hắn chợt lấy ra một viên vô cùng chân quý đan dược, trực tiếp ăn vào, nhưng mà hắn tay cụt chỗ, vẫn đang chảy máu. Căn bản không có tự khỏi bệnh có thể. Ừ, Cẩm Y thanh niên khẽ cau mày, đột nhiên. Hắn phát hiện cái gì?
Trên cánh tay của mình thậm chí có một tia hủy diệt lực. Hủy diệt lực đang cắn nuốt tay hắn cánh tay. Nói cách khác, hắn đời này, đừng hòng tay cụt mọc lại. Hắn chợt ngẩng đầu lên, bắn về phía cái đó mang mặt nạ thanh niên. Diệp Thần, ngươi lại thật là Diệp Thần. Giờ khắc này, hắn thanh âm đều run rẩy. Có hủy diệt lực người, chỉ có Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, một phiến xôn xao. Buổi đấu giá vô số cường giả rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại đi ra. Thật vì một người bình thường đi ra. Hắn điên rồi phải không? Nơi này nhưng có trước thiên la địa võng. Không chỉ độc cô gia tộc, rất nhiều thế lực đều ở chỗ này mai phục. Đừng nói thần vương cảnh Diệp Thần, coi như Diệp Thần cao hơn nữa hai cái cũng hoặc là ba cảnh giới, chỉ sợ cũng là chắp cánh khó khăn bay à. Diệp Thần không hoảng hốt chút nào, nhàn nhạt nói. Bây giờ mới biết, có phải là quá muộn hay không, các ngươi hao tổn tâm huyết, không phải là hy vọng ta đi ra không? Đã như vậy, ta thỏa mãn các ngươi. Diệp Thần đã âm thầm điều động hàng loạt độ hóa hỗn nguyên tôn giả và hợp đạo thần quân chạy tới. Dưới mắt, hết thảy cũng siêu thoát khống chế. Hắn chỉ có thể đi một bước, lại xem một bước. Ngươi là Diệp Đại Ca. Diệp Đại Ca, không phải để cho ngươi không nên ra ngoài sao? Ngươi làm sao liền đi ra à, bây giờ hai người chúng ta người đều phải chết. Tiểu Vũ bi thảm kêu. Diệp Thần không để ý tới sẽ, lắc người một cái, mau như sấm, ngay lập tức gian một quyền che phủ ở cẩm y thanh niên trên gương mặt, đem nếu như bao bố rách vậy đánh bay ra ngoài, rồi sau đó bên trái vung tay lên, xua tan Tiểu Vũ trên người uy áp, lại lấy ra một kiện trường bào, cho hắn phủ thêm, nói ta không nghĩ tới sẽ hại ngươi, chân thực xin lỗi. Tiểu Vũ, trước đây, mình thấy nàng, sắp bị người tu luyện bắt đi Thiên Hương Lâu. Dứt khoát tiêu diệt Thiên Hương Lâu, nguyên lấy là nàng sẽ bình an qua cả đời, không nghĩ tới lại bởi vì là chuyện của mình, liên lụy nàng bị bắt tới đây, còn suýt nữa bị vũ nhục. Diệp Thần làm sao có thể nhịn được, nếu là như vậy cũng nhịn được, hắn cũng không xứng làm người. Đạo tâm cũng băng lạnh xuống, cũng không phối làm võ giả. Tiểu Vũ bối rối nhìn chung quanh, nói, Diệp Đại Ca, làm thế nào? Chúng ta không ra được. Diệp Thần khẽ mỉm cười, không có sao, người trước ở bên cạnh ngây ngô. Người đối với bọn họ mà nói căn bản không trọng yếu. Sẽ có người bảo vệ ngươi. Cùng đại chiến kết thúc, ta lại mang ngươi rời đi. Diệp Thần lời nói bây giờ, bên trái vung tay lên, đem Tiểu Vũ đẩy ra. Cường đại linh lực, không người dám ngăn cản. Cũng không có ai sẽ đi ngăn cản. Dẫu sao, mục tiêu của mọi người cũng không phải là cái gì Tiểu Vũ. Mà là Diệp Thần. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần lại nhìn về phía bên trên U Minh Thập Cửu, nói, ngươi bây giờ tới đây quỳ xuống dập đầu, ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Muốn ta dập đầu, nằm mơ, ta 13 đệ. Chính là chết ở trên tay ngươi đi. U Minh Thập Cửu ngay lập tức gian lấy ra một chuôi thần vương khí, cũng không phải là muốn công Diệp Thần, ngược lại là muốn giết Lương Tuyết Nguyệt, ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi nhân tình. Khốn kiếp, bổn cô nương không phải nàng nhân tình. Lương Tuyết Nguyệt mới vừa nói xong, trên gương mặt liền bị dính đến một giọt máu tươi, nàng sững sốt một chút, lại nhìn về phía thần vương cảnh hậu kỳ U Minh Thập Cửu, trực tiếp bị Diệp Thần đánh thủng đầu lâu, phai mở thần hồn, ra tay chi tàn nhẫn, so mình sâu hơn. Luôn là có chút rác dưới đồ. Lấy là chỗ dựa vững chắc lợi hại, là có thể là tùy ý là. Diệp Thần cánh tay chấn động một cái. Đem U Minh Thập Cửu toàn thân chấn thành xương máu, rồi sau đó khu trừ Lương Tuyết Nguyệt trên người uy áp, đem Lương Tuyết Nguyệt ôm, nói, xin lỗi cô nương, vậy liên lụy ngươi. Ngươi kêu Diệp Thần. Khá là cay Lương Tuyết Nguyệt bị Diệp Thần ôm, gò má cũng có chút mắc cỡ đỏ bừng, nói, ngươi tên này, làm sao cầm độc cô gia tộc người đắc tội điên rồi, bổn cô nương lần này tai nạn, có thể coi như là ngươi đưa đến. Ngoài ra, có thể hay không? Thả ta xuống à? Diệp Thần nghe được, sững sốt một chút, chợt đem Lương Tuyết Nguyệt để xuống, nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, nhẹ nhàng lấy dưới mình mặt nạ, nguyên bản ẩn núp hơi thở vậy nở rộ ra, nói, độc cô gia tộc, muốn tìm ta phiền toái, tùy ngươi cửa làm sao tới. Nhưng là tìm người phụ nữ thành tựu làm cho hả giận phương pháp.
cũng không phải là người có thể làm được, nhất là các ngươi, lại có thể làm ra loại này không bằng cầm thú sự việc. Ngày hôm nay, là muốn bị ta diệt tộc sao? Lời này vừa nói ra, tiếng cười ầm ầm. Ha ha ha, Diệp Thần, ngươi còn chưa hiểu bây giờ tình huống chứ? Thái thượng trưởng lão Bác như vậy cười to, phất tay một cái nói, tất cả đi ra đi. Chúng ta muốn câu cá lớn xuất hiện, bây giờ, các ngươi tin tưởng bổn tôn kế hoạch hữu dụng đi. Vèo vèo vèo, vèo vèo, vèo. Quanh mình mấy chục đạo thần quang phóng lên cao. Độc Cô gia tộc, vượt qua 40 vị hợp đạo thần quân tề tụ, thậm chí còn có 5 cái hợp đạo cảnh chiến khôi, đồng loạt từ các phe chạy tới, đem chữ thiên buổi đấu giá vây quanh nước chảy không lọt. Thậm chí bốn phía còn có liên tục không ngừng hỗn nguyên cảnh hộ pháp chạy tới. Đây coi là lên, dốc hết trụ sở chính lực. Bất quá Độc Cô gia tộc hợp đạo thần quân, không có biện pháp rút trở về. Nhưng là, có thể xuất động đã toàn bộ điều động. Diệp Thần à Diệp Thần. Ngươi coi là thật lấy là, ngày hôm nay còn có Vạn Kiếm Đế cung người tới cứu ngươi sao? Mặc dù có, vậy thì như thế nào à? Thái thượng trưởng lão nhảy vút thiên lên, cười to nói, huống chi, Vạn Kiếm Đế cung bị vây, không bao lâu sẽ bị diệt phái, ngươi không cần suy nghĩ trước bọn họ tới cứu ngươi, ngươi à, ngoan ngoãn chịu chết đi. Giờ khắc này, thái thượng trưởng lão hăm hở đến mức tận cùng. Diệp Thần tổng tính ra chịu chết à. Bổn tôn chờ ngươi cũng đều không kịp đợi à, nếu không, cũng không tốt ra hạ sách này. Không đúng, đây không phải là hạ sách. Mà là tuyệt đẹp tốt nhất sách à. Tiểu súc sinh, bổn tôn biết, bên người ngươi có mấy cái cường giả. Chính giữa hợp đạo thần quân 3 vị, cùng với có 2 đầu hợp đạo cảnh yêu thú đúng không? Coi là chính ngươi, sánh bằng hợp đạo thần quân, cũng chính là 6 vị hợp đạo thần quân mà thôi. Xin hỏi ngươi lấy cái gì đấu với ta? Một cái từ con kiến hôi chi địa đi lên rác dưới, còn muốn và nhật nguyệt tranh huy. Thật là buồn cười. Thái thượng trưởng lão cười nói, mà nơi này, ta là ngươi chuẩn bị 45 vị hợp đạo thần quân, 472 vị hỗn nguyên cảnh tôn giả, thậm chí bên ngoài còn có mấy 100.000 kế thần vương cảnh võ giả, tất cả sẽ nghe theo bổn tôn mệnh lệnh. Ngươi, ngươi có chiêu thức gì, có thể cứ việc dùng đi ra. Hắn nhìn một cái phái khác tiên tôn cảnh võ giả, nói, bổn tôn phải ở chỗ này, giải quyết Diệp Thần, sau đó buổi đấu giá cứ theo lẽ thường bắt đầu. Không ngại. Ngươi giải quyết đi. Lão gia, ngươi tự tiện, chúng ta xem cuộc vui. Chỉ xem cuộc vui, không nhúng tay vào. Rất nhanh, năm đại trung các gia tộc tiên tôn, tất cả đều tỏ thái độ, không nhúng tay vào. Xong rồi. Diệp Thần có thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách Lý Tuyết thở dài nói, nguyên lấy là những người đó là sư huynh của hắn, không nghĩ tới chính là chính hắn. Ngày hôm nay nơi này không có Bắc Cung gia tộc tiên tôn ở đây, hắn cũng không khả năng đánh chết tiên tôn. Không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ hao tổn nơi này. Bách Lý Tuyết chỉ biết là, ban đầu Diệp Thần và Bắc Cung gia tộc liên hiệp, tiêu diệt hồn điện thứ 7 phân đà. Chỉ là lấy là, vạn cổ tiên tôn cảnh hồn diệt sinh là Bắc Cung gia tộc nơi là, Diệp Thần mạnh hơn nữa, cũng chỉ tương đương với một cái hợp đạo thần quân mà thôi. Đối mặt hơn 40 vị cùng cấp, thậm chí mấy trăm vị hỗn nguyên cảnh, mấy trăm ngàn thần vương cảnh võ giả. Cho dù là tạo hóa cảnh tiên tôn đối mặt, vậy đặc biệt khó khăn à. Đồ tể, lão khiếu hóa cùng tuyệt đỉnh thần quân, cũng là thần sắc sững sốt một chút, nguyên lấy là có thể giúp bọn họ cùng nhau cướp đồ tuyệt đỉnh thần quân có mấy phần thực lực, lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là một người thằng nhóc mới lớn, hơn nữa tu vi thấp như vậy hạ, ngược lại để cho bọn họ không ra. Như Diệp Thần là tuyệt đỉnh thần quân. Có lẽ, mọi người tìm một cơ hội sẽ xuất thủ, còn có thể cướp thời không chi binh. Bây giờ Độc Cô gia tộc toàn bộ nhân viên cũng họp lại, còn cướp lúc nào không chi binh, có thể còn sống rời đi cũng không tệ. Xem giá thế này, thật giống như ta ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần sừng sững không sợ, đối mặt rất nhiều cường địch, chợt nhìn về phía Lương Tuyết Nguyệt, cười nói, lần đầu gặp mặt. Thì phải chết một khối, ngươi sẽ không biết không cam lòng. Dĩ nhiên không cam lòng. Nếu là không có ngươi, bổn cô nương thành công. Lương Tuyết Nguyệt tức giận vỗ Diệp Thần, ngắm nhìn bốn phía cục diện, thật đúng là không có cách nào chạy. Chạy thế nào?
như thế nhiều cùng cảnh võ giả. Còn có tạo hóa cảnh nhị tầng thiên thái thượng trưởng lão ở bên kia, chạy thế nào đều là chết. Diệp thần, hèn mọn khốn kiếp. Bó tay chịu trói đi. Thập trưởng lão khua kiếm chỉ Diệp thần, hạ lệnh, ngươi nếu như ngoan ngoãn thuận theo, có lẽ ta Độc Cô gia tộc chỉ là trừng phạt ngươi, đem ngươi lột da rút gân, không giết ngươi, cùng sau lưng ngươi sư tôn tới cần người. Nhưng nếu là ngươi cần phải cá chết lưới rách, đừng trách chúng ta đem ngươi tại chỗ chu diệt. Cá chết lưới rách, Diệp thần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía thập trưởng lão, lại nhìn về phía thái thượng trưởng lão, chất vấn các ngươi phối hả. Ngoài ra, ta muốn xem một chút, cá chết lưới rách rốt cuộc là dạng gì cảnh tượng. Đúng không, đồ tể, trà thương, buôn bán thuốc, lão khiếu hóa, bắt cá người. Các ngươi năm vị tuyệt đỉnh thần quân, không ra tay. Tiếng nói vừa dứt. Năm vị tuyệt đỉnh thần quân ngay tức thì bị 20 hơn vị hợp đạo thần quân phong tỏa. Liên quan thái thượng trưởng lão đều nhìn về bọn họ, cười nói, Diệp thần, ngươi lá bài tẩy, chính là bọn họ 5 cái. Há chỉ, bọn họ còn chưa đủ làm ta lá bài tẩy. Nhưng là để cho các ngươi loạn, vậy là đủ rồi. Diệp thần bước ra một bước, đối mặt mấy trăm ngàn cường địch, không sợ hãi chút nào, chỉ là đưa hai tay ra vỗ tay hai tiếng. Nói, bắt đầu đi. Giữa lúc mọi người mờ mịt lúc, một đạo chấn thiên thước đất tiếng nổ phóng lên cao, một cái to lớn mây nấm ăn nổi lên. Cường đại sóng trùng kích đem lớn như vậy thiên kiếm thành nhà cửa, phá hủy 7-8 phần, tất cả võ giả đều bị chấn động được ngã nhào trên đất, cho dù là 4 lớn nhà đấu giá ở giữa tình huống, cũng không thể không dừng lại. Ngay trước mọi người người nhìn lại lúc, chỉ gặp vậy mây nấm phương hướng. Tựa hồ là Độc Cô gia tộc trụ sở chính. Cái này nổ. Tựa hồ là nhiều thần vương khí, hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí một khối tự bạo. Cho tới nổ Độc Cô gia tộc hộ sơn đại trận và rất nhiều trong bảo khố tiên khí, thần vương khí, đưa đến nổ dây chuyền, mới sinh ra khổng lồ như vậy mây nấm ăn. Không. Không, nhà ta. Diệp thần, người tên xúc sinh. Lúc này, thập trưởng lão, cửu trưởng lão. 11 trưởng lão cùng 3 người gần như sụi lơ trên đất, cơ hồ không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Bọn họ Độc Cô gia tộc. Không có. Hết thảy người và vật, đều ở đây vậy một đạo tự bạo tiếng bị diệt. Dù là không có nhiều ít cao thủ ở trong trụ sở chính, có thể mọi người bảo bối đều còn ở bên trong à, Diệp thần làm sao có thể làm như vậy? Các vị, cái này là món quà thứ nhất, ta đối với bằng hữu. Cho tới bây giờ không keo kiệt. Ta đối với địch nhân, vậy cho tới bây giờ không mềm tay. Diệp thần mặt đầy treo nụ cười, bên cạnh Lương Tuyết Nguyệt nhìn chiếu sáng thiên khung dư âm nổ, cả người đều thử ra. Diệp thần vừa tiếp tục nói, các vị, lần này nổ. Hao tốn ta 100.000 kiện linh khí, 30.000 kiện tiên khí và 2.000 kiện thần vương khí. Cùng với 100 kiện thần vương khí, 3 kiện hợp đạo thần khí, cái này pháo bông. Mọi người còn thích. Vào giờ phút này, Diệp thần như cũ mặt nở nụ cười, cười nói bây giờ nổ chết Độc Cô gia tộc tổng bộ hết thảy. Hắn, không phải tu sĩ, không phải võ giả. Là ma quỷ. Là ma vương, là tử thần. Tất cả gia tộc, tất cả võ giả trong lòng đều là một hồi sợ hãi, nhìn về phía nụ cười kia mặt đầy Diệp thần, trong lòng đều tràn đầy không thể cùng là địch niệm tưởng. Quá độc ác. So sánh. Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão coi là cái gì? Diệp thần mới thật sự là người tàn nhẫn, chân chính sát thần. Giết một người, là tội. Giết 10 người, là tội. Giết 100 người, bất nghĩa. Giết vạn người, là hùng. Giết 100.000, triệu người, chính là kiêu hùng, hào kiệt, chân chính ma thần, sát thần, sát thần. Diệp thần chính là như vậy sát thần, ma thần. Diệp thần. Người xúc sinh này, người ma quỷ này. Ma quỷ, ma đầu, ma vương. Xúc sinh, người ngày hôm nay tất chết đã chết. Độc Cô gia tộc, mấy vị trưởng lão bi phẫn lên, mỗi người tay cầm hợp đạo thần khí, giết hướng Diệp thần. Bọn họ muốn báo thù, muốn giết cái này diệt tuyệt gia tộc bọn họ ma đầu, ma vương. Làm sao? Muốn động thủ. Kiện thứ hai lễ vật, đến. Diệp thần quỷ mị lời nói dưới. Tràn đầy tuyệt đối nguy cơ, trước mắt nhanh chóng thoáng qua mấy đạo ma quang, mấy vị ẩn núp hợp đạo ma quân, trực tiếp đem Diệp thần giấu ở phía sau,
chặn lại trước mắt đánh giết. Thương thương thương, rắc rắc, phịch, mấy chục đạo công kích lẫn nhau lần lượt thay nhau, sinh ra từng cổ một cực lớn sóng trùng kích. Độc Cô gia tộc năm vị trưởng lão cũng bị đánh lui chạy đi, bọn họ nhìn chăm chú chặt vừa thấy trên đài đấu giá Diệp Thần và mấy vị ma quân, tất cả đều thần sắc đại biến. Một vị trong đó trưởng lão lại là kinh hô, Thiên Ma phái ma quân. Luyện Thiên ma quân, Loan Nguyệt ma quân, Bất Bại ma quân, Cổ Đao ma quân, Linh Sát ma quân. Các ngươi năm cái, không phải chết trận à? Làm sao sẽ tương trợ Diệp Thần? Diệp Thần, không phải tàn sát liền các ngươi tông phái à? Năm vị ma quân không nói một lời, trong đó ba vị hợp đạo cảnh trung kỳ ma quân liều chết xung phong ra, lưu lại Cổ Đao ma quân và Bất Bại ma quân, hai vị hợp đạo cảnh sơ kỳ thần quân che chở Diệp Thần. Ba vị ma quân cùng năm vị Độc Cô gia tộc hợp đạo cảnh trưởng lão liều chết xung phong. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng là chút nào không kém. Võ giả tầm thường có lẽ có sợ hãi. Bọn họ không có. Mỗi một chiêu chính là sát chiêu. Mau, mau giết Diệp Thần. Giết Diệp Thần à. Ở thập trưởng lão dưới sự chỉ huy, lại có chừng 10 vị Độc Cô gia tộc hợp đạo thần quân giết ra. Khảng keng. Bót sát. Lại xuất hiện 10 vị hợp đạo thần quân, ngăn ở Diệp Thần trước người. Phái Càn Khôn trưởng môn. Ngọc Hoàng phái trưởng môn. Chuyện gì xảy ra, các ngươi lại có thể đầu phục Diệp Thần, không thể nào à? Thập trưởng lão tâm thần chấn động một cái, vội vàng điều khiển các nơi võ giả, mãnh công 10 vị hợp đạo thần quân. Hắn lại nhìn về phía Diệp Thần lúc, cảm giác trước mắt Diệp Thần, mình tốt xa lạ à? Cái này còn là cái đó độc hành khách Diệp Thần sao? Làm sao sẽ hiện ra, như thế nhiều thủ hạ? Còn đều là hợp đạo thần quân à? Giết! Giết bọn họ! Độc Cô gia tộc, hợp đạo cảnh trưởng lão, toàn bộ ra tay. Theo bát trưởng lão lên tiếng, liên quan cửu trưởng lão, thập trưởng lão và chính hắn, tổng cộng là 20 hơn vị hợp đạo thần quân, hướng Diệp Thần tư đi giết. Vèo vèo vèo! Vèo vèo! Trong chốc lát, một bên khác lao ra đầy trời Phật văn hóa ma văn. Lại có 10 vị hợp đạo thần quân xuất hiện, cùng bọn hắn liều giết chung một chỗ. Đến đây, Diệp Thần độ hóa 15 cái môn phái, tổng cộng là 25 cái hợp đạo thần quân, đã toàn bộ ra sân, cùng Độc Cô gia tộc 45 vị thần quân giao chiến. Trời ạ! Diệp Thần rốt cuộc cái gì lai lịch? Thủ đoạn thật là mạnh, một đêm bây giờ. Thu phục 15 cái môn phái nhỏ hợp đạo thần quân. Quá lợi hại à. Xa xa xem trên chiến đài rất nhiều nhỏ tông phái trưởng môn, thái thượng trưởng lão, là rung động. Diệp Thần. Một người có thể so với một cái tông phái à. Hắn từ đâu tới như vậy thực lực, như vậy chiến lực, có thể chiêu mộ tới như thế nhiều hợp đạo thần quân. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Như vậy thực lực cường hãn, mãnh công ban đầu hồn điện thứ 7 phân đà. Cũng có thể 100% thành công đi. Thật là mạnh. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói Diệp Thần, ngày hôm nay chạy thoát được sao? Bách Lý Tuyết chợt có chút hiếu kỳ. Hắn, có thể không phải muốn chạy trốn. Bách Lý gia vị kia thái thượng trưởng lão, ánh mắt vậy hết sức bén nhạy, nói, lấy chiến lực của hắn bây giờ và thế lực, muốn đi, dù là Độc Cô gia lão gia tự mình động thủ, những thứ này hợp đạo cảnh thủ hạ, cũng có thể liều chết kéo lão gia. Để cho hắn rời đi. Hắn có mưu đồ. Chúng ta chú ý cho giỏi, đừng để cho hắn chiếm tiện nghi. Tuân lệnh, thái thượng trưởng lão. Bên trên trăm dặm gia tộc trưởng lão truyền lệnh xuống, không giúp vậy không nhúng tay vào. Rất nhanh, năm thế lực lớn đều là như vậy tỏ thái độ. Độc Cô gia tộc và Diệp Thần sự việc, bọn họ không tham dự. Bình bịch bịch, bịch bịch, giữa không trung, nhà đấu giá bên trong. Độc Cô gia tộc hợp đạo cảnh trưởng lão và Diệp Thần thủ hạ hợp đạo thần quân, chém giết vô cùng kịch liệt, nhưng tóm lại Diệp Thần thủ hạ hợp đạo thần quân thậm chí còn môn phái nhỏ, công pháp và phương diện binh khí, không bằng Độc Cô gia tộc trưởng lão, chiến đấu không đồng nhất sẽ, đã có một vị hợp đạo thần quân bỏ mình. Nếu các ngươi như thế động thủ, dứt khoát, ta cũng không giấu giếm, lại càng không ẩn núp. Diệp Thần thần giác lộ ra nụ cười, nói, bạo đi. Một đạo kịch liệt tiếng nổ truyền ra. Vàng chữ đài đấu giá liên quan toàn bộ phòng đấu giá cũng vỡ ra,
vô số tiên khí và thần vương khí đĩa bay đầy trời, mấy triệu võ giả sau khi nhìn thấy, ngay tức khắc đỏ con mắt, chém giết ở một khối. Ầm, lại truyền ra hai đạo động trời tiếng nổ. Huyền chữ buổi đấu giá toàn bộ muốn nổ tung lên, vô số bảo vật phóng lên cao. Thậm chí chính giữa Nguyệt Quang Phật ôm hàng loạt bảo vật, đem tự nhiên ở vô số người nhóm bên trong, đưa tới từng trận hỗn loạn. Đầy trời khắp nơi đều là bảo vật. Là người cũng sẽ đoạt đoạt. Chỉ cần cướp. Vậy thì hỗn loạn. Liền phù hợp Diệp Thần kế hoạch. Còn chưa đủ à? Độc Cô gia tộc người, cũng tới đây à? Nhưng là đâu, không đủ loạn, đúng không? Lão thất phu, người còn lấy là hết thảy đều ở đây ngươi nắm giữ bên trong à? Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, Dược Sư Phật và Nhật Quang Phật phóng lên cao, mỗi người mang 3 cái hợp đạo cảnh chiến khôi, 30 cái hỗn nguyên cảnh chiến khôi, trực tiếp sao nhập chữ thiên buổi đấu giá và chữ địa buổi đấu giá chính giữa. Hai đạo tiếng nổ kịch liệt truyền ra, không thiếu chiến khôi và thần vương khí tự bạo, nổ tung buổi đấu giá bảo khố. Vô số hợp đạo thần khí, thần vương khí, hỗn nguyên tiên khí, các loại tiên tài, tiên liệu phóng lên cao, tứ tán ra. Nửa đường, Dược Sư Phật và Tháng Rộng Phật nhanh chóng thu hồi 2 kiện thời không chi binh. Những thứ khác 3 kiện thời không chi binh bại lộ ở trên trời lúc, khí linh kịp phản ứng, nhanh chóng điều khiển thời không chi binh, bộc phát ra từng cổ một động trời sát khí, hướng mỗi người môn phái trở về. Ha ha ha! Thời không chi binh! Đây là lão tử! Đồ tể phóng lên cao, một đao trẻ giết một cái hung ma cung trưởng lão. Tiếp liền một chân đạp chết một người liệt hỏa giáo hợp đạo cảnh nhị tầng thiên trưởng lão. Lão tử muốn chuôi này. Ta muốn cái này. Lão khiếu hóa ta cảm ơn ngươi Diệp Thần. Ngay lập tức gian. 4 vị khác tuyệt đỉnh thần quân vậy ra tay, đều hướng 3 chuôi thời không chi binh phóng tới, dọc đường dám can đảm ngăn cản bọn họ hợp đạo thần quân, vô luận thuộc về ai, đều ở đây trong chốc lát bị bọn họ đánh chết. Đồ tể. Lão khiếu hóa. Các ngươi tự tìm cái chết à? Thái thượng trưởng lão gầm lên trước, một kiếm sử dụng, nhưng chỉ là đem đồ tể đánh được lăn xuống chạy đi. Nhưng là không có thể đánh chết đồ tể. Ha ha ha! Lão già kia, ngươi thực lực không đủ, độc còn không có rõ ràng à? Đồ tể bác như vậy cười to, hướng Độc Cô gia tộc chuôi này thời không chi binh lao ra. Thái thượng trưởng lão không được, thật nhiều con có tạo hóa cảnh nhất tầng thiên chiến lực, không sợ chi. Ngay lập tức gian, 6 đại trung nhóm thế lực hợp đạo thần quân cũng đồng loạt giết ra, đều đi cướp thời không chi binh. Có chính là muốn cướp mình môn phái thời không chi binh, có chính là muốn cướp môn phái khác thời không chi binh, nhân tiện thu lấy một ít hợp đạo thần khí, các loại cao cấp vật liệu đợi một chút, trực tiếp từ Độc Cô gia tộc chu diệt Diệp Thần, biến thành một tràng đại loạn chiến. Huống chi, còn có 5 vị tuyệt đỉnh thần quân, cùng với Diệp Thần thủ hạ hợp đạo thần quân. Trực tiếp loạn thành nhất đoàn, diễn biến thành chỉ cần không phải mình môn phái người, cũng đánh, cũng giết. Gần 100 tiểu tông phái người, đó là thật là nhanh chạy mau hơn. Bên trong các gia tộc chém giết, bọn họ lưu lại nơi này chờ chết à. Diệp Thần thì ở bên cạnh, ngưng nhìn bầu trời ở giữa hỗn chiến, nhìn về phía bên trên Nguyệt Quang Phật, hỏi, Độc Cô gia tộc trụ sở chính, cùng với nổ chữ thiên buổi đấu giá, cộng thu nhiều ít chuôi thời không chi binh. Có đủ hay không cứu Kỷ Lâm? Mặc dù Độc Cô gia tộc uy hiếp để cho ta kế hoạch đánh loạn, nhưng là cũng may ta làm ra chuẩn bị nhiều. Chỉ là, chân chính ẩn núp ở phía sau người sợ rằng không có ra tay. Trận chiến này, rất khó, nhưng là vì Kỷ Lâm, ta cũng phải còn sống đi ra ngoài. Giờ khắc này, Diệp Thần hai tròng mắt hiện lên băng hàn ý. Cùng thời khắc đó, Thiên Kiếm Thành bên ngoài. Một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ bước chân dừng lại. Thiếu nữ chính là Tuyệt Hàn Đế cung cung chủ, Ngụy Dĩnh. Ngụy Dĩnh ngước đầu nhìn trời kiếm thành dâng lên đạo đạo mây hình nấm, đôi mi thanh tú một nhăn mày, thật là cường đại năng lượng ba động, tựa hồ là vô số tiên khí tự bảo. Cái nào người điên dám làm như vậy? Ngày hôm nay không phải Độc Cô gia tộc buổi đấu giá sao? Làm sao bị gây ra như vậy gà chó không yên? Có chút ý tứ. Ngụy Dĩnh bên cạnh Bạch Nhi nhắm mắt lại, chóp mũi nhỏ ngửi, sau đó hơi biến sắc mặt, cung chủ, Thiên Kiếm Thành xảy ra chuyện lớn, chết không ít người. Hơn nữa, còn có không thiếu cường giả mai phục ở chỗ sâu.
sợ rằng buổi đấu giá có biến, chúng ta còn đi không? Bây giờ cung chủ ngài không thể bại lộ quá sớm, bọn họ nếu như biết ngài là Tuyệt Hàn Đế cung tương lai cung chủ, toàn bộ linh vũ thế lực của đại lục cũng sẽ không tiếc hết thảy đuổi giết ngươi. Ngụy Dĩnh vậy trên mặt tuyệt mỹ không có một tia nhiệt độ, giếng cổ không dao động. Hồi lâu, nàng năm ngón tay một chảo, một cái chạy trốn võ giả đi tới trước người của nàng. Cái đó chạy trốn võ giả hoàn toàn bị dọa, vội vàng nói, vị này đại nhân, chúng ta không thù không oán, ngươi không nên giết ta. Ngụy Dĩnh con người đông lại một cái, loãng hàn thanh âm vang lên, ngươi có nghe nói qua một cái kêu là Diệp Thần người. Cái đó chạy trốn võ giả vốn đang là chỉ là sợ, nhưng là nghe được Diệp Thần hai chữ, hắn hai chân cũng mềm nhũn. Diệp Thần cái này hai chữ, hắn làm sao có thể không nhận biết. Đây là Thiên Kiếm Thành vô số cường giả ác mộng à. Ngụy Dĩnh nhìn trước mặt võ giả diễn cảm sợ hãi, khẽ cau mày, người rốt cuộc có biết hay không người này. Vậy võ giả có thể bị sợ, không nói một lời, liền liền một bên Bạch Nhi cũng có chút không vui, khí tức trên người phóng thích, lạnh lùng nói, cung chủ. Không đúng, nhà ta tiểu thư hỏi ngươi nói đâu, ngươi như lại không trả lời, ta định để cho ngươi biến mất ở trên thế giới này. Giờ khắc này, hàn ý lạnh như băng lan tràn toàn thân, vậy võ giả hoàn toàn thanh tỉnh, hắn rất rõ ràng, cái này hai cái lai lịch bất phàm người phụ nữ cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mình không đàng hoàng giao phó, có thể hoàn toàn chết nơi này. Hai vị tiểu thư, đoạn này thời gian, Thiên Kiếm Thành cũng không thái bình, mà hết thảy các thứ này cũng nhờ vào một người đàn ông, chính là các ngươi hỏi Diệp Thần à. Bất quá, linh võ đại lục thường xuyên có trùng tên tình huống xuất hiện, ta không xác thực định các ngươi hỏi Diệp Thần có phải hay không ta hiểu người nọ. Bây giờ, phòng đấu giá nhưng mà một phiến hỗn loạn à. Vậy Diệp Thần lại phá hủy Tây Vực Độc Cô Gia căn cơ, chọc Độc Cô Gia trưởng lão nhiều người giận, bây giờ, vô số cường giả bao vây Diệp Thần. Sợ rằng lần này, hắn chắp cánh khó khăn bay. Ta chỉ là một phổ thông tán tu, không môn không phái, thực lực cũng không mạnh, cũng không có đắc tội hai vị, xin hai vị tiểu thư không nên giết ta. Nghe được những lời này, Ngụy Dĩnh nhìn một cái trong tay vòng tay, buông lỏng tay, lãnh đạm nói, ý ngươi là, bây giờ Diệp Thần gặp nguy hiểm. Vậy võ giả ngẩn ra, hắn cảm giác nhạy cảm đến cái này thiếu nữ khăn che mặt thanh âm tựa như lộ ra một cổ tức giận. Chẳng lẽ nữ nhân này và Diệp Thần có liên quan? Hắn không dám nói thêm cái gì chỉ có thể chợt gật đầu. Rõ ràng, Bạch Nhi, chúng ta đi. Ngụy Dĩnh lưu lại một câu nói, uy áp tiêu tán, mờ ảo bóng người ngay tức thì hướng buổi đấu giá đi. Bạch Nhi cũng là đi theo lên. Vậy võ giả gặp hai nữ rời đi, thật dài thở ra một hơi, cuối cùng là đi, nói về cái này hai cái nha đầu lai lịch ra sao, vì sao ta ở các nàng trên mình cảm thấy một loại khí tức quỷ dị, giống như ta đối mặt không phải hai thiếu nữ, mà sống hơn ngàn năm tiên tôn. Nhất là cái đó mang cái khăn che mặt cô gái, vậy cổ uy nghiêm và lạnh như băng ta chỉ ở Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão trên mình cảm nhận được qua. Thật là kỳ quái. Cùng lúc đó, buổi đấu giá Diệp Thần trong mắt nghiêm túc đến mức tận cùng. Lần này, hắn đại khái mục tiêu đã đạt tới. Đoạt thời không chi binh, cũng có thể trợ giúp Kỳ Lâm. Chỉ là không biết đối với trận pháp có đủ hay không, nếu không phải đủ, hắn phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Chủ trì, chạy tới Nguyệt Quang Phật rõ ràng thần sắc phấn khởi. Bọn họ bây giờ nhưng mà ở một cái bên trong các gia tộc chi địa. Không chỉ có đem bên trong các gia tộc trụ sở chính cho nổ, còn nghĩ bọn họ bốn chỗ đài đấu giá cho nổ, bây giờ, hết thảy người, hết thảy vật, cũng lâm vào tuyệt đối hỗn loạn chính giữa à. Tạo thành đây hết thảy là chủ trì à. Nhưng là chủ trì chỉ có thần vương cảnh ngũ tầng thiên tu vi, lại có thể để cho tuyệt đỉnh thần quân phối hợp, để cho tạo hóa cảnh tiên tôn tay không cử động, hổn hển, lại là tàn sát hợp đạo thần quân như đổ sát gà vịt, đây hết thảy, cũng quá mộng ảo. Bẩm báo chủ trì, nổ hư Độc Cô gia tộc trụ sở chính trước, đoạt lại đến 5 chuôi thời không chi binh. Nguyệt Quang Phật đưa cho Diệp Thần một người vô cùng phẩm càn khôn giới chỉ, đồ đều ở bên trong, ngoài ra, hợp đạo thần khí 107 chuôi, hỗn nguyên tiên khí 1,300 chuôi, thần vương khí đại khái 100.000 binh, tiên khí triệu chuôi, ngoài ra còn có không thiếu vật liệu luyện khí, các loại đan dược chờ một chút. Được. Còn có niềm vui ngoài ý muốn à?
Diệp Thần nhìn về phía tay chân luống cuống, bị Đồ Tể và lão Khiếu Hóa liên thủ mãnh công độc cô gia tộc Thái Thượng trưởng lão, nói, lão này trên mình, khẳng định còn có nhiều hơn bảo vật, độc cô gia tộc bao năm qua tích lũy bảo vật ở chúng ta cái này, nhưng là nhất đồ trọng yếu, khẳng định ở lão thất phu này trên mình. Độc cô gia tộc, mấy vị tiên tôn bị chiêu mộ xuất trinh, trên mình không thể nào mang hàng loạt bảo vật. Trấn giữ bên ngoài vị kia tiên tôn, khẳng định cũng sẽ không mang trước quá nhiều bảo vật, mà trong trụ sở chính để giành bảo vật, cũng đều là độc cô gia tộc bao năm qua tới tích lũy được đồ, hơn nữa không tính là lấy ra bán đấu giá bảo vật, cũng không coi là tất cả đại trưởng lão, hộ pháp và tiên tôn bảo vật, đơn thuần chỉ là độc cô gia tộc tích lũy, không thuộc về người bất kỳ, cho nên thái thượng trưởng lão vậy không có biện pháp mang, nhưng ước chừng như vậy, đã có nhiều như vậy. Không hổ là bên trong các gia tộc. Nội tình, không phải hồn điện một nơi phân đà có thể sánh ngang. Lão nhân kia vật trên người, khẳng định càng hơn. Chỉ là, Diệp Thần ánh mắt quét qua năm vị tuyệt đỉnh thần quân, cùng với tham dự vào trên trăm vị hợp đạo thần quân, lại nhìn về phía đã xuất thủ những thứ khác năm vị tạo hóa cảnh tiên tôn, than thở một tiếng, bây giờ không phải là giết lão già kia thời điểm, cho dù giết, cũng sẽ bị những thứ khác tiên tôn vây giết. Năm chuôi thời không chi binh. Coi như không tệ. Nguyên vốn cho là độc cô gia tộc trụ sở chính chỉ có 3 chuôi thời không chi binh, không nghĩ tới là 5 chuôi. Phối hợp ta trong tay 2 chuôi, chính là đã có 7 chuôi, chỉ cần lại cướp được 1 chuôi. Để đạt được an toàn, bây giờ đĩa bay ra 4 chuôi thời không chi binh, ít nhất phải cướp đoạt 2 chuôi. Chủ trì, ta lập tức điều động toàn bộ người tới đây. Nguyệt Quang Phật nghe được, vội vàng phải đi hạ lệnh. Chờ một chút. Diệp Thần thần giác chợt buộc vòng quanh lau một cái tà mị nụ cười, thân thể nghiêng một cái, tránh mở một cái bị đánh bay xuống hợp đạo thần quân. Bên cạnh, Nguyệt Quang Phật đạt tới Nhật Quang Phật chạy tới, trực tiếp liên thủ đánh chết vị kia hợp đạo thần quân. Trên bầu trời, mấy trăm vị hợp đạo thần quân triển khai loạn chiến. 6 vị tạo hóa cảnh tiên tôn, tạm thời tay chân luống cuống, bắt ai đánh liền, dù sao không đánh người trong nhà. Bình bịch bịch. Đi đôi với vô số tiếng nổ truyền ra, toàn bộ buổi đấu giá đã bị hủy 7-8 phần, chỉ còn lại cái đường ghế ngồi còn lưu tồn, một cái rưỡi phong bế sân thể dục bộ dáng phòng đấu giá, hoàn toàn bị đánh cho thành bốn phương không có chút nào ngăn trở vật. Cuồn cuộn không ngừng có hỗn nguyên cảnh, thần vương cảnh, hợp đạo cảnh võ giả xông vào. Đồng thời gian, một cái hỗn nguyên cảnh thi thể ngã xuống, có chính là Hung Ma Cung, có chính là Bách Lý gia tộc. Còn có tán tu và độc cô gia tộc. Diệp Thần đứng ở một nơi tĩnh lặng địa phương, yên lặng nhìn, nói, bây giờ không nóng nảy, trước mắt tới xem, chúng ta mục đích đã đạt tới, các phe cũng rối loạn, không giống như là liên minh, Hung Ma Cung muốn cướp Liệt Hỏa giáo bảo vật, Bách Lý gia tộc và Bắc Đường gia tộc lẫn nhau tranh đoạt đối phương bị nổ ra bảo vật. Thậm chí, Lệnh Hồ gia tộc ở cướp độc cô gia tộc bảo vật. Mỗi người đều ở đây cướp. Còn có tán tu trăm vị hợp đạo thần quân, năm vị tuyệt đỉnh thần quân, cùng với các phe thần quân chém giết lẫn nhau. Chúng ta chờ lát ra lại lực, để cho chúng ta chiến khôi và dược sư Phật rút lui xuống. Mệnh lệnh một chút, Diệp Thần thần hồn lực tiến vào luân hồi mộ địa bên trong, đem mới thu với tay cầm hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí lên an trí ở mình thần hồn lực, để tại sử dụng đoán tạo thần quân ngàn binh bảo. Ngàn binh bảo. Chỉ cần dùng thật nhiều tiên khí binh khí, liền có thể đưa tới không chừng mực nổ. Hơn nữa, chỉ là tiêu hao Diệp Thần thần hồn lực mà thôi, lại không biết cắn trả Diệp Thần. Dĩ nhiên, thần hồn lực khống chế binh khí cũng có hạn độ, chỉ là Diệp Thần thần hồn lực cực mạnh, tương đương với tuyệt đỉnh thần quân thần hồn lực, điều khiển mấy chục ngàn kiện tiên khí, linh khí, cũng hoặc là mấy trăm kiện hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí, vẫn là không thành vấn đề. Rõ ràng. Được. Chủ trì, Nguyệt Quang Phật và Nhật Quang Phật nhận lệnh, nhìn đầy trời bay loạn tiên khí và thần đan mà qua, đem bọn họ chiến khôi rút lui xuống. Hiện nay, đầy trời trên dưới, khắp nơi trái phải đều là các loại tiên khí, thần vương khí, thần đan, luyện khí tiên tài, luyện đan dược liệu đợi một chút, phía ngoài nhất vàng chữ đài và huyền tử đài bùng nổ chiến đấu, mấy triệu võ giả tranh đoạt, chạy tới người chấp pháp, không chỉ không có trấn áp, ngược lại đi theo một khối cướp. Chữ địa đài bên kia, số người mặc dù thiếu, nhưng đều là chứa đựng hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí,
không chỉ có tán tu và môn phái nhỏ võ giả ở tranh đoạt. Cho dù là bên trong các gia tộc, bên trong cùng tông phái môn nhân đều ở đây tranh đoạt, bây giờ Độc Cô gia tộc tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ còn có thể diệt bọn họ toàn bộ không được? Còn như để cho bọn họ phun ra. Căn bản không có thể. Tới tay đồ, còn có thể cho ngươi. Chơi cương quyết. Cẩn thận cho mình chơi diệt. Đây chính là tất cả cướp đoạt võ giả tâm tính, không cướp trắng không cướp. Oanh oanh. Trên dưới 100 trượng kiếm khí thương cương đạo truyền loạn bay. Hơn 100 vị hợp đạo thần quân chém giết lẫn nhau, 6 đại trung nhóm thế lực chém giết lẫn nhau chung một chỗ, kịch liệt nhất còn thuộc chữ thiên đài phạm vi. Ha ha ha. Thời không chi binh, trà thương sắp bắt giữa không trung thời không chi binh, quay lại liền trực tiếp bị hung ma cung tiên tôn một phát súng đinh ở ngực, cắm ở xa xa trên mặt đất. Cút! Đây là chúng ta hung ma cung đồ. Hung ma cung tiên tôn tung người bay nhảy ra, đang muốn thu lấy thời điểm, đồ tể và lão khiếu hóa liên thủ tấn công, một côn một đao phóng tới, suýt nữa chém đứt tay hắn cánh tay, ép được hắn không thể không bùng nổ toàn lực, thi triển thời không quy luật đem hai người bước lui. Cút ngay. Cũng cho cút ngay. Hắn như cũ hướng thời không chi binh bay đi, dọc đường đánh bay các loại hợp đạo thần quân. Đó là chúng ta Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão trực tiếp dựng lông tóc, bắt chuôi này thời không chi binh. Đây là Độc Cô gia tộc đồ à, làm sao có thể để cho người khác cướp đi. Một lát sau, thái thượng trưởng lão còn không có cầm trong tay nhà mình thời không chi binh bắt nóng hổi. Liền bị lệnh Hồ gia tộc và Bách Lý gia tộc tiên tôn liên thủ đánh bay, hai người lại bắt đầu tranh đoạt thời không chi binh. Bên cạnh, đồ tể, lão khiếu hóa liên hiệp mười mấy vị tán tu hợp đạo thần quân, cũng ở đây tranh đoạt cái này một chuôi thời không chi binh. So với, các phái tất cả nhà thực lực hơi yếu hợp đạo thần quân, hỗn nguyên cảnh hộ pháp đợi một chút, cũng ở đây cướp đoạt càng thứ nhì hợp đạo thần khí, hỗn nguyên tiên khí, trải qua đại chiến. Tất cả nhà bảo vật cũng hỗn hợp chung một chỗ, ai tới nhanh phân rõ à, trước đoạt vào tay nói. Phốc suy, rắc rắc, ầm ầm, không ngừng có tiếng nổ, trào máu thanh âm nổi lên, đồng thời trên bầu trời còn có mưa máu hạ xuống và thần vương đạo văng tung tóe thanh âm. Ba chuôi thời không chi binh, thêm một chuôi từ tử đài bay ra ngoài thời không chi binh, tổng cộng 4 chuôi, tổng cộng có 6 vị tiên tôn, 5 vị tuyệt đỉnh thần quân. Hơn 30 vị tán tu hợp đạo thần quân ở tranh đoạt. Mỗi người tạo thành 4 cái chiến đoàn, ở vào trên bầu trời. Hơi thấp một chút trong không gian, tất cả nhà cộng lại hơn 100 vị hợp đạo thần quân, thiên vị hỗn nguyên cảnh tôn giả chém giết lẫn nhau, tranh đoạt xì ra mấy chục chuôi hợp đạo thần khí và mấy ngàn chuôi hỗn nguyên tiên khí. Cái này, thật lợi hại đi. Lấy lực một người, khuấy động 6 gia tộc lớn, để cho vô số tán tu. Môn phái nhỏ chém giết. Lương Tuyết Nguyệt che miệng, cơ hồ không dám tin tưởng lẫn nhau kết minh 6 gia tộc lớn, lại có thể chém giết lẫn nhau dậy rồi, mấu chốt là, chủ đạo đây hết thảy Diệp Thần, căn bản không có cầm ra bất kỳ đồ, Diệp Thần, ta tựa hồ rõ ràng, mới vừa rồi ngươi tại sao vững như vậy thao thắng khoán. Lại vì sao dám trước mặt nhiều người như vậy đứng ra. Diệp Thần nhìn một cái Lương Tuyết Nguyệt, không nói gì dự định. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn hết thảy, lúc này mới minh bạch linh võ đại lục tàn khốc. Sinh mạng, vào giờ khắc này không chút nào giá trị. Vô số cường giả vì đáng chết lợi ích rối rít chết. Chỉ có cường giả, mới có thể cười đến cuối cùng. Độc Cô gia tộc thập trưởng lão, 11 trưởng lão hai người cướp đoạt 5 chuôi cấp 7 hợp đạo thần khí, còn chưa kịp thu đi vào, liền bị hung ma cung và liệt hỏa giáo. Bách Lý gia tộc cùng 5 vị hợp đạo thần quân liên thủ đánh giết, rồi sau đó ba nhà lại cướp 5 chuôi hợp đạo thần khí. Đây cũng là tàn khốc. Lương Tuyết Nguyệt gặp Diệp Thần không nói gì, tiếp tục nói. Diệp Thần, ta đây là muốn nghe một chút, ngươi là như thế nào lấy lực một người, chọn được rất nhiều gia tộc chém giết. Nàng vậy mắt to như nước trong veo tình, tràn đầy tò mò ý. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng. Hai cái từ ngữ mà thôi, nhân tính. Tham lam. Mặc dù bọn họ đã tu luyện thành tiên, nhưng cũng không phải là đoạn tuyệt thất tình lục dục quái vật, tóm lại vẫn là người. Diệp Thần vừa đi, vừa nhìn rất nhiều hợp đạo thần quân và hỗn nguyên cảnh tôn giả chết, đồng thời nói, những thứ này theo đạo lý mà nói, đều là 6 đại gia tộc bảo vật. Dĩ nhiên,
cũng có trăm cái nhỏ tông phái bảo vật. Nhưng mà đâu, chung quanh đây lại có gần triệu tán tu, nhiều đồ như vậy bị bay ra ngoài, tán tu không thể nào chờ bọn họ đều đâu vào đấy thu cất những cái kia bảo vật, huống chi tán tu bên trong còn có 5 vị tuyệt đỉnh thần quân, hơn 10 vị đến gần tuyệt đỉnh thần quân tồn tại. Những thứ này tán tu bên trong cao thủ hàng đầu một khi bắt đầu cướp. Những thứ khác tán tu tất nhiên ra tay. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần nghiêng người né tránh một chuôi phi kiếm, quay đầu vừa thấy Độc Cô gia tộc thập tam trưởng lão đang bi phẫn muốn chết nhìn về phía mình. Diệp Thần! Súc sinh, người phá hủy chúng ta! Lão tử nhảy vút chết vậy muốn giết ngươi! Thập tam trưởng lão tức giận cực kỳ, toàn thân máu tươi, thương tích khắp người, muốn phải xuyên qua trùng trùng ngăn trở. Bình bịch bịch, rắc rắc, mấy vị hợp đạo thần quân, hơn trăm vị hỗn nguyên cảnh tôn giả tán tu ngăn trở hắn. Chính giữa có người nói, người muốn tự bạo không ngăn cản ngươi, đem bảo vật giao ra. Đúng, ngươi chết ngươi, bảo vật giao ra. Giao ra, không giao, liền giết ngươi. Thập tam trưởng lão bi phẫn nghe các tán tu nói, lại nhìn về phía xa xa Vân Đạm Phong Thanh Diệp Thần, chợt ngửa mặt lên trời thét dài, Diệp Thần, ngươi dám gạt tộc ta đến đây. Hắn khua kiếm chỉ rất nhiều tán tu, phẫn nộ quát, ngươi cùng tán tu, bất quá là dựa vào Diệp Thần súc sinh này quấy rối, ngươi cùng hèn mọn hạ cùng người mới dám đối với bổn trưởng lão như vậy càn rỡ. Diệp Thần, bổn trưởng lão cho dù chết, ta Độc Cô gia tộc cho dù bị chế. Nhưng là vậy tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ta ở địa ngục chờ ngươi, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Lời còn chưa dứt hạ, một đạo tiếng nổ truyền ra. Hợp đạo cảnh ngũ tầng thiên thập tam trưởng lão tự bạo, chủ động nổ mình càn khôn giới chỉ ở giữa năm chuôi hợp đạo thần khí và không thiếu hỗn nguyên tiên khí một khối nổ, nổ chết tại chỗ một vị hợp đạo thần quân, hơn 30 vị hỗn nguyên cảnh tôn giả tán tu. Đáng chết, khốn kiếp, cướp người khác. Dẫn đầu tán tu xui quay đầu dẫn người tiếp tục cướp đoạt bảo vật. Diệp Thần, tiểu súc sinh, hung ma cung một vị hợp đạo cảnh nhị tầng thiên trưởng lão, trơ mắt nhìn mình hợp đạo thần khí bị các tán tu cướp lấy, mình lại bị mấy vị hợp đạo thần quân vây công, thần vương đạo nổ tung, thân xác nứt nẻ, thu hồi bảo vật và thần khí mắt thấy sẽ không bao giờ, không ở bi phẫn hô to, Diệp Thần, ngươi súc sinh này, ta hung ma cung tất diệt ngươi. Ngươi cùng tán tu hèn mọn cực kỳ, bất quá dựa vào Diệp Thần súc sinh này loạn, cũng dám khiêu khích bổn trưởng lão. Chết! Tiếng nói vừa dứt. Vị trưởng lão này đang muốn xông vào tán tu trong đám tự bạo, lại bị đi ngang qua lão khiếu hóa một quải trượng đánh được thân xác nổ, thần hồn lực đều ở đây trong chốc lát bị các tán tu giết sạch sẽ. Diệp Thần! Tiểu súc sinh! Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi à? Thái thượng trưởng lão à, giết Diệp Thần! Không muốn cướp thời không chi binh, trước hết giết Diệp Thần, cho hả giận à. Sáu thế lực lớn không thiếu trưởng lão, hộ pháp bi phẫn hô to. Không lâu sau, hoặc là rơi vào vây giết bên trong, hoặc là trực tiếp bị vây giết tới tự bạo. Các trưởng lão khác thì chỉ có thể cắm đầu tiếp tục giết, trước cầm nhà mình đồ cướp trở lại hãng nói. Nghe được cái này chút bi phẫn lời nói. Diệp Thần nhún vai. Cười nói, Độc Cô gia tộc muốn giết ta thời điểm, làm sao không thấy được các ngươi phóng thích hí tốt đâu. Nếu không là bạn, làm gì để cho các ngươi ngồi xem kịch vui. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Còn như các ngươi thái thượng trưởng lão, thời không chi binh có thể so với ta trọng yếu được nhiều à. Ngươi không sợ, Lương Tuyết Nguyệt có chút kinh hãi, dò xét hạ hỏi, ngươi không sợ sáu thế lực lớn, sau chuyện này tìm ngươi tính sổ à. Diệp Thần sững sốt một chút, nhìn về phía Lương Tuyết Nguyệt, chợt cười nói, ta không sợ thiên hạ người bất kỳ thế lực. Huống chi, như vậy đánh một trận sau đó, sáu thế lực lớn hợp đạo thần quân và hỗn nguyên cảnh tôn giả tổn thất quá nhiều, chấn áp mình môn hạ môn phái nhỏ, ngăn cản tiên thú ma thú đánh vào, cùng với phòng ngừa hồn điện thấm vào còn không kịp đây. Lấy ở đâu thừa lực lượng giết ta? Cho dù muốn giết ta, bây giờ ma vực cấp báo. Tất cả nhà cũng phải đi chuẩn bị chiến đấu, có thể rút ra nhiều ít lực lượng à. Chống đỡ chết, bất quá mấy vị tuyệt đỉnh thần quân thôi. Còn như tiên tôn, ta cũng không phải là chưa từng giết. Nghe Diệp Thần Vân Đạm Phong khinh vậy trả lời, Lương Tuyết Nguyệt trong lòng hoàn toàn bị chấn động kinh động. Diệp Thần, đâu chỉ sát thần, sát thần.
Lại là đại trí tuệ người à, đã sớm tính toán tốt lắm hết thảy, cũng biết sáu thế lực lớn không thể nào đem hết toàn lực giết hắn. Cho nên dám như vậy, không phải mãng phu, lớn gan thận trọng, trí giả liền như vậy à. Còn như tất cả nhà tiên tôn, sáu thế lực lớn, tổng cộng là cầm ra bốn chuôi thời không chi binh. Cũng không phải là mỗi nhà đều lấy ra, nhưng là đối với mỗi nhà mỗi phái mà nói, một chuôi thời không chi binh, ý nghĩa một vị tiên tôn, là chắc chắn không chê nhiều. Diệp Thần lộ ra nụ cười, tiếp tục nói, nguyên bản ra thời không chi binh tứ đại môn phái gia tộc, như muốn thu hồi đi. Nhưng là năm nhiều nhất đỉnh thần quân. 11 vị mới vào hợp đạo cảnh cửu tầng thiên tán tu, cũng hoặc là che mặt những gia tộc khác võ giả, cũng muốn tranh đoạt. Tự nhiên bùng nổ đại chiến. Những thứ khác hai phái tiên tôn, muốn tranh đoạt, liền mượn giúp mượn cớ, cũng hoặc là nhất định khi đó không chi binh là nhà hắn, vậy để cướp đoạt. Thời không chi binh, giống như to lớn tiền tài. Chỉ phải lấy được, lập tức có thể mang về, tăng cường mình môn phái thực lực. Hắn ngắm nhìn khắp nơi bay tán loạn võ giả, nói, hỏi dò, ai không muốn? Ai nguyện ý buông tha? Lương Tuyết Nguyệt nghe xong, âm thầm gật đầu. Bốn chuôi thời không chi binh. Giống như bốn chỗ kho bạc, đối với sáu đại phái mà thôi, có thể gia tăng một vị tiên tôn. Đối với năm nhiều nhất đỉnh thần quân mà nói, đây cũng là bọn họ lên cấp tiên tôn duy nhất cơ hội, làm sao có thể không bùng nổ toàn lực tranh đoạt. Huống chi, tới nơi này đều là tiên tôn sơ kỳ, người mạnh nhất bất quá là hung ma cung vị kia tạo hóa cảnh tam tầng thiên thái thượng trưởng lão, những thứ khác năm vị, đều là tạo hóa cảnh tầng một tầng hai trời, chiến lực cũng không có cao hơn tuyệt đỉnh thần quân quá nhiều, chỉ ít ngàn chiêu bên trong, đánh không chết tuyệt đỉnh thần quân liền dám tranh đoạt. Vậy người đâu? Bây giờ, người an toàn, người vậy cứu được. Còn thu hoạch độc cô gia tộc tổng bộ bảo vật, những thứ này không nhìn thấy bảo vật, đều ở đây ngươi nơi này, ngươi không sợ tất cả mọi người hồi tưởng lại, trên mình ngươi bảo vật càng hơn, tới cướp bóc ngươi sao? Lương Tuyết Nguyệt chân thành hỏi. Diệp Thần khẽ lắc đầu, thô bạo nói, bọn họ dám. Dù là bọn họ toàn bộ tới, ta đều có thể thuận lợi rời đi, chỉ là còn chưa tới lúc rời đi. Không tới lúc rời đi. Chẳng lẽ, Diệp Thần muốn càng hơn? Lương Tuyết Nguyệt suy nghĩ, chợt thần sắc đại biến, ngắm nhìn Diệp Thần, nói, người muốn cướp thời không chi binh. Nàng thấy Diệp Thần không có chối, tâm thần cũng bị rung động, Diệp Thần, thật là to gan à. Như thế nhiều thế lực, như thế nhiều thần quân, tiên tôn ở chỗ này, hắn không thừa dịp mọi người còn không có muốn đối phó hắn thời điểm, chạy mau đường. Lại còn muốn lưu lại cướp thời không chi binh, cái này đã không thể dùng gan lớn để hình dung đi. Đây quả thực là cuồng ngông. Một đầu chó sói, lại muốn ở mấy trăm con sói, thậm chí trên trăm con lão gan bàn tay bên trong giành giật thức ăn. Sợ rằng linh võ đại lục, gần ngàn năm qua, nhất kiêu hùng nhân vật, không Diệp Thần không có ai. Còn chưa tới thời điểm. Sáu đại tiên tôn, lực lượng chỉ tiêu hao 1/4. Năm nhiều nhất đỉnh thần quân, lực lượng tiêu hao hơn nửa, những thứ khác hợp đạo thần quân tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng còn có dư lực. Diệp Thần lẳng lặng tính toán, hắn phải chờ mọi người kém không nhiều mệt mỏi hết sức, cũng cướp hoàn bảo vật chuẩn bị mỗi người đường chạy thời điểm, xuống lần nữa tay, đen ăn đen. Sợ rằng sáu đại thế lực người biết Diệp Thần cái ý nghĩ này, cũng có thể lập tức dừng tay, trước diệt Diệp Thần. Rắc rắc. Hung ma cung thái thượng trưởng lão lấy một địch ba, đồng thời ngăn cản độc cô gia thái thượng trưởng lão và bách lý gia tộc thái thượng trưởng lão, tay cầm giành được thời không chi binh, không ngừng phóng thích thời không quy luật mãnh công, đồng thời thân hình chấn động một cái, chấn động giết đến gần mấy vị hợp đạo cảnh nhất tầng thiên tán tu, quát to các ngươi có ý gì? Đây là chúng ta hung ma cung thời không chi binh. Chó má, độc cô gia tộc thái thượng trưởng lão khí được cả người phát run. Huy động trường kiếm mãnh công, đồng thời nói, chuôi này trường đao loại thời không chi binh, là chúng ta độc cô gia tộc, phía sau còn chạm chỗ ngày tháng dấu vết đâu. Hung ma cung thái thượng trưởng lão lật lại vừa thấy, thật đúng là độc cô gia tộc. Nhưng là một khắc sau, hắn coi như thái thượng trưởng lão mặt, xóa đi ngày tháng dấu vết, cộng thêm mình hung ma cung đầu khô lâu dấu vết, nổi giận mắng, đây là chúng ta hung ma cung đồ, cướp cái gì, lão già kia. Hung ma cung thì như thế nào, chúng ta bách lý gia tộc không sợ.
Bách Lý gia tộc thái thượng trưởng lão từ bên trong bay tới, mãnh công hai người, trực tiếp đoạt đi vậy kiện thời không chi binh. Giết! Truy đuổi! Hai vị tiên tôn sững sốt một chút, mỗi người kêu một tiếng, liền đuổi theo. Đồng minh! Có nhu cầu thời điểm mới là đồng minh, không cần thời điểm, đó là chó má. Thái thượng trưởng lão! Chúng ta mau không chống nổi à? Chúng ta tốt nhiều đồ đều bị đoạt đi à? Độc cô gia tộc bát trưởng lão bi phẫn hô to, bên cạnh mình mấy vị trưởng lão, trực tiếp bị hung ma cung và tán tu thần quân đánh bể, hắn thật vất vả đoạt lại mấy chục kiện hợp đạo thần khí, vậy mau không giữ được. Thái thượng trưởng lão, thời không chi binh không có, còn có thể đoạt lại. Trước hết giết Diệp Thần à? Giết Diệp Thần à, không thiếu bị vây giết, hoặc là giết người khác. Độc cô gia tộc trưởng lão rối rít giận kêu. Giết Diệp Thần. Độc cô gia tộc thập tứ trưởng lão một đao trẻ chết một vị Bắc Đường gia tộc hợp đạo thần quân, nói, chư vị, Diệp Thần nổ chúng ta Độc cô gia tộc trụ sở chính, trên mình nhất định là có 4-5 chuôi thời không chi binh, còn có trên 100 chuôi hợp đạo thần khí, trước hết giết hắn à. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều đờ đẫn xuống, rối rít nhìn về phía Diệp Thần, giống như là bị không gian quy luật giam cầm vậy, dừng lại đao kiếm trong tay công kích. Đúng vậy. Diệp Thần chép Độc cô gia tộc ổ. Trên mình bảo bối khẳng định lại nhiều nhất. Giết Diệp Thần. Trước làm thịt Diệp Thần. Đồ tể quay đầu trực tiếp chuẩn bị thủ tiêu Diệp Thần. Diệp Thần trên người có thời không chi binh. Sát thần vương cảnh Diệp Thần. Có thể so với và tiên tôn cướp đổ tới dễ dàng à. Làm thịt Diệp Thần. Giết Diệp Thần. Giết Diệp Thần. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào một người thanh niên trên mình. Thậm chí vô số đạo thân ảnh vào tới. Nhưng mà, bọn họ quỷ dị phát hiện người thanh niên kia không có vẻ sợ hãi, ngược lại khóe miệng còn treo nụ cười. Không lâu lắm, 6 thế lực lớn và tán tu cơ hồ đạt thành nhận thức chung, rối rít hướng Diệp Thần bên kia chạy tới. Tựa hồ cũng phát hiện, giàu nhất chính là Diệp Thần à, Diệp Thần trên người có Độc cô gia tộc tích lũy mấy vạn năm bảo vật à, có thể so với buổi đấu giá phú được nhiều à, buổi đấu giá. Nhiều nhất chính là Độc cô gia tộc 1/4 bảo vật, cộng thêm hơn 5 gia tộc lớn môn phái bảo vật. 5 gia tộc lớn môn phái. Chống đỡ chết lấy ra 3 chuôi thời không chi binh. 100 chuôi hợp đạo thần khí, 1-2.000 hỗn nguyên tiên khí, hơn 10.000 thần vương khí mà thôi. Còn như Diệp Thần, trên người bảo vật, đoán chừng là số lượng này gấp mấy lần đi, một cái thần vương cảnh ngũ tầng thiên Diệp Thần, rất dễ dàng giết à. Chỉ ít so tiên tôn dễ giết hơn à. Chư vị, cuối cùng nhớ tới ta tới à. Diệp Thần ổn định như thường đứng, tựa như hết thảy hết sức đang nắm giữ. Nếu như ban đầu, tất cả mọi người mũi dùi đối với hướng mình nói, hắn có thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là hắn lúc ban đầu lo lắng tồn tại. Nhưng là giờ khắc này, rất nhiều cường giả đều bị trọng thương. Muốn phải đối phó hắn, vậy không đơn giản như vậy. Hắn tại sao phải sợ? Diệp Thần bước ra một bước, nói, vốn đang dự định, các ngươi cũng đánh được xong hết rồi, ta mới đi ra, không nghĩ tới các ngươi lẫn nhau đánh mười mấy phút, đánh chết 50 mấy số hợp đạo thần quân, hơn 300 vị hỗn nguyên tôn giả, số này hạng mục, khoảng cách trong lòng ta số liệu, còn kém một nửa à? Đã như vậy, ta tự mình tới đi. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, nguyên bổn đã hóa thành di tích trên mặt đất. Nhanh chóng lao ra đếm không hết chớp sáng, rậm rạp chằng chịt, trực tiếp bao vây mấy ngàn võ giả, nhìn số lượng tựa hồ là võ giả gấp mấy lần chi hơn à. Mỗi một cái chớp sáng, đều là một kiện vũ khí. Hoặc là linh khí, tiên khí, cũng có thể là thần vương khí, hỗn nguyên tiên khí, thậm chí là hợp đạo thần khí. Vèo 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 vèo, vèo vèo vèo, bốn phương tám hướng còn có liên tục không ngừng tiên khí và thần vương khí bay tới. Xa xa Nguyệt Quang Phật và Dược Sư Phật, Nhật Quang Phật, Chiến Khôi cùng còn đang không ngừng thả ra Diệp Thần đã sớm bố trí thần hồn lực binh khí, giờ phút này lại có hơn 10.000 binh khí chớp sáng bay tới, bọn họ thì đã sớm chạy trốn xa đến Thiên Kiếm Thành trên thành tường. Diệp Thần lấy ra một chuôi cửu phẩm hợp đạo thần khí phi thuyền, và Lương Tuyết Nguyệt hai người tung người bước lên phi thuyền, nói các vị, gặp lại sau. Tiếng nói vừa dứt, phi thuyền nhanh chóng khởi động. Thiêu đốt mấy chuôi hỗn nguyên tiên khí thành tựu lực lượng, tốc độ thậm chí vượt qua chùm ánh sáng, chạy thẳng tới tường thành đi.
giữa không trung truyền ra một đạo nói nghe sởn cả tóc gáy thanh âm bảo. Tiếng nói vừa dứt, rắc 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 rắc, ken két ca, ngàn binh bạo lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Vô số chớp sáng rối rít nứt nẻ, vô số thần vương khí, tiên khí, linh khí, hỗn nguyên tiên khí cùng lộ ra ra, bao quanh mấy ngàn võ giả. Đây là Diệp Thần lớn nhất lá bài tẩy. Từ bước vào Thiên Kiếm Thành liền một mực chuẩn bị lá bài tẩy. Đoán tạo thần quân đem nghịch thiên thuật pháp ngàn binh bạo truyền thụ cho hắn. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần sẽ đem cái này thuật pháp phát huy. Ngàn binh bạo uy lực cực kỳ khủng bố, vậy cũng chỉ có một cái khuyết điểm. Đó chính là cực kỳ hao phí tiên khí. Mà Diệp Thần bây giờ, thứ không thiếu nhất chính là tiên khí. Mặc dù hủy diệt như thế nhiều tiên khí có chút nhức nhối, nhưng là Diệp Thần căn bản không quan tâm. Hơn nữa buổi đấu giá người vô tội toàn bộ rút lui, lưu lại đều là tham lam hạng người. Có thể sống sót hay không, liền xem bọn họ tạo hóa. Diệp Thần, xúc sinh à. Không không không, Diệp Thần, chúng ta sai rồi à. Xúc sinh, người chớ chạy. Không thiếu võ giả đôi mắt đẫm máu, đang không ngừng vùng vẫy bên trong, một đạo động trời tiếng nổ truyền ra. Oanh ùng ùng. Không chỉ có lớn nhất nổ, còn vang lên nổ dây chuyền. Hơn nửa Thiên Kiếm Thành cũng bao trùm ở trong đó, đâu chỉ 4.000 võ giả, dù là bên ngoài tranh đấu mấy triệu võ giả, cũng bao vây ở trong đó. Xa xa, cách nhau vạn dặm trên cổng thành Diệp Thần đều bị sóng trùng kích chấn động được trào máu, nhưng là lộ ra tà mị nụ cười, nói, sau trận chiến này, ta coi như là hoàn toàn nổi danh thiên hạ, còn như những cái kia võ giả. Võ đạo vốn là đoạt thiên địa tạo hóa. Dùng người khác sinh cơ vận mệnh mà thành tựu mình, bọn họ, sớm hẳn ở chém giết hỗn loạn thời điểm bắt đầu, liền rời đi, không rời đi tất cả đều là muốn cướp đoạt bảo vật, cũng hoặc là đục nước béo cỏ, không trách ta. Võ đạo, vốn là nghịch thiên đường, giết người đường. Muốn cướp đoạt, thì phải cướp đoạt thiên địa tạo hóa, giết người đoạt bảo. Huống chi thân ở linh võ đại lục cái này vốn chính là lấy thực lực phi tôn địa phương, còn như Thiên Kiếm Thành nổ, Thiên Kiếm Thành hỗn loạn đến nổ tung mới, ít nhất có 15 phút thời gian, cho dù là đế tôn cảnh, toàn lực chạy nhanh cũng có thể ngày rời đi kiếm thành. Nhập thần cảnh và thần vương cảnh, lại là chỉ cần mấy phút mà thôi. Thời gian dài như vậy cũng không có chạy, cũng không có rút lui. Vậy cũng đừng trách Diệp Thần nổ rất nhiều tiên khí. Dư âm đem bọn họ chấn động giết. Một tiếng này nổ. Hao phí 100.000 kiện linh khí, 50.000 tiên khí, 5.000 thần vương khí, 1.000 hỗn nguyên tiên khí, 30 chuôi hợp đạo thần khí. Đây đã là ta lớn nhất có thể điều khiển nổ tung cực hạn. Diệp Thần nói, nổ, là nổ không chết tiên tôn, hợp đạo thần quân nếu như chú ý đạt được, lớn như vậy đánh vào, cũng không gặp được có thể nổ chết nhiều ít. Nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Thậm chí có thể cần trăm năm mới có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Diệp Thần nhìn về phía bên người ba vị thần Phật, vội vàng nói. Ba vị thần Phật, mời điều khiển rất nhiều chiến khôi, cùng tiếng nổ kết thúc, đồng thời xông vào Thiên Kiếm Thành, thu lấy hợp đạo thần quân dưới, đã bị nổ người chết càn khôn giới chỉ. Tuân lệnh, chủ trì, ba vị thần Phật vội vàng hành động. Độ hóa 25 vị hợp đạo thần quân. Bây giờ, vậy chỉ còn lại 18 vị, bị đánh bể 7 tôn, cái này còn là ở hỗn chiến ban đầu Diệp Thần liền hạ lệnh để cho nó rút lui, nếu không kiên trì đến nổ trước mà nói, sợ rằng còn dư lại không dưới mấy vị. Lương Tuyết Nguyệt ngắm nhìn Diệp Thần, nói, người cái này sát thần, lần này đạt được như thế nhiều chiến lợi phẩm, ta muốn thiên ma nhân sâm, cũng bị thủ hạ ngươi lấy được, có thể đem nó cho ta chứ. Ta có thể cho ngươi vài kiện hợp đạo thần khí. Đây là Lương Tuyết Nguyệt không có rời đi nguyên nhân lớn nhất. Thiên ma nhân sâm đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Huống chi, Diệp Thần lại không tu luyện độc công, thiên ma nhân sâm đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng. Không được. Thiên ma nhân sâm, ta phải dùng tới cứu ta một người bạn. Diệp Thần ngắm nhìn Lương Tuyết Nguyệt, nói ta biết, ngươi là hậu thiên độc thể, nhưng là không hoàn chỉnh. Còn cần hậu thiên độc tới hoàn thiện, nhưng là ta bây giờ không thể cho ngươi, như vậy, ngươi đi trước trăm ngoài vạn dặm Côn Ngọc Thành. 10 ngày sau đó, ta sẽ đi tìm ngươi. Nếu như có còn lại, ta sẽ đem còn dư lại hậu thiên độc cho ngươi.
Kỷ Lâm, cần hậu thiên độc, hoàn thiện huyết mạch và thân xác. Dựa theo mấy vị sư tôn nói, cần hậu thiên độc, chỉ cần thiên ma nhân xâm lên một nửa. Nhưng mà, trận pháp kia sẽ không biết thất bại, Diệp Thần còn không biết. Cho nên hắn nhất định phải toàn bộ. Như vậy chỉ ít còn có hai lần cơ hội. Lương Tuyết Nguyệt bởi vì hắn bị liên lụy, nếu như có còn lại, cho nàng một ít hậu thiên độc, vậy coi là bồi thường đi. Cái này, ngươi cho ta cái ngọc bội. Lương Tuyết Nguyệt nhận được Diệp Thần đưa tin ngọc bội, trầm giọng nói, hy vọng ngươi đừng lừa gạt ta. Ta cho tới bây giờ không gạt người, nhất là không lừa gạt cô gái xinh đẹp. Diệp Thần trêu ghẹo một tiếng, chỉ gặp Lương Tuyết Nguyệt hóa thành lưu quang, thừa dịp màn đêm xông về xa xa, nàng bây giờ không đi, chờ đợi sẽ mọi người kịp phản ứng, có thể sẽ không đi được. Oanh oanh oanh, oanh oanh, thiên kiếm thành bên trong, nổ dư âm dẫn được không thiếu tiên khí, thần vương khí cũng đang nổ. Thanh âm còn chưa dừng lại, Diệp Thần đứng ở trên cổng thành, thưởng thức cái này đủ để bị lịch sử nhớ một khắc. Hồi lâu đã qua, ước chừng đếm 10 phút sau, tiếng nổ dừng lại. Giữa không trung chỉ còn lại 8 đạo thân ảnh như cũ dừng chân trước, theo thứ tự là 6 đại thế lực tiên tôn, cùng với thả ra mấy kiện đứng đầu hợp đạo thần khí nhập xác lão khiếu hóa và bắt cá người. À! Diệp Thần, xúc sinh à! Xúc sinh! Đồ tể, buôn bán thuốc, trà thương, ba vị tuyệt đỉnh thần quân nguyên bản liền bị tiên tôn đánh cho bị thương, lại trải qua nổ đánh vào, giờ phút này tay chân không hoàn toàn nằm trên đất, máu tươi tràn ra, chung quanh bọn họ đầy đất máu thịt, vô số cụt tay cụt chân. Không có bọn họ cường đại võ giả, cũng hoặc là không có hợp đạo thần khí phòng ngự, vận khí không tốt, cơ hồ đều chết sạch sẽ. Hơn 100 vị hợp đạo thần quân, bây giờ nằm trên đất kêu rên thì có 50 mấy vị, ngoài ra bên cạnh còn có hơn 10 vị không tại trung tâm nổ, bị thương không nặng, đều ở đây mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, bao gồm Độc Cô Thiên Ngự vị này bát trưởng lão. Bách Lý Tuyết chính là hỗn loạn bắt đầu rời đi, dứt khoát không bị thương. Nhưng là mấy vị khác công tử, toàn bộ báo hư, không chỉ hắn cửa báo hư, bọn họ mang tới hỗn nguyên cảnh tôn giả, cơ hồ không có một cái kiện toàn. Cái này, Diệp Thần, tiểu xúc sinh, hung ma cung thái thượng trưởng lão, quần áo lam lũ tức giận mắng, thân xác đều bị nổ ra vết rách. Hắn tức giận đến mức tận cùng. Ta môn nhân à, ta đệ tử à. Bách Lý gia tộc thái thượng trưởng lão bi như vậy nhìn hết thảy các thứ này, mặc dù nhìn thấy còn không ngại Bách Lý Tuyết đạt tới bộ hạ, nhưng là những thứ khác trăm dặm người gia tộc, bị thương vô cùng là nghiêm trọng. Hết thảy các thứ này đều do hắn lòng quá tham. Mặc dù Bách Lý Tuyết nhiều lần đề nghị trợ giúp Diệp Thần, nhưng là đối với Bách Lý gia tộc thái thượng trưởng lão mà nói, nếu như Diệp Thần trên người có thời không chi binh, hắn sẽ không để ý hết thảy chu diệt Diệp Thần. Bắc Đường gia tộc, Liệt Hỏa giáo cùng thái thượng trưởng lão, lại là lòng bi thương như chết, nhìn bị nổ chết gần nửa nhà mình đội ngũ, vẫn còn mờ mịt bên trong. Xong rồi. Cũng xong đời. Tán tu hợp đạo thần quân, hỗn nguyên cảnh tôn giả, binh khí trang bị cũng không bằng bọn họ, cơ hồ đều tiêu tán ở giữa trời đất, trừ đi 5 vị tuyệt đỉnh thần quân. Nhưng là chính bọn hắn đội ngũ, vậy xong đời, chết gần nửa, hơn nửa trọng thương, còn có chút rất nhiều mặc dù bị thương nhẹ, nhưng vậy không nhiều lắm dùng. Lần này đấu giá hội họp lớn, hoàn toàn phá hủy. Bán đấu giá tiên khí và thần vương khí, gần như bị hủy, không bị hủy diệt, cũng kém không nhiều đi theo một khối nổ. 6 vị tiên tôn, đều là nghĩ như vậy pháp, giỏ trúc rót nước một chàng không à. Vèo vèo, vèo, giữa lúc mọi người mờ mịt cực kỳ. 4 đạo lam quang phóng lên cao, đá đối nổ tung, 4 chuôi thời không chi binh phóng lên cao, phân biệt hướng Bách Lý gia tộc, Liệt Hỏa giáo, Bắc Đường gia tộc và Độc Cô gia tộc 4 vị tiên tôn phóng tới, phải trở về bọn họ chủ nhân bên người. Thời không chi binh, lại có thể không có bị nổ banh à. Như thế nhiều tiên khí, thần vương khí, không có chĩa vào nổ, cũng đi theo tự bạo, không tự bạo càn khôn giới chỉ cũng đều tán lạc đầy đất, không nghĩ tới 4 chuôi thời không chi binh, lại có thể không ngại. Xa xa, Bách Lý Tuyết nhìn hết thảy các thứ này, rung động trong lòng. Không hổ là thời không chi binh, có thời không quy luật, thời khắc mấu chốt cũng có thể che chở tự thân không bị phá hủy à. Tộc ta thời không chi binh. Cuối cùng sẽ là phải về thuộc về ta tay à.
Bắc Đường gia tộc thái thượng trưởng lão than thở một tiếng. Thời không chi binh trở về sau đó, vặn cổ Diệp Thần. Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão thân xác nứt nẻ, khí được run rẩy, cần phải đưa tay đón bay tới thời không chi binh. Chỉ cần thời không chi binh trở về, bỏ mặc hết thảy, giết Diệp Thần. Bỗng nhiên lúc này, một đạo thân ảnh vạch qua giữa không trung, một cái nắm bốn chuôi thời không chi binh, không cùng thời không chi binh phản kháng, trực tiếp bị bỏ vào luân hồi mộ địa, ở luân hồi mộ địa bên trong cho dù là thánh binh vậy không trốn thoát được. Diệp Thần rơi xuống đất, khẽ cười một cái, quanh thân hiện ra hơn ngàn hỗn nguyên cảnh, thần vương cảnh chiến khôi, nhanh chóng thu lấy tán rơi trên mặt đất rất nhiều càn khôn giới chỉ và binh khí, xa xa mấy triệu thấp cảnh giới tán tu, môn phái nhỏ bên kia, bị nổ chết hơn nửa, giống vậy tặng rơi xuống nhiều bảo vật, đều bị ba vị thần Phật, dẫn hợp đạo cảnh thần quân, ma quân, lấy tốc độ cực nhanh thu lấy. Hai bên lực lượng hội họp, càn khôn giới chỉ và hết thảy bảo vật, cũng vào Diệp Thần luân hồi mộ địa. Chư vị, đắc tội ta Diệp mỗ người, không phải tốt như vậy qua. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa, ta đi trước. Diệp Thần lộ ra nụ cười vui sướng, trực tiếp tung người điều khiển hợp đạo thần khí rời đi. Diệp Thần, thái thượng trưởng lão tê tâm liệt phế tiếng gào chấn nhiếp thiên địa, chợt nắm tan vỡ hợp đạo thần khí liều chết xung phong ra, đồng thời phẫn nộ quát, Độc Cô gia tộc, còn may mắn còn sống sót võ giả, theo bổn tôn giết Diệp Thần. Hắn vẫy tay một kiếm, đánh bể Diệp Thần mấy chục tôn hỗn nguyên cảnh chiến khôi, chạy thẳng tới Diệp Thần đi. Diệp Thần! Giết Diệp Thần! Giết Diệp Thần! Giết! Mấy vị khác tiên tôn, hổn hển, nguyên lấy là còn có thể giữ được thời không chi binh, người mặc dù chết, nhưng là bảo vật thần khí đều lưu lại, còn có chút thu hoạch, không nghĩ tới những thứ này cũng để cho Diệp Thần đoạt đi. Bách Lý gia tộc, còn sống võ giả, theo bổn tôn giết Diệp Thần. Bách Lý gia tộc thái thượng trưởng lão khí được bỏ mặc thương thế, liều chết xung phong ra. Lệnh Hồ gia tộc, còn sống võ giả. Hung Ma cung còn sống võ giả, theo. Bắc Đường gia tộc còn sống. Liệt Hỏa giáo còn. Năm vị tiên tôn giận dữ, dẫn còn sống một chút chiến lực hơn 50 vị, hơn trăm vị hỗn nguyên cảnh võ giả liều chết xung phong ra. CMN, hết thảy cũng để cho thằng nhóc này được. Giết hắn. Đúng. Làm thịt hắn. Đồ tể, lão khiếu hóa, buôn bán thuốc cùng năm vị bị thương thảm trọng tuyệt đỉnh thần quân vậy liều chết xung phong đi ra. Ngựa đức, bọn lão tử phí hết tất cả lực lượng và 6 vị tiên tôn cướp thời không chi binh. Ngươi Diệp Thần ngược lại là tốt. Cuối cùng kết thúc ngươi đi ra. Ngươi đoạt tất cả mọi thứ chạy, bọn lão tử phải giết ngươi, coi như không giết ngươi, ngươi vậy được cho bọn lão tử khạc ra toàn bộ thời không chi binh. Bọn lão tử chờ những thứ này phá cảnh kéo dài dài tuổi thọ đây. Vèo vèo vèo. Vèo vèo. Thiên kiếm thành, không thiếu võ giả ngất trời ra, thẳng truy đuổi Diệp Thần. Bây giờ, tinh nhuệ nhất, chiến lực mạnh nhất 6 phái và may mắn còn sống sót tán tu cũng xông lên đi giết, mục tiêu chính là một cái giết Diệp Thần. Hô hô hô. Hô hô. Diệp Thần vừa chạy, một bên phóng thích luân hồi mộ địa bên trong chiến khôi, truy đuổi ta. Lão tử chiến khôi có chính là, lần này lại thu không thiếu thi thể, chờ ta tỉnh lại, chế tạo thành chiến khôi, giết chết các ngươi. Mộ chủ, vì sao đứt đoạn tiếp theo phóng thích binh khí, nổ chết bọn họ? Bên cạnh giống vậy chạy trối chết Nguyệt Quang Phật hỏi. Ngươi lấy là ta thần hồn lực vô hạn à? Mỗi một chuôi binh khí đều phải cắt kim loại thần hồn của ta lực. Diệp Thần thần giác tràn ra máu tươi, cười nói, nổ những binh khí này. Ta thần hồn lực đã suy yếu đến tương đương với nhập thần cảnh nhất tầng thiên võ giả, trong thời gian ngắn, không có sức lại dẫn bạo binh khí. Được bảo vật, chạy mau. Ngươi còn lấy là, ta có thể diệt bọn họ toàn bộ à. Diệp Thần tiếp tục phóng thích thần vương cảnh chiến khôi, nhập thần cảnh chiến khôi mấy chục ngàn cái, ngay chớp mắt liền bị truy binh đánh bể, không thể không thả điểm cảnh giới cao chiến khôi, bây giờ chúng ta chủ yếu nhất là chạy khỏi sau đó. Bố trí càn khôn thiên long trận, cho Kỳ Lâm hoàn thiện tiên thiên độc thể, cũng không phải là muốn tiêu diệt bọn họ. Minh bịch bịch, sắc sắc, phịch, một chuỗi tiếng nổ truyền ra. Thần vương cảnh chiến khôi rơi xuống tốc độ vậy cực nhanh, ở 6 vị tiên tôn thủ hạ, cơ hồ chính là mỗi giây bị giết chết mấy chục tôn, gần 10.000 thần vương cảnh chiến khôi không ngăn được bao lâu, cũng may có thể kéo bọn họ,
để cho Diệp Thần chạy trước. Hô hô hô, hô hô, Diệp Thần mang mọi người, liên tục chạy như điên hết mấy giờ, sau lưng hàng loạt truy binh đều bị bỏ rơi, nhưng là chủ yếu vài cái còn đi theo đâu. Diệp Thần, giao ra bảo vật, nếu không không chết không thôi. Đúng, giao ra bảo vật, giao ra, 6 vị tiên tôn, 3 vị tuyệt đỉnh thần quân còn đi theo. Những thứ khác hợp đạo thần quân, hỗn nguyên cảnh tôn giả đều bị Diệp Thần thả ra hàng loạt hỗn nguyên cảnh chiến khôi vây khốn. Giờ phút này, Diệp Thần cơ hồ đã sớm chạy ra khỏi Thiên Kiếm Thành phạm vi, đang hướng Độc Cô gia tộc quản hạt hạ một cái khu vực chạy tới, trong tương lai xem, đám kia cường giả như cũ không ngừng theo sát. Đáng chết! Bây giờ Diệp Thần trạng thái cũng là thương thế nghiêm trọng, nếu là đúng vác những cường giả này, căn bản không có đánh một trận tư cách. Đột nhiên, một cái hơi thở khủng bố, cả người là máu tiên tôn bước chân nhưng chậm rãi ngừng lại. Hắn rất rõ ràng, như vậy đuổi tiếp căn bản không có dùng. Trận chiến này, hắn thương thế chân thực quá nặng. Thời không chi binh đều ở đây Diệp Thần trong tay. Diệp Thần phải chết. Nếu không hắn cầm không trở về thời không chi binh liền không cách nào và gia tộc giao phó. Vị kia tiên tôn trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết, từ hông gian lấy ra một khối ngọc bội. Rồi sau đó, một giọt máu tươi bước ra. Ngọc bội nhất thời lóe ra một đạo hư ảnh. Sư tôn ở trên cao, cái này thần niệm ta từng thề tuyệt không sử dụng, nhưng là bây giờ không thể không sử dụng. Buồn cười là, ta lại dùng cái này thần niệm lực chu diệt một cái thần vương cảnh tiểu xúc sinh. Đơn giản là phí của trời à. Ta cũng không tin, cái này đã trọng thương tiểu xúc sinh còn ngăn cản ở đây tiên tôn cũng không chống đỡ nổi lực lượng. Vạn ma tuyệt sát lệnh, đi. Lời nói rơi xuống, ngọc bội vỡ vụn, tựa như hóa là một đạo máu đỏ mũi tên hướng chạy trốn Diệp Thần bay đi. Trên bầu trời mây đen lên, dần dần biến thành màu máu. Vô cùng lạnh như băng và là máu. Những cái kia tuyệt đỉnh thần quân và những thứ khác tiên tôn tự nhiên phát hiện cái gì, nhìn đỏ tươi mũi tên hơi dừng lại một chút. Tiên tôn đỉnh cấp lực. Lại có người dùng một vị tiên tôn thần niệm lực đi chu diệt Diệp Thần. Ha ha, Diệp Thần hẳn phải chết. Như vậy thứ nhất, hắn tuyệt đối không mang được thời không chi binh. Mọi người bước chân chậm lại. Ở bọn họ xem ra, lần này... Diệp Thần chắp cánh khó khăn bay. Như vậy thương thế, nếu là có thể ngăn trở tiên tôn thần niệm đỉnh cấp lực, đó chính là đánh bọn họ mọi người mặt. Đỏ tươi mũi tên vừa dựa vào càng gần, đến mức, đều là phế tích. Có thể gặp lực lượng có kinh khủng dường nào. Mà giờ khắc này Diệp Thần tự nhiên vậy phát giác. Hắn cả người lạnh run. Đây là một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. Hắn bước vào linh võ đại lục tới nay. Lần đầu tiên cảm giác được rơi vào chỗ chết. Diệp Thần thở dài nói, sư tôn, sợ rằng vẫn là được các ngươi hỗ trợ à. 6 bị thương nghiêm trọng tiên tôn. 3 vị sắp người nào chết tuyệt đỉnh thần quân, lại như thế đuổi giết ta đi xuống, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà luân hồi mộ địa không có một tia đáp lại. Giờ khắc này, Diệp Thần bị đỉnh cấp tiên tôn thần niệm phong tỏa. Liền luân hồi mộ địa liên lạc vậy tạm thời ngăn cách. Đáng chết! Làm thế nào? Khoảng cách càng ngày càng gần. Sống chết chỉ ở thời gian vừa niệm. Chờ chốc lát, một cái mang cái khăn che mặt thiếu nữ cấp tốc hướng bên này chạy tới. Chính là Ngụy Dĩnh. Giờ khắc này, Ngụy Dĩnh tự nhiên cảm thấy Diệp Thần nguy cơ. Trong mắt của nàng lạnh như băng hết sức. Sát huyết linh thể tản ra vô tận dùng mình. Tựa như để cho cả thế giới nhiệt độ cũng xuống đến băng điểm. Lời nói gian, Ngụy Dĩnh bước ra một giọt máu tươi. Sát huyết linh thể uy lực phóng thích mở. Trong chốc lát, máu tươi bay ra ngoài. Hóa thành một chi màu xanh băng tiến. Băng tiến trên tựa như bàn vòng quanh một đầu bông tuyết phượng hoàng hư ảnh. Cái này băng tiến có thể đạt được chi địa, lại hóa là một phiến liên miên băng. Thậm chí, giữa trời đất hạ nổi lên tuyết. Tháng 6 tuyết rơi, tử vong ý, thiên địa dị tưởng. Đồng thời, Ngụy Dĩnh sắc mặt vậy thương trắng đến trình độ cao nhất. Lợi dụng huyết mạch lực, nàng hao tổn rất lớn. Dẫu sao nàng đối với sát huyết linh thể nắm trong tay không quen luyện. Hơn nữa không có hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng không cho phép Diệp Thần bị thương.
càng không cho phép Diệp Thần chết. Nàng đầu óc bên trong hiện ra một Mộ Mộ ban đầu ở kinh thành đại học sư phạm và Diệp Thần làm hàng xóm hình ảnh. Đã từng, có người thanh niên lần lượt là nàng ngăn cản sát huyết hàn thể tổn thương. Đã từng, có người thanh niên không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt cảnh lên, ngăn cơn sóng dữ. Bảo vệ nàng. Đã từng, có người thanh niên dùng ôm trong ngực sưởi ấm nàng viên kia băng hàn thêm quyết nhiên lòng. Người thanh niên kia, kêu Diệp Thần. Đến từ Hoa Hạ Ninh Ba. Là nàng tuyệt hàn đế cung cung chủ Ngụy Dĩnh bằng hữu duy nhất. Giờ khắc này, Ngụy Dĩnh vậy tràn ngập vô tận thanh âm tức giận chậm rãi rơi xuống. Người bất kỳ muốn giết hắn, ta tuyệt hàn đế cung cái đầu tiên không cho phép. Vô số cặp mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm mũi tên đỏ tươi đến gần Diệp Thần. 100 mét, 10 mét, 1 mét. Vậy tiên tôn lực thậm chí kéo theo cường đại đợt khí, đem Diệp Thần trên người quần áo ẩm ẩm biến dạng. Mắt xem mũi tên đỏ tươi muốn chui vào Diệp Thần thân thể. Một khi đụng chạm, tiên tôn dưới, tất nhiên chết. Dù là Diệp Thần câu thông luân hồi mộ địa cũng vô ích à. Đột nhiên, Diệp Thần nhớ ra cái gì đó. Ở Côn Lôn hư thời điểm, y đạo thông thần Lâm Thanh Huyền tiêu tán trước, từng cho hắn một viên đan dược. Đồ nhi, đan dược này là vi sư ở luân hồi mộ địa tiêu phí 1 tháng luyện chế một viên đan dược cao cấp, vô hạn đến gần 10 cấp, cực kỳ chân quý, dõi mắt Côn Lôn hư, vậy ước chừng 1 viên. Nếu như ta bản thể luyện chế, có thể sẽ 10 cấp cao cấp, nhưng là bây giờ có thể miễn cưỡng thích hợp. Viên thuốc này tên là Cửu Tử Bất Tuyệt Đan. Ở ngươi rơi vào hẳn phải chết cảnh, cũng hoặc là thân xác hoàn toàn bị hủy trước, ăn vào viên thuốc này, chí ít có thể thay đổi nghịch cảnh. Nhớ, không tới quyết tử cảnh, không phải xuất ra viên thuốc này. Nếu không chỉ sẽ là lãng phí. Lâm Thanh Huyền ở thời đại thượng cổ, võ đạo thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là bàn về y đạo và đan đạo, ở linh võ đại lục tuyệt đối là cao cấp tồn tại. Cái này Cửu Tử Bất Tuyệt Đan dù là thả vào linh võ đại lục tất nhiên giá trị văn hoa. Bây giờ, chính là hắn cần sử dụng thời điểm. Nhưng mà, sau lưng mũi tên đỏ tươi quá nhanh, Diệp Thần ở trong một cái chớp mắt này căn bản không làm được ăn vào Cửu Tử Bất Tuyệt Đan quá trình à. Làm thế nào? Giờ khắc này, hắn linh thức khuếch tán ra. Hắn tựa như nhìn thấy mấy vị kia tiên tôn đang cười lạnh. Thậm chí nhìn thấy những cái kia tuyệt đỉnh thần quân ánh mắt tham lam. Một khi mình chết, đám người này sẽ chen chúc tới. Cướp đi thời không chi binh. Kỷ Lâm sẽ làm thế nào? Hắn đáp ứng Kỷ Tư Thanh phải chiếu cố kỹ lưỡng Kỷ Lâm. Nhưng mà, mình một khi bỏ mạng ở này, luân hồi mộ địa tất nhiên sẽ tiêu tán trên đời gian. Đến lúc đó Kỷ Lâm cũng không cách nào sống. Thực lực. Ta muốn thực lực. Vô tận thực lực. Ta muốn thức tỉnh ta luân hồi huyết mạch. Chỉ có nắm trong tay luân hồi huyết mạch, ta mới có thể không sợ bất kỳ thế lực. Nhưng mà, không có cơ hội. Đột nhiên, đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Một đạo băng hàn lam quang phá vỡ bầu trời mênh mông. Vượt qua tới. Thậm chí, mọi người còn nghe được một tiếng phượng hoàng thét dài. Thanh âm này, chấn động thiên địa. Đụng. Ở vô số tầm mắt mắt thấy dưới. Vậy mang bông tuyết phượng hoàng hư ảnh mũi tên và mũi tên đỏ tươi lại xúc đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng lại rằng co không nghỉ. Chỉ như vậy treo ở Diệp Thần trước người. Quỷ dị. Quỷ dị đến mức tận cùng. Giờ phút này, cả thế giới tựa như an tĩnh lại. Những cái kia cường đại tiên tôn thậm chí còn tuyệt đỉnh thần quân cũng bối rối. Lại có người muốn phá vỡ vậy tiên tôn thần niệm. Cái này tiên tôn thần niệm. Dù là liền bọn họ vậy không chống đỡ nổi à. Điên rồi phải không? Hừ, đường cánh tay ngăn cản xe không biết tự lượng sức mình. Độc cô gia tộc Thái Thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ở hắn trong mắt, vậy đạo lực tính, không rõ ràng. Bỏ mặc ai giúp Diệp Thần, cũng phải chịu đựng cắn trả thống khổ. Nhưng mà, rắc rắc, một tiếng, dưới con mắt mọi người, mũi tên đỏ tươi tại chỗ vỡ vụn. Cùng thời khắc đó, bông tuyết phượng hoàng hư ảnh phát ra một tiếng giống giận, quanh quẩn ở Diệp Thần chừng. Tựa như đang bảo vệ hắn. Độc cô Thái Thượng trưởng lão mặt đen. Hoàn toàn tối. Lần trước dây hắn chắc chắn, giờ phút này lại vô tình đánh mặt. Mấu chốt ai ở cứu Diệp Thần. Có thể như vậy ngăn cản tiên tôn thần niệm đỉnh cấp nhất kích,
chẳng lẽ không đơn thuần là tiên tôn, là mạnh hơn tồn tại. Đây chẳng lẽ là Diệp Thần cuồng vọng chân chính cậy vào. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả đuổi giết Diệp Thần chân người bước đều dừng lại. Bọn họ sợ. Nếu là có cường giả loại này bảo vệ, bọn họ trạng thái bây giờ làm sao chu diệt Diệp Thần. Ngay tại mọi âm thanh yên lặng lúc đó, một đạo già nua thêm giọng nghi ngờ vang lên. Mọi người có phát hiện hay không, vậy bông tuyết phượng hoàng hư ảnh nương theo băng tiến có chút quen mắt. Thật giống như, hình như là thời đại thượng cổ một cái diệt tuyệt tông các công pháp. Hơn nữa, cái này dùng mình uy áp, đến từ một cổ huyết mạch. Chẳng lẽ là tuyệt hàn đế cung? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ mặt cũng liếc. Hoàn toàn dọa sợ. Ở linh võ đại lục, người có thể không biết huyết linh tộc. Người có thể không biết thần long gia tộc và thánh long gia tộc. Người có thể không biết ma vực. Nhưng là người không thể không biết tuyệt hàn đế cung tồn tại. Năm đó tuyệt hàn đế cung nhưng mà linh võ đại lục thời đại thượng cổ kinh khủng nhất một trong những thế lực. Tuyệt hàn đế cung cung chủ một cái ý niệm, liền có thể hủy diệt toàn bộ Tây vực. Chỉ tiếc, tuyệt hàn đế cung chẳng biết tại sao một đêm bây giờ đột nhiên biến mất. Càng là trở thành linh võ đại lục tất cả mọi người trong lòng độc chiếm. Không cách nào chạm đến. Tương truyền tuyệt hàn đế cung tất cả mọi người bị vô số thế lực tập hợp diệt hết. Không có người nào còn sống. Dù là tuyệt hàn đế cung công pháp và truyền thừa vậy toàn bộ biến mất. Phải biết, tuyệt hàn đế cung thành tựu thế lực cao cấp, có vô số tài bảo. Thậm chí kém nhất cũng có thể là thời không chi binh. Linh võ đại lục có cái truyền thuyết, thời đại thượng cổ tuyệt hàn đế cung cung chủ tử vong đang lúc, dùng thần niệm lực mang đi tuyệt hàn đế cung hết thảy. Nấp trong linh võ đại lục một nơi đất thần bí. Chỉ có đến khi người có duyên mới sẽ hoàn toàn mở. Cái này một các loại, chính là vạn năm. Không thể nào là tuyệt hàn đế cung đã sớm biến mất, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện. Linh võ đại lục không hề thiếu hệ băng công pháp, hẳn là tương tự, chỉ sợ là ngươi nhìn lầm rồi. Nếu như vậy tuyệt hàn đế cung cung chủ còn sống, toàn bộ Tây vực sợ rằng đều biến mất đi. Chúng ta không thể nào còn tốt như vậy tốt đứng. Lão gia, ngươi có thể không nên làm ta sợ cửa. Có vị tiên tôn cau mày phân tích nói. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy vị mới gật đầu một cái. Tựa hồ lúc này mới có sức thuyết phục. Độc cô gia tộc thái thượng trưởng lão sắc mặt rất khó xem, hắn ánh mắt hướng chung quanh nhìn, tựa hồ muốn phải tìm người xuất thủ. Nhưng mà, chung quanh hết thảy trống trơn như vậy, trừ bọn họ, nào còn có người. Mấy giây sau đó, xa xa Diệp Thần mới tỉnh hồn lại. Lại có người ở cứu hắn. Hắn nhìn đỉnh đầu dần dần tiêu tán bông tuyết phượng hoàng, chau mày. Hắn tới linh võ đại lục không lâu, thụ địch không thiếu, bằng hữu vậy không mấy cái. Trừ luân hồi mộ địa đại năng, làm sao có thể sẽ có người cứu hắn. Hơn nữa mới vừa rồi lực lượng, chỉ ít tiên tôn cấp bậc. Vậy uống rượu lão gia, không thể nào, công pháp này rõ ràng cho thấy phái nữ công pháp, hơn nữa đối phương thuộc về tiên tôn cấp bậc. Không thể nào là hắn. Chẳng lẽ là vạn kiếm đế cung? Cũng không khả năng, vạn kiếm đế cung bây giờ tự thân khó bảo toàn, không thể nào tới giúp ta. Diệp Thần nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí nghĩ tới linh vận tiên tôn, cuối cùng vẫn là không biết làm sao lắc đầu vung tán hết thảy ý tưởng. Dưới mắt nguy cơ còn không có giải trừ. Hắn hung tợn nhìn phía sau còn không phản ứng kịp mấy vị tiên tôn và tuyệt đỉnh thần quân, liền hướng phía dưới rừng rậm nguyên thủy lao đi. Vừa đi vào rừng rậm liền dựa vào luân hồi mộ địa, che chở mình hơi thở. Nếu hắn bị đuổi giết, vậy hắn cũng muốn xem ngày hôm nay ai có thể cười đến cuối cùng. Còn như giúp người hắn là ai, hắn không cần phải đoán bậy bạ, hắn tin tưởng, nếu đối phương nguyện ý ra tay, khẳng định sẽ đến gặp hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.